Tê. Trương Khai Niên nghe vậy cũng hít một hơi khí lạnh, chỉ cảm thấy da đầu đều phải nổ, tứ chi lạnh cả người. Đến mức Trương Toàn Phong nghe vậy càng chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa ngất đi. Cùng lúc đó, Trần Phi, Cao Chí Nam, Quan Thi Âm đám người đang ở tư nhân gian phòng nói chuyện trời đất, Cao Chí Nam bí thư bỗng nhiên gõ cửa đi đến, sau đó hướng về phía Cao Chí Nam nói: Cao Tổng, Hoàng Phó Thị trưởng còn có công tử của hắn đến rồi, người xem có đúng hay không cần muốn đích thân ra đi tiếp đãi một chút. Quan Thi Âm nghe vậy nhìn không được nộn tay nắm thành quả đấm chặt, siết thật chặt, như là rất khẩn trương. Phải biết rằng đây chính là thường vụ phó thị trưởng cấp bậc đại nhân vật. Tại đây Bắc Sơn thì quan trường đủ để xưng là cao cấp nhất một trong những cự đầu, hôm nay cư nhiên có thể thấy chân nhân, đối với hắn loại này tiểu dân chúng lực đánh vào có thể nghĩ có lớn bực nào. Đây quả thực tựa như đang nằm mơ vậy. Chỉ là làm ở đây tất cả mọi người chấn kinh là, Cao Chí Nam cư nhiên không có lập tức đứng dậy ra đi nghênh đón đêm nay nể mặt quang lâm Hoàng Phó Thị trưởng phụ tử, mà là ánh mắt thoáng ở Trần Phi trên người dừng lại một hồi. Chợt tựu ngay tức khắc nói: Không cần, người đi qua trực tiếp đưa bọn họ mang tới đi. Lời vừa nói ra, vô luận là bí thư kia hay là Quan Thi Âm đều có chút giật mình. Dù sao người Cao Chí Nam tuy rằng hôm nay ngồi trên vốn là nhà giàu nhất vị trí, nhưng đối phương dù sao cũng là Hoàng Phó Thị trưởng. Nếu không tự mình đi tiếp đãi cái này có đúng hay không có chút chậm trễ a. Nhưng lời này dù sao cũng là Cao Chí Nam nói, mặc dù làm cho các nàng nghĩ có chút không thích hợp. Nhưng là không đến mức sản sinh cái gì chất vấn tâm lý. Bí thư kia theo xoay người đi ra khỏi phòng, chỉ chốc lát sau, liền đem Hoàng Phó Thị trưởng còn có con của hắn Hoàng Phong dẫn theo đến. Người này cái giá còn thật lớn a, cư nhiên cũng không, Hoàng Phó Thị trưởng vừa đi vào cửa, một bên giọng nói bất mãn trêu nói. Chỉ là hắn nói đều còn chưa nói hết, liền tốt thoáng nhìn cách đó không xa ngồi ở chỗ ngồi hướng hắn vẻ mặt mỉm cười Trần Phi. Trương hắn Hoàng Đào quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa mặt, nhất thời nhịn không được trong lòng một cái giật mình, không hề nghĩ ngợi, tự ngay tức khắc ngừng lại trong miệng này trêu chọc chính là lời nói, hướng Trần Phi bước đi đi. Mà mọi người, nhất là bí thư kia còn có Quan Thi Âm gặp cảnh tượng này, cũng không nhịn được có chút ngây ngẩn cả người, không minh bạch đây tột cùng là một chút chuyện gì xảy ra mà. Giữa lúc các nàng trong lòng giật mình, nghi hoặc, Hoàng Đào chạy tới Trần Phi trước mặt. Hoàng thúc xin chào a. Hắc hắc, mà đúng lúc này Trần Phi lại nếu cười hì hì đưa tay ra nói, hoàn toàn không cái tránh hành. Trần tiên sinh không nghĩ tới người đêm nay cư nhiên tại đây, sớm biết rằng ta tự sớm đi tới, ha ha ha. Hoàng Phó Thị trưởng ngay tức khắc vươn tay nhiệt tình ở Trần Phi cầm, bộ dáng kia quả thực cùng gặp được lãnh đạo vậy. Không chỉ có như vậy, đứng ở Hoàng Phó Thị trưởng bên cạnh Hoàng Phong Hoàng Đại Thiếu, lúc này cũng theo đang dùng một loại rất cung kính giọng nói. Ở Quan Thi Âm cùng bí thư kia trợn tròn tròng mắt dưới, hơi khom người, hướng về Trần Phi chào hỏi Trần Thiếu, xin chào. Thấy tình cảnh này, ngoại trừ nhìn quen không trách Cao Chí Nam ngoại, Quan Thi Âm còn có bí thư kia cũng không nhịn được dương cái miệng anh đào nhỏ nhắn, một bức bị sợ choáng váng thần sắc, cả người mạnh đánh một cái giật mình. Phải biết rằng đây chính là Hoàng Phó Thị trưởng còn có công tử của hắn Hoàng Thiếu A. Nhưng bây giờ lại cư nhiên đúng một người trẻ tuổi cung kính như thế. Hơn nữa nghe Trần Phi cười hì hì, hoàn toàn không cái tránh hành giọng, thật giống như hoàn toàn tập mãi thành thói quen, cảm thấy rất đương nhiên vậy. Cái này những hai người bọn họ thân thể mềm mại nhất tề chấn động, vẻ mặt đều là thần sắc bất khả tư nghị. Bạn học cũ, hiện tại không nói ta, Trần tiên sinh tại đây cũng còn muốn cho ta đi ra ngoài đón ngươi, ta xem ngươi người này mới là thật cái giá đại, ha ha ha. Cao Chí Nam bỗng nhiên ha ha cười nói. Ta đây không phải là không biết Trần tiên sinh ở chỗ này đây. Đình chỉ, Hoàng Phó Thị trưởng giải thích. Chúng ta hai vị cũng đừng cầm ta nói giỡn. Ta đây không phải là lại, không muốn động sao, ha ha. Trần Phi nhịn không được cười ha ha một tiếng, chợt lại đem bên cạnh đã kinh ngạc đến ngây người Quan Thi Âm đầu vỗ vỗ, chợt lấy tay ở hắn Nguyệt Nha bản ánh mắt phía trước hoàng này, chớ ngu, hoàn hồn. Mau tới đây ta giới thiệu cho ngươi một chút. Hoàng thúc. Hoàng Thiếu, vị này là bằng hữu ta Quan Thi Âm, hiện tại mới từ tỉnh đài truyền hình điều đến chúng ta bên này đi làm. Về sau có việc làm phiền các ngươi chiếu cố một chút. Trần Phi lôi kéo Quan Thi Âm đi tới Hoàng Phó Thị trưởng còn có Hoàng Phong trước mặt, cười giới thiệu. Hoàng Thị trưởng người khỏe, Hoàng Thiếu xin chào, ta gọi là Quan Thi Âm, là Trần Phi bằng hữu. Quan Thi Âm tự nhiên bị trận này trưởng lại càng hoảng sợ,
mặt cười đỏ bừng lắp bắp nói. Quan tiểu thư xin chào, người nếu không ngại, về sau liền theo tiểu nguyên bọn họ cùng nhau gọi ta Hoàng Thúc Thúc đi. Hoàng Đào cực kỳ hiền hòa cùng Quan Thi Âm nắm tay, sau đó bỗng nhiên ở con trai mình trên đầu vừa gõ, nghiêm nghị nói nghe Trần Tiên Sinh nói như thế nào không. Ta xem người bình thường bên người hồ bằng cẩu hữu thật nhiều, nhớ kỹ nơi nói một chút. Nếu để cho quan tiểu thư ở Bắc Sơn bị ủy khuất gì, ta bắt ngươi là hỏi. Ai u, ta nào dám a. Trần Tiên Sinh ngươi yên tâm đi, về sau tại đây Bắc Sơn chỉ cần có ta Hoàng Phong ở, tự tuyệt đối không cho đóng tiểu thư thụ bất kỳ ủy khuất gì. Hoàng Phong ôm đầu dở khóc dở cười, sau đó ngay tức khắc hướng Trần Phi bảo chứng. Nói đùa, trong mắt hắn nghiễm nhiên đã cùng sống thần tiên một cấp bậc Trần Phi chính mồm phân phó phải nhiều nhiều chiếu cố bạn nữ giới. Nếu là hắn dám làm cho đối phương tại đây Bắc Sơn thụ ủy khuất mới là lạ. Tạ, cảm tạ, Trần Phi cảm ơn ngươi. Mà ở nhìn thấy một màn này Quan Thi Âm cuối cùng cũng hiểu, nguyên lai ở căn phòng này trong nghiêu bức nhất không phải là Thương Hải tập đoàn lão tổng Cao Chí Nam, cũng không phải vốn là thường vụ phó thị trưởng Hoàng Đào, mà là vậy chỉ có hơn 20 tuổi trên mặt mang cả người lẫn vật vô hại nụ cười Trần Phi. Theo như cái này thì, hắn trước này lo lắng, khẩn trương. Hoàn toàn hết thảy đều là dư thừa. Cái gì Trương Toàn Phong thậm chí ba hắn Trương Khai Niên, ở nhân gia trước mặt căn bản liên thí đều không phải là, buồn cười những người đó mới vừa rồi còn như vậy tự cho là đúng, tự cho là mình rất nghiêu bức hình dạng. Mà càng là tại đây loại vượt quá hắn tưởng tượng dưới tình huống, hắn liền càng là cảm thấy mình cực độ khẩn trương, tâm hoảng ý loạn, thậm chí đều có chút đứng ngồi không yên, hai tay cũng không biết cần để vào đâu mới tốt. Dù sao cái này cũng khó trách, bởi vì nàng cảm giác mình cùng Trần Phi thực sự trình tự quá cách xa, thật giống như nguyên bản ở bằng hữu của mình bị coi là vận động nữ thần hắn, ở Trần Phi trước mặt hoàn toàn không có lo lắng cùng tự tin, chỉ cảm giác mình giống như cái ở nông thôn thôn nhỏ cô, giống như một xấu tiểu vịt. Này, làm sao vậy, người ngốc ngơ ngác, không biết là bị bản đại thiếu anh minh thần võ mê đổ đi. Ai, thực sự là, sùng bái sẽ nói ra nha. Bản đại thiếu lòng dạ rộng. Lòng có một mảnh ba đào cuộn trào mãnh liệt hải dương, không kém ngươi như thế một cái ngu ngốc tinh bột tia vị trí. Trần Phi thấy thế, bỗng nhiên nghiêm trang sái bảo nói. Phi, ngươi mới ngu xuẩn, nói bậy chút gì a? Nghe vậy Quan Thi Âm phản xạ có điều kiện bất mãn nói, sau đó đương nhiên cũng bị Trần Phi cái này chiến ngu rốt pha trò khiến cho trong lòng khẩn trương hóa giải không ít, bĩu môi, mắt cười thành nguyệt nha chẳng, nói thế nào trước sẽ không phát hiện ngươi như thế tự kỷ ni. Còn nhỏ người ái mộ, thật không biết xấu hổ, nói nói của nàng mặt đỏ dần. Mà ở nhìn thấy như vậy hòa hài một màn, Cao Chí Nam còn có Hoàng Đào hai vị này lão nhân gia không hẹn mà cùng nghiêng đầu đi, giả câm vờ điếc hình như cái gì đều nghe không được. Đến mức Hoàng Phong cái này bạn cùng lứa tuổi, tắc nhịn không được ở trong lòng lặng lẽ cho Trần Phi điểm cái tán, cảm thán nói không hổ là Trần Thiếu, cái này phao muội kỹ thuật quả thực nhất lưu. Hồn nhiên thiên thành A. Đêm qua tiệc tối lấy hơi có tỉ vết nào kết cục kết thúc, mà Trần Phi đã ở ngày thứ hai vừa rạng sáng tự mở ra mình chạy băng băng GL400, bước lên về nhà đồ. Trần Phi từ nhỏ lớn lên địa phương tên là Thành Dương huyện, chính là Bắc Sơn thị chỗ quản lý tương ứng nổi danh phong cảnh huyện du lịch thành, tứ quý như xuân, nhiệt độ thích hợp, không khí ướt át, có phương viên trăm dặm thích hợp nhất ở thành nội Mỹ dự. Không chỉ có như vậy. Thành Dương huyện còn có nghe tiếng bên trong tỉnh ngoại du ngoạn thắng địa cảnh khu Thúy Hồ. 10 mẫu hoa sen cá thế giới, nửa Thành Dương liễu phất ban công. Đây là không biết vị ấy đại thi nhân, đại tác phẩm nhà đối với Thúy Hồ cảm thán làm liên. Sáng sớm Thái Dương quang huy sái ở trên mặt hồ, ba quang lân lân, Trần Phi đã xa xa nhìn thấy. Thúy Hồ a, thực sự là đã lâu không gặp, Trần Phi tận lực ở đây dừng lại một hồi. Đánh nhìn cách đó không xa quen thuộc cảnh sắc khóe miệng vẽ bề ngoài theo cười. Nhà hắn tự ở phụ cận đây, vì vậy khi còn bé tan học bình thường sẽ hô bằng dẫn bạn cùng đi chơi, hay là ban đêm ngủ không được, một người trộm chạy đến xem ban đêm cảnh sắc. Đương nhiên vì thế, hắn cũng không ít bị mắng chịu đòn, bây giờ suy nghĩ một chút, thật đúng là thú vị ni. Ông! Nhưng ngay khi cái này Trần Phi rơi vào dĩ vãng hồi ức đột nhiên, hắn chợt phảng phất nghe được hư vô gian có dũng khí rung động, phát sinh ông minh vậy tiếng vang, ngay sau đó trong cơ thể hắn linh khí liền cấp tốc làm ra phản ứng mạnh run lên, khiến kỳ sắc mặt chợt biến đổi. Nhưng ngay khi tiếp, vừa rồi sở hữu tất cả hiện tượng kỳ quái giống như là ảo giác vậy, hoàn toàn tiêu thất,
thật giống như cho tới bây giờ cũng không có xuất hiện qua. Cái này, lẽ nào? Thế nhưng Trần Phi nhưng cũng không cho rằng đây là ảo giác, vẻ mặt giật mình nhìn dường như lục ngọc bích vậy Thúy Hồ, trong ánh mắt xẹt qua một tia tinh mang. Ngươi là Tiểu Phi. Giữa lúc Trần Phi suy nghĩ có muốn hay không lẻn vào Thúy Hồ, tìm tòi đến tột cùng thời gian, phía sau truyền đến một tiếng trong kinh ngạc mang theo một tia không dám khẳng định thanh âm quen thuộc. Trần Phi nghe vậy nhất thời sửng sốt, quay đầu đã qua thanh âm truyền tới phương hướng nhìn lại, chỉ thấy cách hắn lúc này sở chỗ đứng đưa cách đó không xa tán lối đi bộ trên, đang có một vị nhìn qua khoảng chừng có chừng 50 tuổi phụ nhân chính vẻ mặt kinh nghi nhìn hắn. Vị này phụ nhân ăn mặc tương đối phổ thông, vóc dáng gầy teo thật cao, trên mặt cũng có năm tháng dấu vết lưu lại, hơn nữa hiện tại mặt mang khuôn mặt u sầu, tựa hồ đang có phiền lòng chuyện. Mà ở hắn bên cạnh còn có một vị niên kỷ hơi nhỏ một chút phụ nhân, ăn mặc rõ ràng trải qua một phen cẩn thận tỉ mỉ chọn, rất chú ý nhưng lại cũng không giống như là như vậy có hàm lượng nguyên tố trong quặng. Bởi vì nàng sắc mặt hơi có chút hắc, cho nên hắn trên người này ngăn nắp xinh đẹp, nhìn như mốt trang phục, kỳ thực cùng hắn người này hình tượng cũng không hòa hợp, nhìn rất kỳ quái. Tiểu Phi, thật là ngươi, thực sự là đã lâu không gặp, chừng 50 tuổi phụ nhân gặp thực sự là Trần Phi. Nhất thời khuôn mặt u sầu khuôn mặt mặt thoáng nhiều hơn nở nụ cười, cũng giống là có chút bất khả tư nghị. Cái này cũng trách không được hắn có vẻ mặt như thế, bởi vì Trần Phi từ lên đại học bắt đầu cũng rất ít hồi tới bên này, lại tăng thêm các nàng bình thường quá niên quá tiết đều biết phê nhà cũ, không ở thành Dương huyện, song phương cứ như vậy đan sen xóa khai. Cho nên nói bọn họ chỉ ít đã có mấy năm không gặp, thảo nào sẽ kinh ngạc như thế. Đặng A Di là ngươi, đúng vậy. Thực sự là đã lâu không gặp. Ngươi gần nhất có khỏe không? Trần Phi vừa nhìn rõ ràng chừng 50 tuổi phụ nhân dung mạo, lại là khi còn bé nhà bọn họ cửa đối diện nhau Đặng A Di, nhất thời có chút giật mình nói. Đương nhiên cũng thật cao hứng. Muốn nói hắn khi còn bé A chính là một cái nghịch ngợm chứng, theo Đặng A Di nhà con lớn nhất không ít nơi gây chuyện thị phi, đương nhiên cũng không ít ở Đặng A Di nhà trộn ăn trộn uống, chỉ là sau lại bởi vì hắn lên đại học đặt chân ở bên kia. Cũng rất ít trở về thành Dương huyện, tự nhiên mà vậy song phương liên hệ cũng liền dần dần bắt đầu thiếu. Mà bây giờ đột nhiên nhường hắn vô tình gặp được đến khi còn bé quen thuộc Đặng A Di, hắn tự nhiên không khỏi nhớ tới từ trước, nhớ tới đoạn nơi nghịch ngợm gây sự ngày, thực sự rất hoài niệm a. Người tiểu tử này, nghe nói người ở đây bên trong thành phố đều nhanh 4-5 năm. Cũng không biết trở lại thăm một chút chúng ta những, này A Di, thế nào, hiện tại ở bên kia thế nào? Sinh hoạt trôi qua có được hay không Đặng A Di hiển nhiên cũng cùng Trần Phi vậy, một bên bất mãn một bên quan tâm nói. Biểu tỷ, ai vậy a? Chỉ là Trần Phi đều còn chưa kịp trả lời, đứng ở Đặng A Di bên cạnh vị kia mốt phụ nhân liền ngẩng đầu nói. Nga, ngươi xem ta trí nhớ này, thiếu chút nữa đã quên rồi giới thiệu, Tiểu Mỹ, vị này chính là Lâm đại muội tử nhà nhi tử Trần Phi, khi còn bé tự thích theo dịch thuật phía sau cái mông chạy loạn khắp nơi. Nga, được rồi. Tiểu Phi hiện tại chắc là ở Bắc Sơn bên trong thành phố công tác đi. Có thể so với chúng ta cái này huyện thành nhỏ mạnh hơn nhiều, là vị rất tốt tiểu tử. Đặng A Di cười giới thiệu, mà khi hắn nhắc tới dịch thuật tên này lúc, lại rõ ràng khuôn mặt núi hiện ra lau một cái khuôn mặt u sầu, khiến Trần Phi nao nao. Nga, nguyên lai là ở Bắc Sơn bên trong thành phố công tác a. Vậy khẳng định thu nhập rất tốt đi. Tóc trái đào phụ nhân này vừa nghe thấy Trần Phi lại là ở Bắc Sơn bên trong thành phố công tác, nhất thời trước mắt sáng ngời, sau đó trang làm ra một bộ rất nhiệt tình rất quan tâm dáng dấp nói. Rất hiển nhiên, đối với hắn loại này cả đời đều sinh trưởng ở tiểu người của huyện thành mà nói, có thể ở cao cấp hơn đừng Bắc Sơn bên trong thành phố đặt chân Trần Phi, khẳng định hết sức lợi hại, thu nhập rất cao đi. Hơn nữa tối trọng yếu là hắn còn biết hắn có cái bằng hữu tiểu hài tử tại bên trong thành phố công tác. Từng người làm công tháng tư chừng 1 vạn khối, ngoan ngoãn, đây chính là 1 vạn khối A. Đủ nhà bọn họ nam nhân liều sống liều chết kiếm 2-3 tháng, có thể không làm cho ước ao sao? Cái kia, Đặng A Di, ta gần nhất vừa từ chức, vì vậy hiện nay còn là thất nghiệp trạng thái. Thế nhưng tiếp Trần Phi lại gãi đầu một cái, có chút lúng túng nói. Ngươi thật đúng là đừng nói, bình thường ở Bắc Sơn thì hoặc là địa phương khác thời gian. Hắn thật đúng là không cảm giác mình thất nghiệp cái này có cái gì. Dù sao đi làm chính là vì tiền nha, mà hắn hiện tại lại không thiếu tiền, tự nhiên có lên hay không ban đều không có vấn đề. Nhưng bây giờ hắn đột nhiên bị khi còn bé đối với hắn tốt,
rất quan tâm Đặng A Di hỏi lên như vậy, lại không giải thích được thật có một ít lúng túng, thật giống như rất không có ý tứ, rất nỗi lòng vậy. Cái gì đó, nguyên lai không đi làm A, mà bị Đặng A Di là tiểu Mỹ mốt phụ nhân, vừa nghe đến Trần Phi lại còn nói bản thân hiện nay thất nghiệp, nhất thời kiêu ngạo ngẩng đầu, trong mắt lóe lên lau một cái thần sắc khinh thường. Giọng nói kia thật giống như rất nhìn không thấy Trần Phi cái này không việc làm vậy. Tiểu Mỹ, tiểu Phi chỉ là cái vừa tốt nghiệp tham gia công tác không phải được thanh niên nhân. Vừa tốt nghiệp lúc ấy có thể tìm được công việc cũng không tệ, có khả năng sẽ thất nghiệp lúc đó chẳng phải rất bình thường sao. Ngươi thực sự là, Đặng A Di cũng nghe được mình biểu muội giọng không thích hợp, một bên hòa giải giải thích, một bên lại sợ Trần Phi tiểu tử mặt mũi không qua được, cho hắn một cái áy náy nhãn thần, ý bảo hắn nhiều đảm đương một ít. Biểu tỷ, ngươi không hiểu cũng không cần loạn giảng, ta chính là không quen nhìn người tuổi trẻ bây giờ điểm này, tuổi quá trẻ chỉ biết suốt ngày thổi loạn nghiêu. Từ trước, ngươi nói muốn là chúng ta có thể ở bên trong thành phố tìm được công tác, có khả năng chủ động từ chức sao? Ta xem a, hanh, thế mà mốt phụ nhân tiểu Mỹ bình thường thật giống như kiêu căng đã quen, nghe vậy không chỉ có không có lúc đó ngậm miệng, ngược lại lên mặt cụ non tiếp tục nói. Dù sao ở nàng nhìn lại, có thể ở bên trong thành phố Bắc Sơn thì cái loại địa phương đó tìm được công tác, vô luận là chưa đi chưa nghiệp đối với một cái vừa mới tốt nghiệp thiếu niên mà nói. Còn chưa phải là trên trời rơi xuống hãm bính. Làm sao có thể chủ động từ chức? Cho nên hắn hoàn toàn có lý do tin tưởng Trần Phi là vì bảo vệ mình mặt mũi, mới cố ý nói khoác từ chức. Kỳ thực hắn căn bản cũng không có ở bên trong thành phố tìm được công tác, mà là chân thực trộn không nổi nữa, mới chạy về thành Dương Tuyến tới. Tuyệt đối là như vậy. Tiểu Mỹ, mà Đặng A Di gặp biểu muội mình càng nói lướt qua phân, vội vã đưa tay lôi hắn một chút. Ý bảo hắn không muốn nói tiếp, chỉ là Kỳ trong lòng cũng hình như nhận đồng biểu muội mình nói. Vì vậy tiếp, Đặng A Di lộ ra một loại nụ cười hòa ái, cổ vũ Trần Phi nói tiểu Phi A, thanh niên nhân thất bại đừng lo, tựa như Đặng A Di chúng ta năm đó cũng không biết nói ngã bao nhiêu té ngã, mới chậm rãi có hiện tại loại này coi như không tệ sinh hoạt. Theo ta thấy, ngươi lần này trở về nếu không tự ở nhà nghỉ ngơi nhiều một đoạn thời gian, chờ trong lòng những chuyện kia mà đều đi qua. Lại tiếp tục đi ra ngoài sông, Đặng A Di chống đỡ ngươi. Thế nào? Trần Phi nghe vậy tự nhiên có chút sở khóc sở cười, nói Đặng A Di, ta thật không phải là bởi vì ở bên kia trộn không nổi nữa mới vừa về. Ta từ chức tự chỉ là bởi vì gặp được giờ chuyện không vui mà. Trời đất chứng giám a, muốn là chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu loại trình độ này đều coi là trộn không được nói, phỏng trừng toàn bộ Bắc Sơn Thị. Ít nhất, có 99.9% 99 người. Cũng phải tìm khối đậu hũ đâm chết, về nhà cũ trồng trọt. Ta nói tiểu tử, người khẩu khí này thật là không nhỏ a. Cái gì gọi là ta từ chức tự chỉ là bởi vì gặp được giờ chuyện không vui mà. Chỉ ngươi cái này tuổi quá trẻ, có lớn như vậy năng lực sao? Thật không sợ đem cái này ra châu cho thổi phá, hanh. Chỉ là tóc trái đào phụ nhân này tiểu Mỹ lại căn bản không tin tưởng, không chút khách khí đem Trần Phi nói cắt đứt, hơn nữa là một trận trào phúng chế ngạo. Tiểu Mỹ, ngươi làm cái gì vậy Ni? Đặng A Di thấy thế cũng hiểu được có chút xấu hổ, chỉ là lại khó mà nói cái gì. Có thể đến bây giờ hắn cũng cho rằng Trần Phi đang khoác lác. Dù sao suy nghĩ kỹ một chút, vô luận là địa phương nào cái gì cương vị, cũng không thể bảo hoàn toàn dựa theo cá nhân ý nguyện đến. Vì vậy bị khinh bỉ đó là khẳng định, ai công tác lúc không bị các loại oan uổng khí. Muốn thật giống Trần Phi nói như vậy gặp gỡ giờ không càng nhanh chuyện mà, tự từ chức. Xã hội này còn chưa phải là lộn xộn. Bất quá Trần Phi dù sao cũng là hắn từ nhỏ xem đến lớn hài tử, hơn nữa lại là lâu như vậy không gặp, đương nhiên luyến tiếc nói cái gì lời nói nặng, không thể làm gì khác hơn là mặt mang vẻ áy náy đúng Trần Phi nhỏ giọng nói tiểu Phi không có ý tứ a, hắn chính là cái này tính tình, không quản được miệng. Đặng A Di ngươi khách khí, vậy nếu không ta hôm nào trở lại thăm ngươi đi. Trần Phi nghe vậy cười cười. Đương nhiên cũng không có như vậy tính toán chi ly. Tốt lắm, Đặng A Di sẽ chờ ngươi đến xem ta. Mau trở về xem mụ mụ ngươi đi. Đặng A Di gật đầu cười, lấy tay ở Trần Phi vỗ vỗ lên bả vai. Mà tóc trái đào phụ nhân này tuy rằng ngậm miệng, nhưng vẫn là đang dùng một loại ánh mắt khinh thường nhìn Trần Phi, thật giống như rất nhìn không thấy vậy. Đã có thể sau đó một khắc, hắn khuôn mặt trào phúng chợt cứng lại rồi. Nhân. Bởi vì nàng cư nhiên nhìn thấy Trần Phi móc ra một cái chìa khóa xe,
hướng về chiếc kia đứng ở ven đường chạy băng băng GL400 bình tĩnh đi đến. Chờ, vân vân chờ đã, người có đúng hay không đi nhầm phương hướng rồi. Đó là ngươi xe, lúc đầu tóc trái đào phụ nhân này tiểu Mỹ vẻ mặt trào phúng, như là rất nhìn không thấy Trần Phi loại này không việc làm tựa như. Mà khi hắn tiếp thấy Trần Phi móc ra một cái chìa khóa xe, sắc mặt bình tĩnh hướng ven đường chiếc kia vừa nhìn cũng biết là đỉnh cấp hào xe chạy băng băng GL400 đi đến lúc, nhất thời trên mặt các loại chẳng đáng, giễu cợt biểu tình đều cứng lại rồi, trái tim nhỏ bang bang nhảy loạn, tay chân lạnh cả người. Làm nửa ngày nhân gia dĩ nhiên căn bản sẽ không suy nghiêu, mà là cái loại này chân chính có tư cách muốn đi làm tựu đi làm, muốn đem lão bản sao liền đem lão bản sao kẻ có tiền. Bằng không làm sao có thể mua được cái loại này hào xe. Hiển nhiên lúc này Mao phụ nhân tuy rằng không biết cái này khoản chạy băng băng GL400, thế nhưng hắn lại nhận thức trước xe mặt đại bôn tiêu chí A. Người bây giờ muốn nói Trần Phi suy nghiêu, có tư cách mở loại xe này người sẽ suy nghiêu sao? Trong lúc nhất thời trên mặt hắn chỉ cảm thấy nóng hừng hực, xấu hổ tới cực điểm. Đúng vậy, A-Z, đây là ta xe. Trần Phi nghe vậy cười đè trên tay chìa khóa xe, sau đó ngay tức khắc có cửa xe bị mở ra thanh âm vang lên. Tiểu Phi, xe này sợ rằng được không ít tiền đi. Đây là chạy băng băng đi, mà Đặng A-Z thấy thế cũng đều là một bộ giật mình dáng dấp. Phải biết rằng đây chính là chạy băng băng, tùy tiện tiện một khoản xe đều phải hơn 10 vạn. So với bọn hắn nhà cho vay hơn 20 vạn chung ngoại hùn vốn xe mạnh hơn nhiều, cũng khó nói hắn sẽ kinh ngạc như thế. Dù sao ở nàng nhìn lại, Trần Phi tuy rằng đã ở Bắc Sơn thị bên kia đợi có mấy năm, nhưng hắn cái này dù sao vừa mới vừa tốt nghiệp a. Làm sao có thể một chút tự mua lên loại này hào xe? Đây quả thực thật bất khả tư nghị. Đặng A-Z, kỳ thực xe này cũng không đắt, cũng liền hơn 100 vạn mà thôi. Trần Phi nghe vậy do dự một chút. Theo khiêm tốn nói, nhiều, bao nhiêu, hơn 100 vạn, Đặng A-Z nghe vậy trực tiếp sợ ngây người. T, mà tóc trái đào phụ nhân này tiểu Mỹ nghe vậy càng cũng hít một hơi lương khí, thiếu chút nữa không sợ ngốc, không hai chân mềm nhũn co quắp ngồi dưới đất. Phải biết rằng đây chính là hơn 100 vạn A, tuy rằng nghe hình như rất phổ thông, thậm chí ngay cả Trần Phi mình cũng nói đúng mà thôi, nhưng vấn đề là hắn lớn như vậy mấy tuổi cũng còn chưa thấy qua 100 vạn là dạng gì. Đừng nói là 100 vạn, coi như là 70 vạn, 50 vạn, lấy nhà nam nhân một tháng tiền lương 4-5 nghìn đến tính toán, không ăn không uống đều. Ít nhất, muốn 100 tháng, cũng chính là gần 10 năm. Mà Trần Phi bằng chừng ấy tuổi, đã chính mình nhà bọn họ gần 20 năm không ăn không uống mới có thể toàn xuống tiền, buồn cười là hắn mới vừa rồi còn như vậy không biết cái gọi trào phúng đối phương suy nghiêu, cười nhạo đối phương là một không việc làm. Đây quả thực hoàn toàn đem hắn dọa cho được trợn tròn mắt, vẻ mặt xấu hổ đỏ cùng hầu tử cái mông tựa như. Ta, theo tóc trái đào phụ nhân này ta nửa ngày cũng không ta ra cái thứ gì. Trần Phi thấy thế khóe miệng vi câu, cười hướng phía Đặng A-Z phất phất tay, lên xe ly khai. Biểu tỷ, ta vừa rồi, ta chân thực không biết a, ai có thể nghĩ tới như thế một cái thiểu niên, cư nhiên có tiền như vậy, có thể lái lên hơn 100 vạn đại bôn hào xe. Đợi được Trần Phi chạy băng băng GL400 gào thét tiêu thất ở phương xa đường cái đầu cùng sau, tóc trái đào phụ nhân này tiểu Mỹ lúc này mới đỏ mặt lúng túng nói. Người nha, bình thường cái gì cũng tốt, chính là cái miệng này không quản được. Cái này biết lợi hại chưa? Nhìn ngươi về sau còn dám coi thường người khác, hanh. Tính tình rất tốt Đặng A-Z cũng khó được bất mãn hừ một tiếng nói. Chỉ là trong lòng nàng cũng đang cảm thán. Trần Phi cư nhiên có thể lái nổi loại này 100 vạn cấp hào xe, không nói tại bọn hắn loại này thành Dương huyện thành nhỏ, mặc dù là đặt ở bên trong thành phố cái loại này có tiền chỗ của người ở, cũng có thể xem như là rất lợi hại, rất có tiền đi. Biểu tỷ, người mấy ngày nay không phải là vẫn luôn đang giàu gì đi nơi nào kiếm tiền sao? Ta xem tiểu tử này có tiền như vậy, nếu không, tìm hắn mượn giờ. Nhưng vào lúc này, tóc trái đào phụ nhân này tiểu Mỹ bỗng nhiên nói. Ngươi nói nhượng ta tìm tiểu Phi vay tiền. Đặng A-Z nghe vậy sắc mặt lộ ra một tia vẻ do dự, nói thế nhưng, ta cùng hắn kỳ thực cũng rất lâu không gặp, không sai biệt lắm đều có đã nhiều năm. Ngươi nói như vậy, hắn sẽ đáp ứng cho ta mượn tiền sao? Dù sao ta hiện ở trong tay kém không có thể như vậy một cái số lượng nhỏ, là 7-8 vạn A. 7-8 vạn, nếu là đặt ở trước đây, muốn để cho bọn họ nhà xuất ra nhiều tiền như vậy khả năng còn vấn đề không có bao lớn.
nhưng bây giờ bởi vì nhà bọn họ dịch thuật xông hỏa. Chuyện này đều nhanh đem bọn họ nhà căn bản đều móc giống, vì vậy đừng nói là 7-8 vạn, chính là 7-8 ngàn nhà bọn họ đều lấy thêm không được, chỉ có thể mượn. Thế mà đầu năm nay muốn mượn tiền lại nào có dễ dàng như vậy. Đặc biệt nhà bọn họ còn ra chuyện như vậy mà, người người tránh cũng còn không kịp, ai còn dám nguyện ý cho hắn mượn tiền các a. Cũng chính là bởi vì cái này, Đặng A Di trên mặt mới có trước cái loại này khuôn mặt u sầu. Đồng thời trong lòng cũng rất không có lo lắng, sợ không mượn được tiền. Biểu tỷ a, ngươi nói ngươi là không phải là hồ đồ a. 7-8 vạn đối với chúng ta mà nói đúng là rất lớn một khoản tiền, nhưng đối với vừa rồi tên tiểu tử kia. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút, hắn đều có tiền mua cái loại này hơn 100 vạn hào xe, làm sao có thể sẽ cầm không ra 7-8 vạn đồng tiền. Tóc trái đào phụ nhân này chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Dứt lời, hắn lại tiếp tục nói biểu tỷ, ta xem tiểu tử kia quan hệ với ngươi thật không tệ, hơn nữa ngươi không phải mới vừa nói. Hắn khi còn bé tự thích đi theo dịch thuật phía sau cái mông chạy loạn khắp nơi. Không sai, đúng vậy, khi còn bé bởi vì chúng ta hai nhà ở được gần, cửa đối diện nhau, tiểu phi khi còn bé không có việc gì tự thích quấn quýt lấy dịch thuật dẫn hắn chơi. Hơn nữa không chỉ có như vậy, ngay cả sau lại tiểu phi tiểu tử kia trên sơ trung, trên cao trung, bình thường cũng cùng dịch thuật quan hệ đặc biệt tốt. Đặng A Di nghe vậy ngay tức khắc gật đầu nói. Nói xong nhìn không được khẽ mỉm cười một cái. Vậy không tự kết liễu, nếu quan hệ bọn hắn tốt như vậy, hơn nữa hiện tại chúng ta vay tiền cũng chỉ là muốn đem dịch thuật cứu ra, hắn nhất định sẽ đáp ứng rồi. Nếu không hắn nhẫn tâm nhìn dịch thuật cứ như vậy ở trong đồn công an giam giữ. Tóc trái đào phụ nhân này ngay tức khắc nói. Cái gì? Dịch thuật lại bị nhốt vào đồn công an. Vậy được rồi, ta hiểu được, đợi trong chúng ta ngọ đốt gọi món ăn, mua ít đồ đến Tiểu Lâm ra đi thôi. Đặng A Di vừa nghe đến con trai mình vẫn còn đồn công an giam giữ, không biết thụ không bị khổ, nhất thời viền mắt đều có chút đỏ, lập tức cắn răng gật đầu nói. Đến bây giờ hắn chỉ hy vọng sớm một chút đem con của hắn từ trong đồn công an cứu ra, đến mức Trần Phi có nguyện ý hay không mượn cho nàng tiền. Nói chung thử trước một chút đi, dù sao chuyện ở bởi vì nha. Mà cùng lúc đó, Trần Phi đã lái xe lái vào nhà mình tiểu khu. Ở tùy tiện tìm một người không người chỗ đậu sau khi đậu xe xong, Trần Phi liền ôm một loại phức tạp tâm tình đi lên ta đống ta đơn nguyên 5 tầng, nhấn bên trái cửa chuông cửa. Đinh đương, đinh đương. Phòng ốc nội, Mạc Lâm Linh đang ở chủ phòng xử lý cơm nước nguyên liệu. Hắn một bên đào theo mét, một bên khóe miệng buộc vòng quanh khẽ cười rung, trong miệng hừ hừ theo dễ nghe cười nhỏ, hiển nhiên lúc này tâm tình rất tốt. Dù sao cái này cũng khó trách. Phải biết rằng hắn nhi tử Trần Phi đều có mấy người tháng cũng chưa trở lại, nhưng ở ngày hôm qua trong điện thoại đột nhiên nói phải về đến, cái này tự nhiên khiến hắn cái này làm mẹ trong lòng thập phần vui vẻ. Cái này không, sáng sớm hôm nay hắn phải đi chợ bán thức ăn mua con trai mình thích ăn nhất cà chua sao cơm canh, là tử kê chở món ăn tài liệu. Mà đang ở hắn cao hứng như thế thời gian, chuông cửa đột nhiên vang lên, Lâm Linh ngẩn ra, sau đó khóe miệng lộ ra một loại thập phần nụ cười từ ái. Đi hướng đại môn. Người tiểu tử thúi này, còn biết, đã trở về. Khi nàng mở cửa, lúc đầu theo thói quen muốn lại nhải hai câu, khi nàng nhìn thấy Trần Phi cái loại này vô cùng quen thuộc cười tuổi nhỏ khuôn mặt lúc, chợt sửng sốt không muốn nói, trong lòng tuôn ra một loại khó diễn tả được vui sướng cảm giác, trên mặt lộ ra dáng tươi cười cảm nói. Mụ, ta đã trở về. Trần Phi vừa thấy mình mẫu thân gương mặt hiền hòa kia, nhất thời nhìn không được mũi lại có một ít toan. Chợt ngay tức khắc muốn che giấu vậy gãi đầu một cái, nói. Lâm Linh thấy thế nhịn không được trắng Trần Phi liếc mắt, tức giận nói tiểu tử ngươi còn biết trở về. Chính mình nói đều có mấy người tháng không trở về xem ta. Còn có, đừng ở chỗ này ngốc đứng, mau tới chủ phòng hỗ trợ, nếu không đợi ngươi đừng muốn ăn cơm. A, tiến chủ phòng A, ta giúp ngươi giặt bát, tắm chiếc đũa, hắc hắc. Trần Phi nghe vậy ngươi ngay tức khắc A kêu lên một tiếng. Phải biết rằng hắn ghét nhất bị đi vào địa phương chính là chủ phòng, người đưa biệt hiệu chủ phòng phá hư thần, cho nên khi nhưng mà không muốn. Phanh! Lâm Linh lấy tay ở Trần Phi trên đầu hung hăng gõ một cái, một bộ hận thiết bất thành cương hình dạng nói tiểu tử ngươi đều đi ra ngoài lâu như vậy, lại còn không học được tiến chủ phòng. Thật không biết về sau nhà ai nữ hài tử sẽ nguyện ý gả ngươi, ai, thực sự là... Ta không phải là không quen nha,
ngươi cũng không phải không biết con trai ngươi ta, vừa vào chủ phòng chuẩn gặp chuyện không may, lần trước đều thiếu chút nữa. Bất quá, mụ, ta bây giờ có thể kiếm đến tiền, vì vậy ghê gớm mời người giúp ta nấu ăn làm cơm là được, ngươi không cần lo lắng cho ta. Trần Phi ngay tức khắc cười hì hì nói, đương nhiên cũng tận lực lảng tránh mặt sau lời kia đề. Muốn nói nhà ai nữ hài tử sẽ thích hắn, vấn đề này hình như thật có giờ phức tạp, đến cùng ai sẽ thích hắn nhi? Có thể kiếm đến tiền, chỉ ngươi phá văn bằng có thể tìm tới công việc gì, có thể kiếm đến bao nhiêu tiền. Nhanh đừng khoác lác, mau chạy tới đây giúp ta một tay, ta trước giáo ngươi một điểm thứ đơn giản, không được không học. Lâm Linh tự nhiên không tin tưởng con mình nói, trực tiếp đem kéo vào chủ phòng. Mụ, ta nói thật, ta hiện tại thật có thể kiếm đến tiền, tùy tùy tiện tiện làm cho xem bệnh tiền xem bệnh đều là mấy triệu, còn có ta lái xe ngươi đi xem, đều là hơn 100 vạn. Trần Phi một gặp mẫu thân mình cư nhiên không tin, ngay tức khắc không phục hét lớn. Tốt, 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 ta đã biết, con ta thành thần y, tùy tùy tiện tiện làm cho xem cái bệnh đều là mấy triệu, đi, trước giúp ta đem những thức ăn này giặt sạch, rửa sạch một chút, nghe không? Lâm Linh thấy tình cảnh này quyền đương cái gì đều không nghe được, trực tiếp ném cho Trần Phi một đống đồ vật, gọi hắn rửa rau đi. Mụ, ta nói thật, người tin tưởng ta à? Trần Phi thịt chảy đầy mặt, khóc không ra nước mắt. Đầu năm nay à, nói như thế nào nói thật chính là không ai tin ni. Bảo bảo trong lòng thật là phiền. Mà cùng lúc đó, Đặng A Di cũng cùng tóc trái đảo phụ nhân này đi ra bên ngoài trên đường mua không ít quà tặng, lại ở trong nhà sau mấy cái bán tướng thập phần tốt đồ ăn, đến lớn ước buổi trưa 12 tả hữu lúc, nhấn Trần Phi nhà ngoài cửa chuông cửa. Đinh đương, đinh đương. Đặng tỷ, các ngươi đây là... Làm cửa đối diện nhau hàng xóm láng giềng đều nhanh 20 năm, tự nhiên tương hỗ trong lúc đó hết sức quen thuộc. Cho nên khi Lâm Linh thấy đối phương đây cũng là quà tặng lại là thịt cá linh đến, trên mặt ngay tức khắc nổi lên ngoài ý muốn vẻ, nghi ngờ nói. Đây không phải là trùng hợp ở trên đường thấy tiểu bay trở về, vừa nghĩ tới đều nhiều năm như vậy không gặp, vì vậy tới xem một chút, tụ họp một chút. Đặng A Di có chút mất tự nhiên cười nói. Lâm tỷ, xin chào. Ăn mặc mốt phụ nhân cũng ở bên cạnh có chút chột dạ chào hỏi, lúng túng cười. Không có biện pháp à, muốn nếu đổi lại là trước đây hắn cũng sẽ không khách khí như vậy, nhưng hôm nay hắn đều đã chính mắt thấy được Trần Phi chiếc kia trăm vạn cấp bậc hào xe, biết nhà này người đã cùng trước đây đại không giống nhau, thăng chức rất nhanh, nào còn dám lại làm càn. Ai u, Đặng tỷ ngươi đây thật là, nếu muốn gặp tiểu phi trực tiếp người đến được rồi, chưa phải dùng tới mua như thế một đống lớn đồ vật à. Lâm Linh nghe vậy nhất thời có chút sở khóc sở cười. Đều hơn 10 năm cửa đối diện nhau láng giềng quê nhà, vậy còn phải dùng tới khách khí như vậy. Tiểu Lâm ngươi lời nói này, muốn muốn, đến, ta giúp ngươi. Đặng A Di nghe vậy nghiêm trang mở miệng đến, vây bắt vây đâu, cùng Lâm Linh cùng nhau ở tại trụ phòng mang hoạt. Phải biết rằng hắn thế nhưng tìm đến Trần Phi hỗ trợ vay tiền, không mang theo ít đồ ý tứ, sao được. Mụ, Đặng A Di. Đều tốt lâu đều không ăn được các ngươi làm thức ăn. Đến, ta mời các ngươi một chén, hạnh khổ. Làm một bàn sắc hương vị câu toàn cơm nước mang lên bàn, Trần Phi ngay tức khắc đoan khởi trong tay đổ uống cái chén kính Đặng A Di, còn có mẹ. Không khổ cực, không khổ cực, Đặng A Di nghe vậy ngay tức khắc hốt hoảng chạm cốc nói. Không khiêm tốn không được a. Tuy rằng nàng là trưởng bối, cũng cùng Trần Phi mụ mụ Lâm Linh quan hệ tốt. Nhưng vấn đề dù sao ngày hôm nay nàng là tìm đến Trần Phi hỗ trợ vay tiền. Đầu năm nay chính là như vậy, không đề cập tới tiền nha, cái gì cũng tốt nói, nhưng chỉ muốn nhắc tới tiền bất cứ chuyện gì đều phức tạp, thân huynh đệ tỷ muội cũng có thể dở mặt, chớ nói chi là hàng xóm láng giềng. Vì vậy kỳ thực trong lòng nàng rất không lo lắng. Đặng tỷ a, ngươi là có chuyện gì đi, nếu có chuyện gì cứ việc nói thẳng, không quan hệ. Nhưng vào lúc này... Trần Phi mụ mụ Lâm Linh chợt nói rằng, hắn lại không ngốc, đương nhiên nhìn ra được Đặng A Di không quá kính nhi, vì vậy thẳng thắn trực tiếp mở ra nói, tiết kiệm che che giấu giấu phiền phức. Cái kia, cái này, tiểu Lâm A, ta, Đặng A Di vừa nghe đến Lâm Linh đem nói cho nói toạc, nhất thời có chút mặt hốt hoảng lên, hết sức khó xử, cái này cái kia nửa ngày cũng không nói ra câu đầy đủ đến, nhưng bên cạnh tóc trái đảo phụ nhân này nhìn thật sốt ruột. Vì vậy đến sau một khắc, tóc trái đào phụ nhân này nhìn không được cắt đứt Đặng A Di, giúp nàng nói rằng cái kia Lâm tỷ a, là như vậy, chúng ta ngày hôm nay đến,
là muốn tìm con trai ngươi mượn một điểm tiền. Vay tiền. Trần Phi còn có Lâm Linh nghe vậy nhìn không được ngẩn ra, sau đó tương hỗ nhìn nhau liếc mắt, tất cả từ trong mắt đối phương thấy được nghi hoặc. Không sai, Tiểu Lâm, còn có Tiểu Phi A, Đặng A Di ta cũng là quả thực không có biện pháp mới nghĩ đến ngươi. Xem ở chúng ta hàng xóm láng giềng nhiều năm như vậy phân thượng, có thể hay không giúp ta chuyện này. Đặng A Di vừa nghe thấy biểu muội mình đều đem sự tình nói toạc, thẳng thắn cắn răng một cái, lớn tiếng nói ra. Đặng tỷ ngươi trước đừng có gấp, có chuyện từ từ nói, đến cùng chuyện gì xảy ra nhân huynh muốn mượn tiền. Lâm Linh nghe vậy ngay tức khắc mở miệng nói, trả lại cho mình nhi tử xử một cái ánh mắt. Đúng vậy, Đặng A Di ngươi đừng có gấp, đến cùng chuyện gì xảy ra. Từ từ nói, dù thế nào chỉ cần là ta Trần Phi có thể giúp một tay được, ta đều nhất định giúp. Trần Phi thấy thế tự nhiên cũng ngay tức khắc nói rằng, tiền, hiện tại đối với hắn mà nói thực sự không coi vào đâu. Vì vậy hắn hiện tại chỉ quan hệ đến đáy chuyện gì xảy ra mà. Phải biết rằng khi hắn trong ấn tượng, Đặng A Di người một nhà tuy rằng không gọi được giàu có, nhưng đi đến Tiểu Khang lại hoàn toàn không thành vấn đề. Vì vậy đến tột cùng chuyện gì xảy ra mà, cư nhiên nghiêm trọng đến liên nàng đều muốn lên cửa hỏi mình vay tiền. Lẽ nào Đặng A Di nhà bọn họ xảy ra chuyện gì mà? Ai, nói rất dài dòng. Đặng A Di vừa nghe thấy Lâm Linh còn có Trần Phi đều nói như vậy. Nhất thời thật to thở dài một hơi, sầu mi khổ kiểm giảng thuật lên. Nguyên lai Đặng A Di nhà bọn họ là làm cho thi công đội, trong tay có một đội toàn bộ thành Dương huyện đều thập phần nổi danh thi công đội, thủ hạ công phu rất vượt qua thử thách. Vì vậy vậy nếu là có nhà ai công ty, nhà ai lão bản tiếp nhận tu, sửa, phòng ở hoặc tương tự hạng mục, lại trên tay thiếu nhân, có thể trực tiếp tới mời thuê bọn họ công tác. Mà đang ở đoạn thời gian trước. Đặng A Di nhà bọn họ trong tay thi công đội nhận được một cái việc, đó chính là giúp một nhà lâu bản khai phá thương tu, sửa, phòng ở. Lúc đầu lúc đó nhà bọn họ cùng với trong đội công nhân đều thật cao hứng, bởi vì này chồng sống nói như vậy, đều có thể kiếm không ít tiền. Nhưng vấn đề là đang lúc bọn hắn hăng hái hừng hực, đồng tâm hiệp lực, trong vòng nửa năm đem nhà kia lâu bản khai phá thương nhiệm vụ sau khi hoàn thành. Đặng A Di nhi tử dịch thuật đại biểu nhà bọn họ thi công đội. Đi tìm nhà kia lâu bản khai phá thương người phụ trách kết công khoản lúc, lại gặp khất nợ tiền lương tình huống. Đặng A Di các ngươi không hướng có quan hệ bộ môn phản ứng sao? Trần Phi nghe vậy sắc mặt có chút khó coi nói. Khất nợ thi công đội tiền lương, cái này có thể không thế nào địa đạo. Làm sao có thể sẽ không có? Chánh phủ người đến qua, có thể là bọn hắn lại nói đương sơ đối phương theo chúng ta ký kết hợp đồng là giả, vì vậy không có khả năng cấu thành thuê hợp đồng quan hệ. Sau đó này lâu bàn khai phá thương người xin mời bọn họ vui chơi giải trí, tất cả tựu không sao. Đặng A Di nói nhịn không được mắt đỏ nói. Cái gì đương sơ đối phương theo chân bọn họ ký kết hợp đồng là giả, rõ ràng có mắt người đều có thể xem thấy bọn họ nhà thi công đội là sửa nhà, làm sao có thể nói không nhận chứng tựu không nhận chứng. Biểu tỷ, đừng nói nữa, còn không phải là bởi vì Thịnh An bất động sản lão bản của công ty là chúng ta thành Dương huyện cậu em vợ. Nếu không này vô liêm sỉ tên dám loạn như vậy tới sao? Liên dịch thuật đều bị bọn họ cho tới đồn công an cho xem ra, thật là không có có vương pháp a. Tóc trái đào phụ nhân này nhìn không được ở một bên giận dữ mở miệng nói. Cái gì, dịch thuật ca bị giam đến trong đồn công an mặt đi? Chẳng lẽ là hắn làm cái gì phạm pháp chuyện này? Trần Phi nghe vậy nhất thời nhìn không được biến sắc, tuy rằng hắn quả thực thật lâu không đã trở về. Nhưng hắn cùng dịch thuật ca quan hệ còn vẫn như cũ giống như trước như vậy, rất tốt, không nghĩ tới hắn hiện tại lại bị nhốt vào trong đồn công an mặt đi. Phạm pháp chuyện này, Tiểu Phi A, người cùng dịch thuật coi như là từ nhỏ chơi lớn, người cảm thấy lấy hắn cái loại này tính cách, sẽ đi làm chuyện phạm pháp sao? Đặng A Di nghe vậy người nhìn không được khuôn mặt u sầu đầy mặt nói. Cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Đặng A Di người trước đừng có gấp, từ từ nói. Chỉ cần chuyện này là người bên kia làm ẩu, cũng đừng quản công ty gì lão bản là chúng ta thành Dương huyện cậu em vợ, ta nhất định sẽ làm cho hắn đã bị luật pháp chế tài, ta bảo chứng. Trần Phi nhìn không được nghĩa phẫn điền ưng nói. Quả thực, lấy hắn đúng dịch thuật ca hiểu rõ, quả thực không thể nào làm được cái gì vi pháp loạn kỷ chuyện tình. Mà nếu như thế, đùa giỡn thủ đoạn tựu là đối phương những người đó lạc. Trần Phi trong ánh mắt hiện lên một tia hàn mang. Ai, Tiểu Phi A. Tuy rằng ngươi ở đây bên trong thành phố kiếm đến nhiều tiền,
nhưng ngươi còn trẻ, trong xã hội này phức tạp ngươi không hiểu. Thế nhưng Đặng A Di nghe vậy lại thở dài một hơi, cho rằng Trần Phi trong miệng mạnh miệng là còn trẻ biểu hiện, lịch duyệt xã hội rất cạn. Phải biết rằng, đối phương thế nhưng bổn huyện Trịnh Quang Vinh cậu cả. Mà đó là hạng thân phận, đường đường hơn 10 vạn Lê Minh bách tính một tay quan phụ mẫu, lại là ngươi tùy tiện nói một chút, nói chế tài tựu chế tài. Đặng tỷ, tuy nói con ta lời này khẩu khí hơi lớn, nhưng coi như đối phương là cậu cả cũng không lý tới từ như vậy làm ẩu đi. Khất nợ các ngươi thi công đội tiền lương, còn đem dịch thuật bắt vào đồn công an. Lâm Linh bỗng nhiên cau mày nói rằng, cùng trước gia đình bình thường phụ nữ hình tượng hơi có khác biệt, thật giống như, hơn một ít khí thế vậy. Ai, Tiểu Lâm, tuy rằng, Lý, để ý là cái này Lý Nhi, nhưng đối phương phía sau dù sao có làm chỗ dựa vững chắc, chúng ta những. Này tiểu dân chúng, lại làm sao có thể đấu thắng? Đặng A Di nghe vậy bất đắc dĩ lắc đầu, rốt cục chậm rãi còn nói khởi chuyện sau đó đến mức chuyện này. Tuy rằng khai phá thương bên kia khất nợ nhà của chúng ta thi công đội công khoản, đối với chúng ta cũng không có thể khất nợ công nhân tiền lương A. Tự hợp lại đem phòng mới bán, trước thanh toán thi công đội công nhân tiền lương, sau đó dịch thuật để việc này thật sự là giận, bỏ chạy đi đối phương trong công ty nháo sự muốn tiền công, kết quả lại cùng đối phương xảy ra xung đột, không cẩn thận đẩy một chút cái kia Thịnh An bất động sản lão bản của công ty, sau đó bọn họ tự lấy lý do này đem dịch thuật ca bắt lại. Trần Phi không nhịn được nói. Đúng vậy, không chỉ có như vậy, đám khốn kiếp kia còn liên hợp y viện mở một chương giả thương thế chứng minh, muốn biểu tỷ bồi thường bọn họ 20 vạn, nếu không, sẽ đem dịch thuật nhốt tại trong đồn công an, không cho hắn đi ra. Đặng A Di không mở miệng, tóc trái đào phụ nhân này tiểu Mỹ lớn tiếng nói. Buồn cười, nghe được như thế trăng giảng đạo lý sự tình. Dù là Lâm Linh cái loại này trên thiện nếu nước tính cách cũng không nhịn được sinh khí, nhíu mày nói. Ai, xã hội này chính là như vậy. Vì vậy Tiểu Phi, người có thể hay không mượn Đặng A Di ta 8 vạn đồng tiền, ta nghĩ đi trước đồn công an đem ngươi dịch thuật ca cứu ra. Đương nhiên ngươi yên tâm, cái này 8 vạn khối Đặng A Di nhất định sẽ tìm mau chóng trả lại cho ngươi. Đặng A Di lại thở dài một tiếng, rốt cục nói ra chuyện này. Đặng tỷ. Lâm Linh mặc dù có chút kỳ quái đối phương vì sao biết tìm nàng nhi tử mượn cái này 8 vạn đồng tiền, mà không phải tìm nàng, nhưng hắn cũng không có nghĩ tới cự tuyệt loại sự tình này mà. Bởi vì quả thực hơi quá đáng, không phải sao. Nhưng ngay khi tiếp, Trần Phi lại dĩ nhiên lắc đầu, cự tuyệt nói Đặng A Di, cái này 8 vạn đồng tiền ta khả năng không có biện pháp cho ngươi mượn. Tiểu Phi ngươi, Đặng A Di tự nhiên ngây ngẩn cả người, Lâm Linh cũng có chút cau mày nhìn con mình. Ta nói tiểu tử, ngươi làm như vậy là không là có chút bất địa đạo. Lẽ nào ngươi đều có thể đủ lái nổi cái loại này 100 vạn cấp bậc hào xe, còn cầm không ra chính là 8 vạn khối cho ta mượn biểu tỷ sao? Đương sơ ngươi khi còn bé, biểu tỷ ta có thể là đối với ngươi rất tốt, lẽ nào những này ngươi đều đã quên, mà tóc trái đào phụ nhân này càng dở mặt nói. Đều lái nổi 100 vạn cấp bậc hào xe, chẳng lẽ còn cầm không ra chính là 8 vạn khối cho hắn mượn biểu tỷ sao? Hơn nữa phải biết rằng đây chính là vội vã cứu người tiền, lẽ nào người có tiền, thật cứ như vậy vong ân phụ nghĩa, trở mặt. Đặng A Di, người đừng vội, chuyện này không phải là ta Trần Phi vong ân phụ nghĩa, không muốn cho mượn tiền cho các ngươi, mà là ta nghĩ chuyện này dịch thuật ca hắn không sai, dựa vào cái gì cho bọn hắn bồi 20 vạn. Trần Phi ngay tức khắc nói ra ý tưởng chân thật của hắn, lòng đầy căm phẫn. Phải biết rằng... Rõ ràng tự là đối phương khất nợ công khoản trước đây, dịch thuật ca chẳng qua là muốn đi phải về cái này bút nhà bọn họ nên được tiền, nhưng bây giờ những người đó lại cư nhiên xúc phạm vô lý, trả đũa, liên hợp y viện khai ra giả thương thế chứng minh vu hãm dịch thuật ca đánh người, thậm chí còn đưa hắn nhốt vào đồn công an. Đây quả thực là buồn cười, buồn cười. Thế nhưng, ai? Ngươi là thật không biết, đồn công an những người đó theo chân bọn họ hoàn toàn là quan hệ mật thiết. Bọn hắn bây giờ cắn chết nói dịch thuật đánh người, nhưng lại đem đối phương đánh cho rất nghiêm trọng, vì vậy trước hết giam, muốn chúng ta bồi 20 vạn mới thả người. Đặng A Di mắt đỏ bất đắc dĩ nói. Đây chính là 20 vạn A, không có thể như vậy nói chơi, hơn nữa bọn hắn bây giờ nhà tiền lại sớm đã thành xuất ra đi cho công nhân kết tiền lương, vì vậy trong khoảng thời gian ngắn căn bản góp không ra như thế một số lớn cự khoản, chỉ có thể trơ mắt nhìn con trai mình bị người vu hãm nhốt vào đồn công an. Mà lại không có thể vô lực, đây thật là, ai tương đương.
đám người kia quả thực không bằng cầm thú, táng tận thiên lương. Thế nhưng dù sao phía sau bọn họ có thị uy bí thư chỗ dựa, chúng ta loại này dân chúng bình thường, lại làm sao có thể đấu thắng. Tóc trái đào phụ nhân này cũng không nhịn được lần thứ hai mắng. Đặng tỷ ngươi trước đừng có gấp, mặc dù bây giờ dịch thuật xảy ra chuyện. Nhưng ta thủy chung tin tưởng hiện ở xã hội này, là xã hội pháp trị, vì vậy không có khả năng nói thật tùy ý một ít người làm ẩu, miệt thị luật pháp quốc gia quy định. Lâm Linh gặp quen biết hiểu nhau hơn 10 năm láng giềng hàng xóm cũ đặng tỷ như vậy bất đắc dĩ mắt đỏ dáng dấp, cũng là trong lòng rất khó chịu, vội vàng trấn an nói. Mà đang ở hắn tiếng nói vừa dứt, hắn lại nhịn không được hướng về bên cạnh nhi tử Trần Phi nói tiểu tử thối, người có đúng hay không có biện pháp nào có thể giúp đặng tỷ. Làm vì cha mẹ, đương nhiên là trên đời này hiểu rõ nhất con trai mình người, nếu tiểu tử thúi này không có biện pháp giúp đến loại này việc nói, hẳn là tự sẽ không nói ra trước cái loại này cự tuyệt mượn tiền tới. Hỗ trợ, giúp thế nào việc, phải biết rằng đối phương thế nhưng có thị uy bí thư Trịnh Quang Vinh làm chỗ dựa vững chắc, con trai ngươi coi như là ở bên trong thành phố kiếm đồng tiền lớn, nhưng cũng không thể có thể có lớn như vậy bản lĩnh, có thể để cho này trời đất bao la ta lớn nhất quan lão gia nể tình đi. Một phụ nhân nhìn không được giễu cợt nói, hắn tuy rằng quả thực không quản được miệng, nhưng hắn lúc này đây lại cho rằng là Lâm Linh, Trần Phi nhà này người thực sự đang từ chối. Nếu không chỉ ngươi như thế cái hơn 20 tuổi thiếu niên, nhân ra đường đường hơn 10 vạn người một tay quan phụ mẫu dựa vào cái gì cho ngươi lớn như vậy mặt mũi? Lẽ nào cũng bởi vì ngươi ở đây bên trong thành phố kiếm đồng tiền lớn? Đây không phải là đùa giỡn hay sao? Tiểu Mỹ, chớ có nói hưu nói vượt. Cái này đều lúc nào, người còn không quản được miệng. Đặng A Di một gặp biểu muội mình lại nói lung tung, nhịn không được dậm chân, sau đó lại hàm chứa nước mắt nhìn Trần Phi nói tiểu Phi A, Đặng A Di biết ngươi bây giờ tiền đồ, có bản lãnh, ngươi thật có biện pháp giúp chúng ta nhà dịch thuật trước đi ra. Mà ở nhìn thấy loại này tràng cảnh, bản thân biểu tỷ cư nhiên tin đối phương mẹ con chuyện ma quỷ, một phụ nhân tiểu Mỹ nhịn không được đảo cặp mắt trắng dã. Nhưng cuối cùng vẫn ngậm miệng lại, đưa ánh mắt về phía Trần Phi. Tuy nói hắn quả thực từ trong lòng không tin Trần Phi có thể bản sự lớn như vậy, có thể làm cho đối phương Thịnh An Điền Sản lão bản của công ty đều nể tình, đem dịch thuật trước phóng xuất. Nhưng vấn đề là, nói cho cùng chính cô ta cũng chính là cái phổ thông thông dân chúng, mà Trần Phi cũng mở ra cái loại này trăm vạn cấp bậc hào xe, là kẻ có tiền. Tục ngữ nói thật tốt, có tiền có thể cho quỷ thôi mà. Kẻ có tiền mặt mũi đại đa số người vẫn là sẽ chọn cho, vì vậy, vạn nhất là thực sự ni. Đặng A Di ngươi cứ yên tâm đi, ta bảo chứng, dịch thuật ca tuyệt đối sẽ không có chuyện gì, như vậy ta trước gọi điện thoại. Trần Phi nghe vậy tự nhiên nghiêm trang nghiêm túc bảo đảm nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nói đùa, hắn Trần Phi nếu thật nguyện ý, coi như là Bắc Sơn thì hắn cũng đều có thể dễ dàng khuấy cái nghiêng trời lệch đất. Không phải là không cái loại này ý tưởng, lười phiền phức mà thôi, vì vậy còn con này một cái thành Dương huyện thành nhỏ có thể có cái gì áp lực. Nếu là loại này việc nhỏ hắn đều xử lý không tốt nói, thẳng thắn tìm khối đậu hũ đụng chết. Tiểu Phi, ngươi là nói thật, ngươi thật sự có biện pháp cứu chúng ta nhà dịch thuật trước đi ra. Gặp Trần Phi giọng nói chuyện như vậy khẳng định, lại liên tưởng đến Trần Phi sở mở xa hoa tỏa giá xe Mercedes, đây chính là giá trị hơn 100 vạn. Đặng A Di hai mắt không khỏi mạnh sáng ngời, dấy lên một chút hy vọng, nói. Đặng A Di, người tự tin tưởng ta đi, ta bảo chứng đợi ngươi là có thể thấy dịch thuật ca từ trong đồn công an đi ra. Trần Phi nghe vậy tự tin cười cười, lấy điện thoại cầm tay ra chuẩn bị cho Hoàng Đào gọi điện thoại. Hắn thấy, Hoàng Đào nếu là Bắc Sơn thị thường vụ phó thị trưởng, mà thành Dương huyện lại chỉ là Bắc Sơn thị hạt kế tiếp huyện thành nhỏ mà thôi. Vì vậy loại sự tình này mà đối phương mới có thể nói xong trên nói đi. Cái kia, tiểu tử, vừa rồi A Di ta không phải là coi thường ngươi, chỉ là. Gặp Trần Phi cư nhiên thực sự lấy điện thoại di động ra chuẩn bị gọi điện thoại, tóc trái đào phụ nhân này nhất thời nghĩ có chút xấu hổ mặt đỏ. Mặc kệ nói như thế nào, đối phương đã có lá gan đánh ra đi loại này điện thoại, nghĩ đến cũng có thể là có vài phần nắm chặt mới đúng. Đương nhiên cũng tất nhiên không phải là hắn trước tưởng tượng cái loại này từ chối, không muốn vay tiền, vì vậy, hắn trước cái này chỉ sợ là người ta. Khiến trong lòng nàng có chút băn khoăn. Không có chuyện gì A Di, đều là người một nhà. Trần Phi nghe vậy cười xua tay cắt đứt đối phương, bấm Hoàng Đào Hoàng phó thị trưởng điện thoại.
Bắc Sơn Chánh Phủ thành phố Đại Lâu thị trưởng phòng làm việc, ánh nắng tươi sáng. Hoàng Đào Hoàng phó thị trưởng, Nga, không đúng, chắc là Hoàng thị trưởng chính vẻ mặt kích động ngồi đang làm việc thất ghế trên, vẻ mặt đều là cái loại này không che giấu được mừng rỡ vui vẻ. Bởi vì ngay trước 15 phút đồng hồ, hắn đã chính thức nhận được tỉnh bên trong Mặc cho phái thông chi, hồng đầu trắng sách, nhưng mệnh hắn Hoàng Đào nhậm chức mới để Mặc Bắc Sơn thị thị trưởng chức, kiêm nhiệm thị ủy, lập tức chấp hành. Rất hiển nhiên đây tuyệt đối là đủ để rung động Bắc Sơn thị quan trường đại sự, cũng để cho hôm nay Bắc Sơn thị quan trường nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Trên thực tế tuy rằng đoạn thời gian trước Bắc Sơn thị tiền nhậm thị trưởng XXX điều nhiệm thăng chức, tiến nhập tỉnh Lý mặt tham gia công tác, dẫn đến Bắc Sơn thị thị trưởng vị trí này tạm thời trống ra. Nhưng ở lúc đó phỏng chừng ai cũng không thể nghĩ đến, ngay mấy tháng sau, nguyên Mặc cho Bắc Sơn thị thường vụ phó thị trưởng chức Hoàng Đào dĩ nhiên thực sự ngồi trên vị trí này, trở thành tân nhậm Bắc Sơn thị thị trưởng. Dù sao coi như là một vị thường vụ phó thị trưởng, nhưng muốn thăng nhiệm thị trưởng cũng tương đương trắc trở, huống chi Hoàng Đào cái này thường vụ phó thị trưởng chức còn là mới vừa mới thăng đi lên. Cho nên lúc đó rất nhiều người đều cho rằng, tiếp theo Mặc cho tân nhậm Bắc Sơn thị thị trưởng có thể sẽ hàng không. Từ địa phương khác điều đến chính tích xuất sắc, có tư lịch đầy đủ chính đàn quan trường quan to. Lúc này mới phù hợp lẽ thường. Bất quá ni, ai kêu Hoàng Đào Hoàng phó thị trưởng, Nga, không đúng, hiện tại chắc là Hoàng thị trưởng đứng phía sau Triệu tỉnh trưởng cái loại này quyền to cấp bậc tỉnh ủy đầu sỏ, lại tăng thêm những ngày gần đây bày trần phi phúc, lấy ra không ít làm người ta phục tùng chính thích. Trong đó đặc biệt tiểu khấu lăng phụ thân chuyện này tối gây nên mặt trên coi trọng. Thậm chí Triệu tỉnh trưởng đánh nhịp nhận định Hoàng Đào vi tân nhậm Bắc Sơn thị thị trưởng mượn cớ, cũng là vì rất tốt phối hợp xử lý chuyện này, để ngừa chức quyền đẳng cấp thiếu, bị người quấy nhiễu. Bởi vì có người nói, Hoàng Đào đệ trình đi lên một bình nhỏ nọc độc, cư nhiên từ lâu tại nơi cái tên là phi báo ngành đặc biệt trong có chuẩn bị án, nguy hiểm đẳng cấp bình định VS, ý tứ chính là liên bọn họ đều không có biện pháp giải quyết. Nhưng bây giờ, lại có người có thể hiểu rõ cái loại này độc. Leng keng choang. Đúng lúc này, Hoàng Đào Hoàng thị trưởng trong bao điện thoại bỗng nhiên vang lên, lấy ra nữa vừa nhìn điện báo biểu hiện rõ ràng là Trần Phi hai chữ. Trần tiên sinh, gặp điện thoại này lại là Trần Phi đánh tới, Hoàng Đào trên mặt không khỏi hiện lên một vẻ kinh ngạc. Bởi vì hắn ngày hôm qua thế nhưng nghe được, Trần Phi bảo hôm nay sẽ về nhà cũ nhìn mẫu thân hắn, chỉ là kinh ngạc về kinh ngạc. Hắn lại không dám có một chút hàm hồ ngay tức khắc ấn xuống một cái loan báo trên chuyển được cái nút. Nói đùa, hắn ngày hôm nay có thể thu được phần này thị trưởng điều nhiệm văn kiện, trong này. Ít nhất, có 3-4 thành công lao là bởi vì đối phương, bởi vậy, hắn như thế nào dám bày cái gì cái giá, bưng cái gì tư thái ni. Này, Trần tiên sinh xin chào, người điện thoại này đánh tới thật là đúng lúc, vừa vặn ta đây có cái tin tức tốt chuẩn bị với người chia sẻ ni. Chuyển được điện thoại đầu, Hoàng Đào ngay tức khắc cười to nói. Tin tức tốt, Hoàng Thúc, tin tức tốt gì? Trần Phi nghe vậy ngẩn người. Tự lúc trước 15 phút đồng hồ, ta đã nhận được tỉnh bên trong thông chi, cũng nhận được tỉnh tổ chức bộ gửi tới hồng đầu chữ viết nhầm văn kiện, nhầm mệnh ta vi mới Bắc Sơn thị thị trưởng, là được tiền nhiệm. Hoàng Đào trung khí 10 phần cười to nói. Cũng khó trách hắn sẽ cao hứng như thế, dù sao lấy hắn hiện tại không được 45 tuổi. Cư nhiên có thể thành công ngồi trên đường địa cấp thành phố thị trưởng vị trí, thực sự có thể nói là tương đương hiếm thấy. Hơn nữa cái này cũng đại biểu cho tương lai hắn có thể có đầy đủ thời gian cùng không gian, cạnh tranh cao cấp hơn đường tỷ như tỉnh bên trong vị trí, không biết có bao nhiêu người sẽ ước ao đố kỵ hận, hắn há có thể mất hứng. Thị trưởng, Hoàng Thúc ngươi lên làm thị trưởng, quả thực hẳn là vui vẻ, chúc mừng ngươi a. Hoàng Thúc, Trần Phi nghe vậy ngay tức khắc chúc mừng nói. Đâu, nếu không bày ngươi Trần Phi Phúc, ta cũng không có khả năng thuận lợi như vậy bắt thị trưởng chức a. Nga, được rồi, ngươi gọi điện thoại cho ta là có chuyện gì không, tối hôm qua không phải là còn nghe ngươi nói ngày hôm nay muốn về nhà cũ sao? Hoàng Đào Hoàng thị trưởng nghe vậy khiêm nhường một chút, sau đó ngay tức khắc nghi ngờ hỏi. Đúng vậy, lại có chuyện gì bị tê phiền Hoàng Thúc ngươi? Trần Phi nghe vậy, ngay tức khắc gật đầu một cái nói. Trần tiên sinh ngươi nói đi. Chỉ cần ngươi mở miệng, mặc kệ có thể hay không làm, ta Hoàng Đào đều biết tìm cấp cho ngươi tốt. Ngươi yên tâm, Hoàng Đào vừa nghe thấy Trần Phi bên kia tìm hắn có việc, ngay tức khắc cho thấy thái độ nói. Hiển nhiên, coi như là hôm nay đã trở thành đường địa cấp thành phố thị trưởng,
cũng vẫn như cũ không dám ở Trần Phi loại này đô thị kỳ nhân trước mặt làm càn, vì vậy như trước thành thật duy trì trước loại thái độ đó. Có việc nhất định giúp, không thể giúp tìm cũng phải giúp. Là như vậy, ta khi còn bé đùa rất tốt một cái nhà hàng xóm ca ca là làm thi công đội buôn bán, có thể hắn bây giờ lại bị người ác ý khất nợ công khoản, nhưng lại bị đối phương lùi thông đồn công an, y viện làm một cái giả thương thế chứng minh, đưa hắn cho bắt được trong đồn công an mặt đi. Vì vậy ta muốn hỏi một chút người bây giờ có thể hay không giúp ta nghĩ biện pháp, trước đem người phóng xuất rồi hãy nói. Trần Phi nghe vậy ngay tức khắc nói. Trần tiên sinh ngươi nói cái gì? Buồn cười, dĩ nhiên sẽ có như vậy không nhìn tổ chức kỷ luật tính bại hoại tồn tại. Là ở chúng ta Bắc Sơn thị chỗ quản lý sao? Hoàng Đào Hoàng thị trưởng nghe vậy ngay tức khắc trong mắt chừng, nổi giận đùng đùng nói. Ta quê nhà là Thành Dương huyện, chính là Bắc Sơn thị chỗ quản lý cái kia huyện thành nhỏ. Trần Phi nghe vậy ngay tức khắc gật đầu nói. Thực sự là buồn cười. Trần tiên sinh ngươi yên tâm. Ta hiện tại ngay tức khắc tự cho vốn là hệ thống công an tối cao người phụ trách, cục trưởng thị công an cục Chu Thiên Diệp đồng chí gọi điện thoại. Ta cũng muốn nhìn một chút, như vậy cái gì huyện đồn công an sở trưởng còn để xuống không tha người. Hoàng Đào hướng về phía điện thoại lớn tiếng nói. Dù sao lấy thân phận của hắn, coi như là đường đường cục trưởng thị công an cục Chu Thiên Diệp, kiêm nhiệm thị ủy, ở trước mặt hắn đều có thể nói muốn ải nửa cái đầu. Mà đồn công an khái niệm là cái gì? Là Bắc Sơn thị chỗ quản lý Thành Dương cục công an huyện càng hạ cấp công an bộ phận then chốt, mới có thể được xưng là đồn công an, vì vậy có thể nghĩ, giữa bọn họ kém theo hạng xa xôi cự ly, hoàn toàn không ở một tầng thứ. Mà hắn hiện tại lại nói cấp cho cục trưởng thị công an cục Chu Thiên Diệp đồng chí gọi điện thoại, làm cho đối phương tự mình xử lý cái này phát sinh ở Bắc Sơn thị chỗ quản lý huyện thành nhỏ phái ra chuyện xảy ra, rất hiển nhiên là thật sự nổi giận. Muốn tới thật. Bất quá cũng không có biện pháp a. Dù sao chuyện này liên lụy đến Trần Phi tôn đại thần này, dù là lấy hắn hôm nay thân phận, cũng quả thực không dám phớt lờ a. Cái này cũng không cần, ý của ta là bây giờ còn không cần kinh động cái tầng thứ kia người, nếu không để Thành Dương huyện các ngươi người tin cẩn trước đứng ra. Thế mà Trần Phi nghe vậy lại lắc đầu, đôi mắt hiện ra lau một cái ánh sáng lạnh. Ý của ngươi là, muốn đem những người đó phía sau dơ bẩn thế lực lấy ra. Hoàng Đào cuối cùng là ở quan trường sờ bò lăn lộn nhiều năm như vậy lão nhân tinh. Trần Phi vừa nói như vậy, hắn tự hoàn toàn minh bạch là có ý gì, cũng đương nhiên đã hiểu Trần Phi đây là muốn chuyện này làm lớn, đến cái dẫn xà xuất động. Đúng vậy, ta nghe nói đối phương ác ý khất nợ công trình khoản người, là Thành Dương huyện thị uy bí thư Trịnh Quang Vinh cậu cả. Cũng không biết hắn rõ ràng không rõ ràng lắm chuyện này, nhưng người làm quan, dung túng thân thuộc dựa kỳ danh làm sằng làm bậy. Ỷ thế hát yêu ta người, cái này sợ rằng vẫn còn có chút không địa đạo đi. Trần Phi nghe vậy không thể đưa không, thản nhiên nói. Trên thực tế, chuyện này trong lòng của hắn quả thực nín một hơi thở ni. Phải biết rằng khi còn bé hắn tối chuyện thích, chính là đi theo Đặng A Di Nhi tử dịch thuật phía sau cái mông chạy loạn khắp nơi, loạn chơi, hơn nữa đối phương cũng quả thực đối phương tốt vô cùng, lại không nghĩ rằng đối phương dĩ nhiên gặp được như thế chăng công chuyện. Bị ác ý khất nợ công trình khoản còn chưa tính, còn lại bị vu hãm nhốt vào đồn công an, người nói chuyện này há có thể làm cho không tức giận. Thành Dương huyện thị uy bí thư Trịnh Quang Vinh, Trần tiên sinh ngươi yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Hoàng Đào nghe vậy tuy rằng giật mình chuyện này lại còn liên lụy đến một cái thị uy bí thư Trịnh Quang Vinh, nhưng lấy hắn hôm nay đường đường Bắc Sơn thị thị trưởng thân phận, làm thế nào có thể có cái gì lo lắng. Chợt gật đầu nói. Phải biết rằng Bắc Sơn thị chỗ quản lý 5 khu 6 huyện, chỉ là chính phó khu trưởng, huyện trưởng, chính phó khu ủy bí thư, thị uy bí thư cộng lại thì có tốt mười mấy. Có thể nghĩ, một mình ngươi ở Bắc Sơn thị chỗ quản lý 5 khu 6 huyện bài danh rác kháo hậu Thành Dương huyện thị uy bí thư, coi như nhiều bước nữa còn có thể nhượng hắn Hoàng Đào chân chính không coi vào đâu. Đây không phải là đùa giỡn hay sao? Hơn nữa hắn còn giống như nhớ kỹ. Cái này Thành Dương huyện Trịnh Quang Vinh nguyên lai còn là tiền nhậm thị uy bí thư Mạc Thành bí thư, sau lại cũng là bởi vì Mạc Thành đại lực chống đỡ, cho nên mới có thể ngồi trên hiện tại Thành Dương huyện thị uy bí thư vị trí này. Nhưng là bây giờ, Mạc Thành đều đã đi rồi a. Trần tiên sinh ngươi xem nếu không như vậy, ta bên này còn là cho thị cục Chu Thiên Diệp đồng chí gọi điện thoại, nhượng hắn thông chi Thành Dương huyện cục trưởng cục công an huyện đến xử lý chuyện này. Ta nhớ kỹ Thành Dương huyện cục trưởng cục công an huyện hình như là lão Chu một tay để bạt lên thân tín, mới có thể tín nhiệm. Hoàng Đào suy tính một chút,
lập tức nói đến mức ta, tắc ở bên cạnh chờ điện thoại của ngươi, muốn là chuyện này thật liên lụy đến Trịnh Quang Vinh nói, ta tự ngay tức khắc thông chi thị kỷ ủy bên kia đồng chí, tự mình đến Thành Dương. Tốt lắm, cứ làm như vậy. Trần Phi đương nhiên không có ý kiến gì, nghe vậy ngay tức khắc gật đầu một cái nói. Gặp Trần Phi kiệt gật đầu, Hoàng Đào Hoàng thị trưởng trước phó còn rất cao hứng khuôn mặt, lúc này đã rõ ràng hiện ra một loại ấm áp màu sắc trang nhã. Sau đó chỉ thấy hắn cúp điện thoại, ngay tức khắc bấm cục trưởng thị công an cục Chu Thiên Diệp đồng chí điện thoại. Này, lão Hoàng A, ngày hôm nay thổi là gió nào nha? Ngài dĩ nhiên sẽ gọi điện thoại cho ta, là nhường ta chúc mừng ngươi thăng chức thị trưởng chức sao? Ha ha ha, nếu không buổi tối đến nhà của ta đến uống hai chung. Chúng ta đều tốt lâu không? Điện thoại một trận, bên trong lập tức truyền tới Chu Thiên Diệp sang sáng thanh âm. Rất hiển nhiên, hắn đã biết được Hoàng Đào Vinh thăng thị trưởng chức cái này đại tin tức tốt. Phải biết rằng hôm nay hắn thế nhưng cùng Hoàng Đào đi được rất gần, mà hôm nay đối phương lại phi ngựa thăng chức, với hắn mà nói tự nhiên cũng là nhất kiện đại hỷ sự. Rất nhiều người đều biết bởi vậy càng cao nhìn hắn Chu Thiên Diệp mấy phần. Tốt rồi, lão Chu đừng nói nhảm, ta có chuyện rất trọng yếu tìm ngươi hỗ trợ. Thế mà Hoàng Đào bên này lại chưa còn có cái gì tâm tư nói, trực tiếp cắt đứt đối phương chúc mừng lời chúc mừng, giọng nói hết sức nghiêm túc mở miệng nói. Khiến bên đầu điện thoại kia Chu Thiên Diệp ngẩn người. Chuyện rất nghiêm trọng, phải biết rằng mà chống đỡ phương hôm nay thân phận, vừa đi nhậm chức tân nhậm Bắc Sơn thị trưởng. Cứ nhiên có thể từ miệng hắn trong phun ra nghiêm trọng như vậy hình dung từ, rất hiển nhiên, đây nhất định tuyệt đối là thật có đại sự phát sinh. Nhất niệm đến nước này, Chu Thiên Diệp nhất thời thay một bộ nghiêm túc miệng nói lão Hoàng, không, Hoàng thị trưởng, đến tột cùng là chuyện gì? Ngươi nói thẳng đi. Ngươi bây giờ ngay tức khắc thông chi Thành Dương huyện cục trưởng cục công an huyện, nhượng hắn nhúng tay một vụ án. Tình huống cụ thể là như vậy. Hoàng Đào ngay tức khắc đem Trần Phi nói cho hắn biết sự tình còn nguyên thuật lại đi ra. Cái gì, há có lý do, đây quả thực quá kỳ cục. Bên đầu điện thoại kia thì cục trưởng Chu Thiên Diệp đồng chí nghe vậy cũng là một trận cơn tức, nhưng theo, hắn lại vẫn là không nhịn được nghi ngờ nói lão Hoàng, người nói chuyện rất trọng yếu chính là cái này. Thanh âm của hắn càng ngày càng nhỏ thanh. Tuy rằng bách tính việc không kích thước, như vậy tính chất ác liệt sự kiện cũng quả thực đủ để cho hai người bọn họ đều rất phẫn nộ. Nhưng vấn đề là, Hoàng Đào hôm nay thân phận có thể xưa đâu bằng nay, đã thăng chức tới đường đường Bắc Sơn thị một thị dài, đến mức như vậy hãy nói ra rất nghiêm trọng ba chữ này. Phải biết rằng ở quan trường loại địa phương này, có chút hình dung từ có thể là không thể nói lung tung. Ha ha, lão Chu A, ngươi sẽ không cho là ta chuyện bé xé ra to đi. Ngươi biết không, chuyện này liên lụy đến một vị rất đặc thù thanh niên nhân, vì vậy nếu là chuyện này thực sự là một ít người ỷ vào bản thân có chỗ dựa. Tự con mắt không vương pháp, ỷ thế hát yêu ta người nói. Đến lúc đó đừng nói cái gì thì uây bí thư, chính là ta Hoàng Đào đầu trên đỉnh cái này mũ mão tử, cũng huyền. Hiện tại ngươi minh bạch ta là có ý gì sao? Hoàng Đào nghe vậy nhìn không được thản nhiên nói. Tuy rằng hắn lời này có chút nói ngoa hiểm nghi, nhưng đạo lý cũng đạo lý này, cũng chứng minh Trần Phi ở trong mắt hắn vị trí quả thực cao đáng sợ. Liên đường đường địa cấp thành phố một thị dài loại độ cao này cũng không đủ. Thử, bên đầu điện thoại kia Chu Thiên Diệp nghe vậy đều sợ đến mạnh hít một hơi lãnh khí, sắc mặt bá tái nhợt xuống tới. Không đến mức đi, người cái mũ này liên tỉnh lý mặt đều không phải là tùy tiện, nói trích là có thể hái. Theo hắn nhịn không được bật thốt lên. Vân vân chờ đã, đặc thù người. Lão Hoàng, lẽ nào ngươi nói là vị kia, đêm hôm đó ở phân cục đồn công an tuổi nhỏ người. Thế mà hắn theo lại hình như là nhớ tới cái gì. Còn nhớ rõ ban đầu ở Cao Tân gây dựng sự nghiệp khu công an phân cục đêm đó, khi đó còn là đường đường thường vụ phó thị trưởng Hoàng Đào hơn nửa đêm, dĩ nhiên ăn mặc áo ngủ khố tới rồi cứu một người trẻ tuổi tràng cảnh, làm hắn nhịn không được cả người run rẩy, sắc mặt ngưng trọng dị thường. Không nên hỏi cũng đừng hỏi, bất quá chuyện này quả thực liên lụy đến hắn, vì vậy hiện tại ngươi còn cho là ta chuyện bé xé ra to sao? Hoàng Đào bình tĩnh mở miệng nói. Đương nhiên sẽ không. Chu Thiên Diệp khóe miệng nổi lên một nụ cười khổ. Nói đùa, có thể để cho đương sơ đường đường một vị thường vụ phó thị trưởng, đều ở đây hơn nửa đêm cấp đến chưa kịp thay quần áo, ăn mặc áo ngủ khố tới giải vây cứu người. Mà hôm nay Hoàng Đào đều càng đã thăng quan vi thị trưởng, lại có vẻ càng kính nể đối phương. Hắn lại không phải người ngu,
đương nhiên minh bạch người trẻ tuổi kia tất nhiên ủng có cái gì đáng sợ bối cảnh, liền đường đường địa cấp thành phố thị trưởng mũ đều có thể tháo xuống. Nhất niệm đến nước này, hắn nhất thời thu hồi trong lòng không nên có lẫn lộn tâm tư, thở một hơi thật dài, nghiêm túc nói lão hoàng, nói đi, chuyện này ta nên xử lý như thế nào? Ý tứ của hắn vâng, vì vậy ngươi nhất định phải cho vị kia Thành Dương cục trưởng cục công an huyện nói rõ ràng, đừng làm cho chúng ta hảo tâm làm chuyện sai lầm. Hoàng Đào ngay tức khắc đem Trần Phi ý tứ từ đầu chí cuối nói cho hắn một lần, nhưng lại rất nghiêm túc lại dặn dò một lần. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ cùng Vương Giã tỉ mỉ nói rõ ràng vị kia ý tứ. Chu Thiên Diệp nhất thời gật đầu nói. Ân, vậy trước tiên như vậy đi. Hoàng Đào bên này cúp điện thoại, bên đầu điện thoại kia Chu Thiên Diệp cũng lại ngay tức khắc cho mình một tay để bạt lên thân tín, Thành Dương cục trưởng cục công an huyện Vương Giã gọi điện thoại. Mà ở nhận được bản thân đỉnh đầu trực hệ đại bo SS điện thoại, Thành Dương cục trưởng cục công an huyện Vương Giã tự nhiên thụ sủng nhược kinh, nhưng sau đó lại càng nghe sắc mặt vượt trắng, càng nghe trái tim vượt bang bang phanh kinh hoàng. Bọn họ cái này mở điện nói đại khái cũng chỉ rằng có mấy phút, sau đó Thành Dương huyện Tây Thành đồn công an sở trưởng Đỗ Sa Binh liền nhận được đến từ cục trưởng cục công an huyện Vương Giã điện thoại. Vương cục trưởng đang ở Thành Dương huyện Tây Thành đồn công an. Sở trưởng phòng làm việc tiêu sái hút thuốc, có liếc mắt không một mắt nhìn trên bàn này hệ thống công an văn kiện Đỗ Sa Binh cũng ngây ngẩn cả người. Phải biết rằng đối phương cục trưởng cục công an huyện Vương Giã, thế nhưng hắn hiện tại cái này chức vị huyện đồn công an sở trưởng trực hệ lãnh đạo, không chỉ có như vậy, đối phương còn kiêm nhiệm bổn huyện ủy thường ủy, là chân chân chính chính phó sự cấp cán bộ, so với hắn cái này phó khoa cấp cao hơn, vì vậy hắn đương nhiên sợ hãi đối phương đột nhiên gọi điện thoại cho mình. Rất hiển nhiên, đây là điển hình làm trái với lương tâm chuyện. Chỉ sợ quỷ gõ cửa. Tuy nói chúng ta Đỗ Sa Binh Đỗ Đại Đồn Công an sở trưởng trong lòng có quỷ, nhưng hắn nhưng cũng minh bạch lúc nào cũng không có thể giành trước chột dạ đạo lý này, chợt ho khan vài tiếng, như là cho mình đánh bạo, ngón tay nhấn kết nối đến từ cục trưởng cục công an huyện Vương Giã điện thoại. Vương cục trưởng, buổi tối tốt, điện thoại vừa nghe chuyển được. Bên này Đỗ Sa Binh tựu ngay tức khắc rất nhiệt tình rất khách khí nói. Sa Binh a, nghe nói các ngươi Tây Thành đồn công an gần nhất án tử thật nhiều, thực sự là cực khổ. Tuy rằng nhận được bản thân trực hệ đại bo SS Chu Thiên Diệp điện thoại chỉ thị, hiện tại trước phải trang giả vờ giả vịt, tránh cho đả thảo kinh xa, nhưng dù sao Đỗ Sa Binh là thuộc hạ của hắn, trang quá mức nói phỏng chừng cũng dễ bị đối phương phát hiện. Vì vậy Vương Giã vừa lên đến mà bắt đầu hướng về phương diện này trọng tâm câu chuyện dựa vào. Vương cục trưởng nhìn ngươi cái này nói, đây là chuyện ta nên làm. Không biết lãnh đạo có dặn dò gì, mà bên đầu điện thoại kia Đỗ Sa Binh vừa nghe tựa hồ không có chuyện gì, ngay tức khắc giọng nói lại thay đổi nhiệt tình mấy phần nói. Chỉ thị, ngược lại cũng không có gì hay chỉ thị. Bất quá ta nghe nói các ngươi Tây Thành đồn công an đem một cái tên là dịch thuật người thanh niên nhân bắt lại. Có bằng hữu gọi điện thoại xin nhờ đến ta tới bên này, vì vậy nếu tiểu tử kia không có phạm cái gì lỗi nặng lỗi, tự phê bình giáo dục một trầu thả người được. Đương nhiên nếu tiểu tử kia thật phạm vào chuyện gì mà, cũng không cần quản ta nói cái gì, nhất định phải theo nếp phá án. Bên đầu điện thoại kia Vương Giã một bên vuốt trên trán mặt mồ hôi, còn vừa muốn trang làm ra một bộ rất tùy ý hình dạng, quả thực áp lê sơn đại. Phải biết rằng điện thoại này thế nhưng một tay đưa hắn để bạt cho tới bây giờ vị trí này lão lãnh đạo cục trưởng thị công an cục Chu Thiên Diệp tự mình đánh tới, mà hắn lúc này vẫn còn khinh thường nói cái gì bằng hữu, nếu để cho người nghe được, còn không cười đến rụng răng. Đương nhiên đây cũng là không có biện pháp, nếu không trình diễn không đi xuống A. Dịch thuật, Vương cục trưởng ngươi là nói thi công đội tên tiểu tử kia. Đỗ Sa Binh nghe vậy đương nhiên ngây ngẩn cả người. Cái này mặc dù lại chính là trong lòng của hắn có quỷ sự kiện kia, thế nhưng hắn lại đã hiểu, Vương cục trưởng đối với chuyện này hình như căn bản cũng không rõ ràng, hiểu rõ, mà vẻn vẹn chỉ là có người quen xin nhờ đến hắn nơi ấy, mất mặt nhân tình, mới cho mình có cú điện thoại này. Nếu là cái này án kiện chính là nhất kiện rất thông thường án tử, hắn đương nhiên ngay tức khắc không nói hai lời dựa theo bản thân trực hệ đại bo SS ý tứ thả người. Nhưng vấn đề là hiện tại chuyện này lại không đơn giản như vậy. Không chỉ có liên lụy đến thị uy bí thư Trịnh Quang Minh cậu cả Vương Nghĩa Phát, hơn nữa liên chính hắn, đều ở đây trong đó phấn diễn có chút không quang thải nhân vật. Vương Nghĩa Phát ô dưới này thi công đội công khoản, tiền kiếm được, thế nhưng cho hắn Đỗ Sa chia ra quá hồng hiếu kính quá khoản. Đáng chết,
trước thế nào cũng không biết nhà của tiểu tử kia bên trong lại có loại quan hệ này. Tự nhiên có thể tìm tới người bày đến vương cục trưởng nói rõ. Thi công đội, ta cũng không phải rất rõ ràng, bất quá nghe ngươi khẩu khí này tựa hồ có chuyện. Vương cục trưởng bên kia tận lực làm bộ có chút bất mãn. Đương nhiên nếu là dưới tình huống bình thường, Đỗ Sa Binh đều cũng dám như thế không để cho hắn mặt mũi, hắn khẳng định cũng sẽ bất mãn như vậy tức giận. Có chuyện, không, không, không lo nhưng mà không thành vấn đề. Nếu lãnh đạo ngài đều tự mình gọi điện thoại tới hỏi chuyện này, vậy khẳng định là chúng ta bên này công tác làm không cẩn thận, khả năng trung gian có cái gì hiểu lầm đi. Vương cục trưởng ngươi yên tâm, ta hiện tại sẽ xuống ngay hỏi một chút đến cùng chuyện gì xảy ra, nếu không vấn đề quá lớn nói, hẳn là có thể ngay tức khắc thả người. Đỗ Sa Binh nghe vậy nhất thời một cái giật mình. Không có biện pháp a. Ở Hoa Hạ có câu tục ngữ là quan lớn một cấp đè chết người. Hơn nữa hiện tại đều không chỉ là năm thứ nhất đại học cấp đơn giản như vậy, mà là đủ đại hai cấp. Hắn là phó khoa cấp, phía trên là chánh khoa cấp, trở lên mặt mới là vương giã phó sư cấp. Vì vậy hắn cái này tiểu đồn công an sở trưởng là chân thực không xanh được lá gan, cự tuyệt hệ thống công an nội cả huyện cấp hắn lớn nhất trực hệ đại bo SS, trừ phi có thể có lớn hơn nhân vật đứng ra, tỉ như thị uy bí thư Lưu Quang Vinh. Vậy được rồi, Sa Binh thực sự là làm phiền ngươi. Ta bên này tự cúp điện thoại trước, bên đầu điện thoại kia vương giã nghe vậy ánh mắt lóe lên, thản nhiên nói, cúp điện thoại. Chỉ là ở sau khi cúp điện thoại, tâm tình của hắn lại hơi có chút không trên không dưới, dù sao hắn vừa rồi trong điện thoại cũng nghe rõ vị kia ý tứ, là muốn đến cái dẫn xà xuất động, tận diệt. Nhưng bây giờ Đỗ Sa Binh nếu dễ dàng như vậy tự thả người nói, có thể hay không vị kia ý tứ mặt sau tự khó khăn tiếp tục triển khai. Lúc đầu hắn là không cần mù quan tâm những chuyện hư hỏng này, nhưng không có biện pháp a. Hiện tại có thể là của hắn lão lãnh đạo Chu Thiên Diệp tự mình đánh tới cú điện thoại này, hơn nữa ngôn từ trong giọng nói còn nhắc tới liên hắn cục trưởng thị công an cục cái loại này trình tự, đều đang còn chưa phải là đầu nguồn, thậm chí ngay cả vị kia mới nhậm chức Bắc Sơn thị thị trưởng cũng còn không tính là. Chỉ là trong lòng nghĩ như vậy, vương giã tự cảm giác sau lưng của mình đều ướt, tất cả đều là mồ hôi lạnh. Trong lòng sợ làm cho đập vị kia ý tứ. Nhất niệm đến nước này, hắn nhịn không được lại cho mình lão lãnh đạo Chu Thiên Diệp gọi điện thoại, nói ra trong lòng mình cân nhắc. Mà bên đầu điện thoại kia Chu Thiên Diệp nghe xong tựa hồ cũng hiểu được có đạo lý, tự càng làm điện thoại đánh tới Hoàng Đào Hoàng thị trưởng nơi ấy. Như vậy nhất cấp truyền nhất cấp, tuần hoàn nhiều lần, điện thoại tự lại đả thông đến rồi Trần Phi. Cái này, nếu không như vậy đi, người đem vị kia vương cục trưởng điện thoại cho ta. Tốt nhất cũng thuận tiện cho hắn nói một tiếng. Hiện tại tối trọng yếu là trước đem người phóng xuất, những chuyện khác, đều có thể chậm rãi xử lý. Trần Phi suy nghĩ một chút nói, cúp điện thoại. Chỉ chốc lát sau, vị kia Thành Dương cục trưởng cục công an huyện vương giã điện thoại, lợi dụng tin nhắn ngắn hình thức phát đến rồi trong tay của hắn mặt trên. Tiểu Phi, cái kia dịch thuật hắn. Ngay Trần Phi ở đơn độc một cái bên trong phòng ngủ vừa cúp điện thoại, bên ngoài phòng khách chân thực đứng ngồi không yên. Lo lắng được không được Đặng A Di nhìn không được đẩy cửa ra nhỏ giọng hỏi. Đặng A Di ngươi yên tâm đi, ta bằng hữu kia nói, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, dịch thuật ca hẳn là rất nhanh thì có thể được thả ra. Các ngươi hiện tại chú ý chờ điện thoại, Trần Phi thấy thế, ngay tức khắc an ủi Đặng A Di ngôn từ tự tin nói. Thực sự, Đặng A Di nghe vậy nhất thời ngạc nhiên không dám tin tưởng. Tiểu tử, ngươi thực sự không có nói đùa. Tây Thành đồn công an rất nhanh thì muốn phóng xuất dịch thuật đi ra. Tóc trái đào phụ nhân này cũng là vẻ mặt không dám tin hình dạng. Dù sao điều đó không có khả năng không kinh hãi. Phải biết rằng để dịch thuật chuyện này, bọn họ cũng không biết chạy gãy chân kính nhờ bao nhiêu bằng hữu, bao nhiêu cái gọi là đại nhân vật. Có thể hiện thực lại là nhân gia chỉ cần vừa nghe đến Thịnh An bất động sản công ty lão tổng Vương Nghĩa phát tên, cộng thêm tên khốn kia hù chết người bối cảnh. Là bổn huyện thị uy bí thư Trịnh Quang Vinh cậu cả, liền ngay tức khắc đều giống như là nhiều ôn thần vậy ẩn núp bọn họ. Liền để cho bọn họ lời nói hoàn chỉnh nói cơ hội cũng không cho. Nhưng bây giờ, Trần Phi cứ như vậy ở bên trong phòng ẩn núp đánh vài điện thoại, tự dĩ nhiên rất tự tin nói Tây Thành đồn công an hẳn là rất nhanh thì sẽ cho người đi ra, để cho bọn họ chờ điện thoại. Cái này há có thể làm cho nàng không thể giật mình. Không chỉ là hắn. Ngay cả lúc này đang đứng ở ngoài phòng ngủ Lâm Linh, cũng đang dùng một loại thoáng ánh mắt kinh ngạc nhìn con trai của mình, con người lấp lánh dị quang,
không biết suy nghĩ cái gì. Đương nhiên là thật. Trần Phi nói đều còn chưa nói hết, Đặng A Di mang theo người điện thoại di động chợt vang lên. Nhất thời bên trong gian phòng ngay tức khắc trở nên không gì sánh được vắng vẻ, Đặng A Di cùng một phụ nhân đều theo bản năng nhìn Trần Phi liếc mắt, trong mắt nhất thể hiện lên vẻ gây ết yêu ta sợ, sau đó Đặng A Di mới vội vàng nhận nghe điện thoại. Điện thoại nghĩ tới, bên kia liền truyền đến một đạo cực kỳ nhiệt tình giọng nữ, sau đó gặp kỳ líu díu nói một đại đoạn, nghe được cuối cùng Đặng A Di mạnh vui vẻ nói cái gì. Con ta có thể đi ra, sẽ đi ngay bây giờ Tây Thành đồn công an nhận người. A, à, thực sự thả người. Nghe được Đặng A Di tiếng vui mừng, tóc trái đào phụ nhân này nghe vậy nhìn không được kinh ngạc vạn phần nói. Tốt lắm, thực sự là đa tạ cảnh sát các ngươi đồng chí A. Ngươi nhường tiểu tử kia ở đồn công an thành thật ngây ngô. Chúng ta bây giờ ngay tức khắc liền đi qua nhận người. Nhưng vào lúc này, Đặng A Di lại một mặt kích động nói. Đặng tỷ, dịch thuật thật được thả ra. Lâm Linh thấy thế nhịn không được tiến lên phía trước nói. Đồng thời cũng đang dùng cái loại này ánh mắt kinh ngạc tiếp tục đánh giá con trai mình. Tiểu tử thúi này, cũng liền mấy tháng không gặp, tựa hồ trở nên cùng trước đây có chút không giống. Là thật, tiểu Lâm thực sự là nhiều hơn ngươi có tiểu phi như thế cái con trai ngoan a. Hắn hiện tại thực sự là quá có tiền đồ, quá có bản lãnh, cũng chỉ là đánh vài điện thoại, tự thực sự nhường Tây Thành đồn công an bên kia thả người. Đặng A Di vừa nghe đến con trai mình cư nhiên thực sự bị thả, ngay tức khắc kích động vui mừng khôn xiết, lôi kéo Lâm Linh tay vui vẻ nói. Tiếng nói vừa dứt, hắn lại hướng về Trần Phi thành tâm thực lòng cảm kích nói tiểu Phi A, ngày hôm nay dịch thuật chuyện này, thực sự rất cảm tạ ngươi. Nói hắn cũng không nhịn được muốn đi gặp Trần Phi quỳ xuống. Đừng, đừng, Đặng A Di ngươi cái này làm gì A? Đều là người một nhà, người trong nhà không nói hai nhà nói. Trần Phi lại càng hoảng sợ. Chính là, Đặng tỷ ngươi làm cái gì vậy? Mau đứng lên, hiện tại vừa vặn vượt qua cái điểm này mà, nếu không chúng ta ngay tức khắc đi Tây Thành đồn công an đem dịch thuật nhận trở về, cùng nhau ăn cơm. Lâm Linh cũng ngay tức khắc đi kéo nói. Đặng A Di nghe vậy ngay tức khắc kích động gật đầu, mọi người cùng nhau động thủ trước đem trên bàn cơm nước đắp lại, sau đó xuất môn ngồi trên Trần Phi chạy băng băng GL400. Thẳng tắp hướng về Thành Dương huyện Tây Thành đồn công an chạy đi. Mà cùng lúc đó, Tây Thành đồn công an sở trưởng Đỗ Sa Binh do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn bấm thị uy bí thư Lưu Quang Vinh cậu em vợ, cũng là Thịnh An bất động sản công ty lão tổng Vương Nghĩa Phát điện thoại. Này, Nghĩa Phát A, là ta, Đỗ Sa Binh, có cái chuyện này ta thông báo ngươi một tiếng, cái kia cái gì dịch thuật ta trước làm cho thả A. Hắn hướng về phía bên đầu điện thoại kia nói. Cái gì, thả. Bên đầu điện thoại kia, Thành Dương huyện Bệnh viện Nhân dân, một vị lớn lên mặt một bả đầy mặt, nhân mô cẩu dạng, trên đầu lung tung băng bó theo băng gạc ánh mắt nam tử nằm ở trên giường bệnh nhận được điện thoại, nhịn không được vẻ mặt bầu không khí nói này, lão Đỗ, ta không phải là còn không có giao người thả người sao? Thế nào mẹ liền thả? Hắn Vương Nghĩa Phát vốn còn muốn mượn cơ hội này, hảo hảo gõ một cái kia không có mắt, không biết lượng sức tiểu tử. Thuận tiện còn có thể lộng 120 vạn chén thuốc phí đến hoa hoa. Nhưng bây giờ, Đỗ Sa Binh mẹ cư nhiên sớm đem người cho thả, đây không phải là quấy rầy kế hoạch của hắn sao? Vương Nghĩa Phát là ai? Đây chính là bổn huyện huyện ủy uy nhớ Trịnh Quang Vinh cậu em vợ. Mà ở núi này cao hoàng đế Sa huyện thành nhỏ Dương Thành huyện, hắn Trịnh Quang Vinh chính là thổ hoàng đế, là một tay. Nói 102. Ngay cả đường đường huyện trưởng đều thường xuyên mềm yếu đến không muốn cùng với chính diện giao phong, cái này tự nhiên càng gián tiếp cổ vũ Vương Nghĩa Phát kiêu ngạo dáng vẻ bệ vệ, bình thường hoành hành ngang ngược huyện lý, ỷ thế hát yêu ta người, không ít đã làm chuyện ác. Nhưng bây giờ, chính là một cái tiểu thi công đội tiểu tử, lại dám tới tìm hắn Vương Nghĩa Phát phiền phức. Cái này tự nhiên làm hắn cảm giác mình tại đây Dương Thành huyện uy nghiêm bị khiêu khích, nghĩ phải đem loại này không nên xuất hiện bầu không khí đè xuống. Cái này mới có hắn sau lược thi tiểu kế, liên hợp y viện, Tây Thành đồn công an xếp đặt như thế một ván cờ, đem tiểu tử kia nắm chặt đồn công an. Hơn nữa lúc đầu hắn Vương Nghĩa Phát còn muốn mượn cơ hội này, hảo hảo gõ một chút cái kia không có mắt, không biết lượng sức tiểu tử, thuận tiện còn có thể lộng 120 vạn chén thuốc phí đến hoa hoa. Nhưng bây giờ, Đỗ Sa Binh mẹ cư nhiên sớm đem người cho thả, đây không phải là quấy rầy kế hoạch của hắn sao? Lão Đỗ! Người cái này có ý tứ, ta đây không phải là còn không có gọi ngươi thả người sao?
Hơn nữa người bây giờ nếu đem tiểu tử kia như thế vừa để xuống, vậy ta đây thân thương tổn coi là cái gì? Làm cho chế giễu sao? Nhất niệm đến nước này, Vương Nghĩa Phát sắc mặt âm trầm nói. Vương Tổng, Nghĩa Phát A, không phải là ta đỗ xa binh không để cho ngươi mặt mũi, mà là hiện tại chuyện này quả thực đến tai ta cũng gặp khó xử A. Tự mới vừa ở vừa rồi, Cục trưởng Cục Công an huyện Vương Cục tự mình cho gọi điện thoại, muốn ta thả người, người nói nhượng ta làm sao bây giờ. Điện thoại đầu này đỗ xa binh chịu nhịn tính tình bất đắc dĩ giải thích. Đồng thời, ở trong lòng hắn đã ở thầm mắng mẹ của ngươi nếu không có huyện uy bí thư Trịnh Quang Vinh ở phía sau ngươi chỗ dựa, ai lý để ý ngươi. Thật đúng là cho là mình nhiều mặt mũi. Thảo. Cái gì, Cục trưởng Cục Công an huyện Vương Giã. Quả nhiên, bên đầu điện thoại kia đỗ xa binh nghe vậy lại càng hoảng sợ, sau đó càng vẻ mặt thần sắc khó khăn nhìn ra miệng nói lão đỗ, ngươi không biết là đang gạt ta đi. Tựu nhà của tiểu tử kia trong làm sao có thể cùng Vương Cục trưởng thứ đại nhân vật này đáp lời. Đây không phải là đùa giỡn hay sao? Chúng ta trước không phải là còn điều tra qua tiểu tử kia bối cảnh, không phải là không vấn đề gì sao? Rất hiển nhiên, đang nghe Vương Giã Vương Cục trưởng tên này sau, mặc dù là hắn Vương Nghĩa Phát là Lưu Quang Vinh cậu cả, lúc này cũng có chút hoang. Bởi vì tuy rằng hắn làm những chuyện hư hỏng này Lưu Thư Ký kỳ thực cũng biết, hơn nữa cũng mở một con mắt nhắm một con mắt. Không quản hắn, nhưng vấn đề là cái này sở hữu tất cả cũng hay là muốn thành lập ở một cái tiền đề cơ sở trên A. Đó chính là tuyệt đối không có khả năng liên lụy đến đại nhân vật gì. Dù sao hắn làm những chuyện hư hỏng này, vốn là không thấy được ánh sáng, một khi xảy ra chuyện liên lụy đến Cục trưởng Cục Công an huyện cái loại này đại nhân vật, vậy khẳng định phiền phức, không thể nghi ngờ. Ta lừa ngươi làm gì? Bất quá ngươi cũng trước đừng hoảng hốt. Bởi vì ta nghe Vương Cục trưởng khẩu khí kia hình như không rõ ràng lắm chuyện này, chỉ là tựa hồ có người quen gọi điện thoại cầu đến hắn, chân thực mất mặt mặt mũi, cũng liền tiếp được cái này cha gọi điện thoại nhượng ta thả người. Nghe được bên đầu điện thoại kia Vương Nghĩa Phát chột dạ thanh âm, Đỗ Sa Binh nhìn không được nói rằng. Ai, hắn Vương Giã thật mẹ là bắt chó đi cầy sen vào việc của người khác. Lão Đỗ, chúng ta làm sao bây giờ? Điện thoại đầu này Vương Nghĩa Phát vẻ mặt biệt khuất nói rằng. Trong lòng chân thực có chút giận. Còn có thể làm sao, thả người đi. Dù thế nào Vương Cục trưởng bên kia loại này điện thoại chỉ khả năng tới một lần, không có khả năng đến lần thứ hai. Hơn nữa chúng ta lại không có gì tổn thất, nhiều lắm thụ điểm oan uổng khí, cùng tiền so với lại có cái gì ghê gớm. Đỗ Sa Binh nghe vậy khóe miệng lộ ra vẻ khinh thường, nói hơn nữa ngươi cũng không phải không biết điều dân tính tình, nếu là lần này đi ra thành thật hoàn hảo. Nếu hắn không thành thật ni. Nữa công ty tìm ngươi phiền phức, đến lúc đó còn chưa phải là tùy ý chúng ta gây khó dễ, tùy tiện mượn cớ lại bắt lại không thì xong rồi. 3. Đúng vậy, ta thế nào cũng không có nghĩ tới ni. Bên đầu điện thoại kia Vương Nghĩa Phát nghe vậy vỗ tay lớn một cái, hai chỉ ánh mắt sáng lên nói đến lúc đó nếu tiểu tử kia lại hoành, lại tìm chết, chúng ta có thể tùy tiện tìm cái lý do đem hắn bắt lại. Đến lúc đó lấy hắn Vương Giã Vương Đại Cục trưởng thân phận. Tương đồng một việc mà chắc chắn sẽ không đánh hai điện thoại, mặc dù là hắn thực sự đánh, chỉ cần thoáng lại nói một chút ta cùng với tỷ phu quan hệ, vậy hắn khẳng định tựu không phản đối. Cao A, lão Đỗ đi, cứ làm như vậy. Ta đây tựu thông chi người phía dưới thả người. Còn có, nhớ kỹ chia hoa hồng chuyện mà cũng đừng quên, ta hình như nhớ kỹ ngày không sai biệt lắm đến rồi đi. Đỗ Sa Binh không để lại dấu vết như là rất tùy ý nói. Yên tâm đi. Lão Đỗ, thiếu của người nào chia hoa hồng cũng sẽ không thiếu ngươi. Chờ ta trận này đem chuyện này làm xong, ngay tức khắc thì có. Vương Nghĩa Phát nhất thời đại vỗ ngực bảo đảm nói. Vì vậy, Đỗ Sa Binh cái này thành Dương huyện Tây thành đồn công an sở trưởng rất mau gọi người đem dịch thuật cho thả, đồng thời lại gọi điện thoại tiếp tục dục đặng A Di cái nhà này loại tới lấy người. Mà lúc này, Trần Phi đám người đã lái xe lập tức sắp đến Tây thành đồn công an. 10 phút sau. Thành Dương huyện Tây thành cửa đồn công an, một vị trung thực hán tử cúi thấp đầu đứng ở nơi đó, bên cạnh còn có một vị cảnh sát. Dịch thuật A, nghe ca một câu khuyên, ngày hôm nay đi ra ngoài cũng liền thực sự đi ra, đừng. Nữ miên man suy nghĩ, Vương Nghĩa Phát tuy rằng hỗn đản, có thể dù sao cũng là huyện uy bí thư cậu cả, theo chúng ta cái này phổ thông tiểu dân chúng có tư cách gì cùng hắn đấu. Cảnh sát kia vỗ nhẹ nhẹ chụp trung thực hán tử vai, khuyên. Nguyên lai trung thực. Ủ rũ cúi đầu hán tử, chính là đặng A Di nhi tử dịch thuật. Lưu ca, ta biết ngươi là vì tốt cho ta,
Thế nhưng ta chính là giận a. Dựa vào cái gì chúng ta liều sống liều chết công tác hơn nửa năm, lại lấy không được tiền công? Thiên hạ này lẽ nào sẽ không có vương pháp có thể nói sao? Dịch Thuật tuy rằng cúi thấp đầu rất thấp rơi, nhưng hắn nhưng vẫn là không phục lắm nói. Vương pháp, tại đây Thành Dương huyện, Lưu Quang Vinh chính là vương pháp, lẽ nào ngươi đây cũng còn không hiểu sao? Ai, Dịch Thuật a, xã hội này chính là như vậy, thực sự không có biện pháp. Ngươi coi như không vì chính ngươi, cũng phải vì Đặng A Di ngẫm lại a. Nàng đều lớn tuổi như vậy, lẽ nào ngươi tựu thực sự nhẫn tâm xem hắn như vậy lăn qua lăn lại? Cảnh sát kia nghe vậy thoáng thở dài một tiếng nói. Đúng vậy, xã hội này chính là như vậy. Có đường đường Lưu Quang Vinh làm chỗ dựa vững chắc, ai dám không để cho hắn Vương Nghĩa phát mặt mũi. Bọn họ cũng liền chỉ là một đám dân chúng bình thường mà thôi, làm sao có thể đấu thắng. Ai, Lưu ca, ta quá vô năng, không phải là một món đồ. Dịch Thuật nắm thật chặt quả đấm, nhưng nghe đi ra chậm rãi thỏa hiệp. Đúng vậy, hắn coi như không vì mình, cũng muốn vì mẫu thân hắn ngẫm lại a. Đều lớn tuổi như vậy, chưa chống lại loại này lăn qua lăn lại. Dịch thuật, đúng lúc này, một chiếc Mercedes GL400 gào thét đứng ở bên lề đường, sau đó chỉ thấy Đặng A Di vẻ mặt kích động lao tới, ôm Dịch Thuật mắt đỏ bừng nói. Xe này, các ngươi, Tiểu Di, Lâm Di, còn ngươi nữa ngươi. Ngươi là Tiểu Phi, Dịch Thuật nhất thời một bộ rất bộ dáng giật mình, không nghĩ tới bản thân mụ mụ. Tiểu Di còn có Lâm A Di cư nhiên sẽ từ sáng ngời giá trị trăm vạn hào xe chạy băng băng GL400 trên dưới đến. Phải biết rằng hắn thế nhưng rất thích xe, đặc biệt sớp, vì vậy liếc mắt là có thể nhìn ra chiếc kia đứng ở bên lề đường xe, là lai lịch gì. Không chỉ có như vậy, xem hắn còn thấy Trần Phi Trương quen thuộc có hơi có chút xa lạ mặt lúc, ngay tức khắc nhịn không được giật mình kêu thành tiếng. Hắn đương nhiên biết Trần Phi thế nhưng thật lâu không đã trở về. Không nghĩ tới hôm nay cư nhiên cũng cùng nhau tới, thực sự là, thật là có chút mất mặt a. Mà bị Dịch Thuật xưng là Lưu ca cảnh sát, đầu tiên là kinh ngạc trộm liếc một cái chiếc kia đứng ở bên lề đường chạy băng băng GL400, trong lòng suy nghĩ, tựa hồ có chút minh bạch vì sao sở trưởng đột nhiên nguyện ý thả người. Chợt trên mặt lộ ra mỉm cười hướng Đặng A Di nói Đặng A Di, người đã tới, hãy cùng ta đi vào ký tên đi, ký tên sau, Dịch Thuật coi như là khôi phục tự do thân. Ai, Tiểu Lưu mấy ngày nay thực sự là cảm ơn ngươi. Nếu là không có ngươi, nhà của ta Dịch Thuật ở trong đồn công an còn không biết sẽ ăn cái gì thiệt thòi ni. Thực sự quá cảm ơn ngươi. Đặng A Di vội vã cảm tạ đối phương nói, cũng ngay tức khắc theo tiến đồn công an làm thủ tục. Thoạt nhìn hình như là người quen. Dịch Thuật, không có sao chứ, ở bên trong không ai khi dễ ngươi đi. Bên này khi đó Mao Thế Nhân quan tâm nói. Tiểu Di, không có. Bọn họ cũng chỉ là đem ta giam ở bên trong, không đối với ta làm cái gì khác quá phận chuyện tình. Dịch Thuật nghe vậy ngượng ngùng cúi thấp đầu, nhỏ giọng nói. Ai, ta nói ngươi, phải thiết theo đầu đi hồ đồ làm gì? Lần này nếu không phải là bởi vì ngươi Lâm A Di nhi tử, tiểu tử ngươi chỉ sợ cũng muốn ở bên trong không biết ngây ngô bao lâu. Ngươi biết không, Thịnh An bất động sản công ty lão bản tên khốn kia nói bị ngươi đả thương, muốn biểu tỷ bồi 20 vạn. Nếu không sẽ vẫn đem ngươi quan đồn công an, không phóng xuất. Một phụ nhân bắt đầu kể khổ nói. Cái gì, bồi 20 vạn, ta bất quá tự đẩy hắn một chút, rõ ràng chuyện gì cũng không có. Hắn dựa vào cái gì muốn chúng ta bồi hắn 20 vạn. Dịch Thuật nghe vậy thất kinh, trung thực trên mặt tất cả đều là lửa giận. Trước chuyện xảy ra thời gian, hắn trực tiếp đã bị Tây Thành người của đồn công an mang đi, đương nhiên không rõ ràng lắm mặt sau phát sinh việc này. Dựa vào cái gì, chỉ bằng hắn là huyện uy bí thư Lưu Quang Vinh cậu cả. Ta nói người tiểu tử thúi này có thể hay không để cho ta tiết kiệm một chút tâm. Lần này cần không phải là Tiểu Phi, người nói muốn ta cái này cô nhi quả phụ một người làm sao bây giờ a? Đặng A Di xong xuôi thủ tục từ trong đồn công an đi ra, đỏ mắt ở Dịch Thuật trên lưng hung hăng đánh vài cái, có chút tiếng khóc nói. Mụ, người đừng khóc, ta không phải là... Ta sai lầm rồi còn không được sao? Dịch Thuật thấy thế thoáng cái tựu luống cuống tay chân nói. Vội vàng cấp Trần Phi nháy mắt. Thấy tình cảnh này, Trần Phi ngay tức khắc đứng ra giải vây nói Đặng A Di, Dịch Thuật ca không sao đây là việc vui, người xem người cái này khóc cái gì? Nếu không chúng ta cũng trước đừng ở chỗ này đứng, hồi đi ăn cơm đi. Chờ một chút đồ ăn thế nhưng đều phải lạnh.
Đúng vậy, Đặng tỷ, ngươi xem ngươi cái này kích động, dịch thuật đây không phải là đều không chuyện đi ra sao? Đi thôi, chúng ta về trước đi, có lời gì có chuyện gì mà, chúng ta đều trước trở về rồi hãy nói. Trần Phi mụ thấy thế cũng ở một bên khuyên lơn, mọi người lại cùng nhau lên Trần Phi xe. Tiểu Phi, ngày hôm nay chuyện này thực sự là cảm ơn ngươi, nếu là không có lời của ngươi, ta cũng không biết còn muốn ở bên trong đợi bao lâu. Đến, ta trước cạn vi kính, làm Trần Phi, Đặng A Di đám người lại lần nữa ngồi trên bàn, dịch thuật bưng ly rượu lên thành tâm thực lòng nói cảm tạ. Ở lúc trở lại, hắn đã biết là Trần Phi tìm người lấy quan hệ, mới để cho Tây Thành đồn công an sở trưởng Đỗ Sa Binh đáp ứng thả người. Bằng không hắn bây giờ căn bản không có khả năng được thả ra, hơn phân nửa còn là đồn công an phòng tối nhỏ đợi ni. Mà hắn lúc này cũng tự nhiên biết cái kia từ nhỏ đi theo hắn phía sau cái mông hạt chuyển du Trần Phi, hôm nay là thực sự tiền đồ, không chỉ có ở Bắc Sơn bên trong thành phố kiếm đến lớn tiền, mua lên chạy băng băng GL400 cái loại này trăm vạn cấp bậc hào xe, còn lại có thể bày đến quan hệ nhượng đường Tây Thành đồn công an sở trưởng đều nể tình, đáp ứng thả người. Phải biết rằng hắn tuy rằng tính tình trung thực, đương nhiên cũng rất lỗ mãng, nhưng rành mạch từng câu loại sự tình này thật không đơn giản, nhất là còn liên lụy đến bổn huyện uy bí thư Lưu Quang Vinh cậu cả. Vì vậy nếu vẻn vẹn chỉ là phổ thông tầng thứ quan hệ, lại làm sao có thể nhượng Đỗ Sa Binh làm như vậy tịnh lưu loát thả người ni. Vì vậy hắn bây giờ là thực sự khẳng định Trần Phi nhờ vã vị bằng hữu kia, thân phận địa vị khẳng định rất cao, thậm chí còn có thể là bên trong thành phố đại nhân vật. Nghĩ đến đây, hắn lại chân thực nhìn không được trong lòng ủy khuất, bưng ly rượu thận trọng hướng Trần Phi hỏi, Tiểu Phi, ngày hôm nay chuyện này ngươi có thể hay không cho dịch thuật ca ta biết cái đấy? Đến cùng ngươi bày vị bằng hữu kia là thân phận gì, cùng ngươi nhốt hệ rất tốt sao? Còn có thể hay không thỉnh hắn? Câm miệng! Người hỗn tiểu tử này vẫn còn cái này nói bậy chút gì? Có đúng hay không còn muốn đi vào đồn công an phòng tối nhỏ đợi a? Hiểu con không ai bằng mẹ, Đặng A Di ngay tức khắc đem lời của con trai mình ngắt lời nói. Thấy tình cảnh này, tóc trái đào phụ nhân này tiểu Mỹ cũng ở một bên tận tình khuyên bảo nói ta nói dịch thuật a, người ngày hôm nay có thể đi ra đều đã rất tốt, đừng. Nữa muốn những thứ này có không có. Lẽ nào ngươi thật cho rằng Vương Nghĩa Phát tên khốn kia sau lưng chỗ dựa vững chắc là giả? Đây chính là huyện uy bí thư a, là quan lớn gì, ngươi biết không? Thế nhưng, lớn hơn nữa quan cũng không có thể mờ ám chúng ta khổ cực tiền a. Hơn nữa mụ, tiểu di, số tiền này cũng không phải một cái số lượng nhỏ, mà là sắp tới 60-70 vạn a. Dịch thuật gặp mẫu thân mình, tiểu di huấn hắn, tuy rằng xấu hổ, nhưng vẫn là mang theo bất mãn giọng nói uống muộn tử nói tiểu phi, ta cũng biết có thể đem ta cứu ra, người bầy vị bằng hữu kia khẳng định cũng phí không được khí lực. Vì vậy theo lý thuyết có thể không có việc gì đi ra, ta cũng nên thỏa mãn, không nên nói những thứ này nữa có không có. Thế nhưng, ta chân thực không cam lòng a. Thử nghĩ một chút, bản thân mang theo thi công đội công nhân mỗi ngày một đêm, tân tân khổ khổ hơn nửa năm, rốt cục hoàn thành đối phương giao nhiệm vụ cho bọn họ. Đến rồi hẳn là thu hoạch thời gian, lại không nghĩ rằng lại gặp được loại này người khi dễ chuyện. Ngươi nói hắn tại sao có thể nuốt xuống khẩu khí này? Câm miệng cho ta. Đã có thể sau đó một khắc, Đặng A Di chợt cầm trong tay bát đã qua trên bàn vừa để xuống, rất cả giận nói chuyện này cứ tính như vậy. Về sau đều đừng, nữa cầm, tiền không có có thể lại kiếm, nếu không có người ni. Ngươi muốn ta cô nhi quả phụ một người làm sao bây giờ? Mụ. Vừa nghe thấy mẫu thân mình nói nghiêm trọng như vậy, dịch thuật cũng chỉ có thể sắc mặt giãy giụa, thống khổ ngậm miệng. Nếu không, hắn còn có thể làm sao? Cái này dù sao cũng là mẹ. Đặng tỷ ta nhưng thật ra nghĩ người trước chớ nóng lòng như thế, nếu không hỏi trước một chút tiểu tử thúi này hắn vị bằng hữu kia đến tột cùng tình huống gì, là thân phận gì. Nếu bên kia thật có biện pháp nào, cái này cũng nói không chừng. Đúng lúc này Lâm Linh mở miệng khuyên. Đồng thời cũng cho con trai mình xử một cái ánh mắt. Kỳ thực liên nàng đều thật tò mò con trai mình đến tột cùng tìm bằng hữu gì. Tuy nói huyện thành này đồn công an sở trưởng nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, nhưng dù sao chi ma lục đậu cũng là quan a. Vì vậy có thể ở trong vòng chân chính nói xong trên nói, sợ rằng địa vị quả thực thật không tiểu. Cái này, Trần Phi nghe vậy do dự một chút, dĩ nhiên cũng không có tuyển trạch trả lời vấn đề này. Mà là con mắt chỉ hướng về dịch thuật dò hỏi dịch thuật ca, người có thể hay không kỹ càng tỉ mỉ nói cho ta một chút, chuyện này đến tột cùng chuyện gì xảy ra.
Còn có, ta nghe nói những người đó với các ngươi ký kết lao động hợp đồng là giả. Muốn thật hay giả các ngươi đương sơ ký hợp đồng lúc thế nào không phát hiện. Ta cũng không biết vì sao lao động cục người nói ta hợp đồng là giả, rõ ràng đương sơ ta tự chuyên môn tìm luật sư xem qua. Hơn nữa khởi công trước, công ty kia người phụ trách còn đi với ta công chính sở công chứng quá hợp đồng, không thể nào là giả. Vừa nghe thấy Trần Phi nói đến đây chuyện này, Dịch Thuật sẽ khí, nhịn không được giận dữ nói rằng. Tìm luật sư xem qua, còn công chứng, vậy phần hợp đồng hiện tại ở đâu, có thể hay không cho ta nhìn một chút. Trần Phi nghe vậy ngay tức khắc tinh thần đạo, sự tình tựa hồ so với hắn tưởng tượng muốn tốt hơn rất nhiều a. Nguyên kiện đã bị cái kia phát cầu tạp chủng xé, bất quá ta lặng lẽ photocopy mấy phần, tự ở nhà, ta ngay tức khắc đi lấy. Dịch Thuật nghe vậy ngay tức khắc chạy về ra tướng hắn len lén giấu đi hợp đồng photocopy món cầm tới, vài chương vài trang. Cao Tổng, là ta, giúp ta tra một chút phần này hợp đồng có vấn đề hay không, có pháp luật hiệu quả sao? Trần Phi đem hợp đồng chụp hình chia cao chí nam, cũng không lâu lắm, bên kia tự có tin tức. Một cái tin nhắn ngắn phát đến rồi điện thoại di động của hắn mặt trên là thật, hoàn toàn có pháp luật hiệu ứng. Dịch Thuật ca xem ra bọn họ là lừa dối ngươi, phần này hợp đồng không thành vấn đề. Trần Phi nhận được tin nhắn ngắn ngay tức khắc cười tủm tỉm mở miệng nói. Nhìn như vậy đến, hẳn là tốt rồi làm hơn. Là thật, ta đã nói rồi. Rõ ràng là ta tìm luật sư chuyên môn xem qua, làm sao có thể có chuyện. Dịch Thuật nghe vậy cũng có vẻ cực kỳ hưng phấn nói. Tiểu Phi A, không phải là Đặng A Di bắt ngươi nước lạnh, nhưng là bây giờ coi như là phần này hợp đồng không thành vấn đề, chúng ta đây lại có thể làm sao? Bên kia chết không nhận chướng, hơn nữa lại có huyện uy bí thư tầng này quan hệ, chúng ta những. Này tiểu dân chúng là không đấu lại, hay là thôi đi? Thế mà Đặng A Di lại vẻ mặt khuôn mặt u sầu nói, hiển nhiên cũng mất hứng. Mụ, bây giờ là xã hội pháp trị, hắn Trịnh Quang Vinh coi như là lợi hại hơn nữa, còn có thể lấy thùng úp voi sao? Dịch Thuật không phục lớn tiếng nói. Không sai, Đặng A Di, bây giờ là xã hội pháp trị, hắn chính là một cái huyện uy bí thư thật đúng là che không được thiên. Không nói khác, tự bên trong thành phố tùy tiện xuống tới cái phó thị trưởng, phó thư ký cũng không so với hắn nghiêu bức hơn. Trần Phi nghe vậy ngay tức khắc phụ họa nói, thật đúng là đừng nói, chính là một cái huyện uy bí thư, hắn Trần Phi thật đúng là không đem đối phương để ở trong mắt. Ý của ngươi là tiểu tử ngươi nhận thức phó thị trưởng, phó thư ký. Đúng lúc này, Lâm Linh bỗng nhiên nhìn không được xen mồm hỏi. Hơn nữa đang dùng một loại rất ánh mắt lộ vẻ kỳ quái đánh giá Trần Phi. Dù sao phó thị trưởng, phó thư ký cái gì không có thể như vậy gọi nói đùa giỡn. Một cái thì có thể có mấy người, hoàn toàn là cái loại này thì cấp địa phương cao cấp nhất một trong những cự đầu. Tự con trai mình loại này phá tam lưu tốt nghiệp đại học cao tài sinh, lại làm sao có thể cùng loại nhân vật đó sản sinh cùng xuất hiện. Đây không phải là đùa giỡn hay sao? Thế mà Trần Phi nghe vậy lại nhếch miệng cười cười, nói ta không biết cái gì phó thị trưởng, phó thư ký, bất quá, ta nhận thức Hoàng Đào. Dù sao đối phương hiện tại đều đã vinh thăng thị trưởng. Đang nói cái gì phó thị trưởng coi như nhưng mà không thích hợp. Mà nhưng vào lúc này, trên TV đang ở truyền phát tin Bắc Sơn Thị băng tần tin tức vừa vặn truyền phát tin đến, Bắc Sơn Thị nguyên thường vụ phó thị trưởng Hoàng Đào điều nhiệm tân nhậm thị trưởng chức tin tức. Ở đây tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Ngươi nói ngươi nhận thức hắn. Tóc trái Đào phụ nhân này vẻ mặt không dám tin lấy tay run chỉ vào trên TV Hoàng Đào nói. Nếu Bắc Sơn Thị không người thứ hai Hoàng Đào nói. Đó phải là hắn không sai. Trần Phi cười khiêm tốn nói. Ba, đã có thể sau đó một khắc, Trần Phi trên đầu chợt đã trúng Lâm Linh một chút, người sau không vui nói ta nói ngươi, chúng ta đều sẽ nói với ngươi chính sự mà ni, ngươi lại đang nói đùa với chúng ta. Rất hiển nhiên, mặc dù là hắn cũng không muốn giống con trai mình có thể nhận thức đường đường một thị dài. Phải biết rằng loại người như vậy mặc dù là so ra kém kinh thành những người đó, có thể tại đây Bắc Sơn Thị. Thậm chí toàn bộ tỉnh Giang Nam đều cũng coi là hết sức quan trọng đại nhân vật. Hữu Khởi là con của hắn nói nhận thức tự biết. Ta, ai u, Trần Phi ôm đầu không nói gì tới cực điểm. Không phải là cái Hoàng Đào nha. Nhận thức hắn làm sao vậy? Thế đạo này nói thật ra cứ như vậy khó khăn. Tuy rằng trong lòng ủy khuất tới cực điểm, nhưng hắn đương nhiên không dám ở Lâm Linh trước mặt vẫy sắc mặt, vì vậy chỉ có thể lại nhìn hướng Dịch Thuật,
mở miệng nói Dịch Thuật ca, ngươi nếu tin tưởng lời của ta. Trước ngươi là thế nào đi công ty bọn họ huyên náo, đợi buổi chiều tự đón tiếp tục, bất quá lúc này đây ta cho ngươi bảo chứng. Ngươi không chỉ có sẽ cầm lại bút bọn họ thiếu ngươi công trình khoản, hơn nữa này làm chuyện xấu người phụ trách, cộng thêm bao che người của bọn họ, đều nhất định sẽ đã bị pháp luật chế tài. Một cái không rơi. Lời vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người bị Trần Phi khẩu khí lớn như vậy sợ ngây người. Chỉ có Lâm Linh như là hình như nặng nhận thức mới con trai mình vậy, nếu thủy bàn con ngươi xẹt qua một tia như có vẻ suy nghĩ, tựa hồ đang suy nghĩ, con của hắn trước lần nói thật chẳng lẽ không phải là đang nói đùa. Hắn thực sự nhận thức cái kia mới nhậm chức thị trưởng, Hoàng Đào. Tiểu tử vô dụng, người cũng biết bao che cái kia Vương Nghĩa Phát người là ai. Đây chính là chúng ta Thành Dương huyện lớn nhất quan, là huyện uy bí thư Lưu Quang Vinh, vì vậy. Bất quá tóc trái đào phụ nhân này vẫn là chưa tin Trần Phi có lớn như vậy bản lĩnh. Nghe đến đó Đặng A Di cũng gật đầu, vẻ mặt khuôn mặt u sầu nói đúng vậy, Tiểu Phi, huyện uy bí thư thế nhưng quản chúng ta Thành Dương huyện một tay. Được quan lớn gì a? Chúng ta những, này tiểu dân chúng không đấu lại, coi như hết, thực sự coi như hết. Rất hiển nhiên, hắn cho rằng hiện thực chính là như vậy. Nhân gia có quyền thế, tức giận, không cam lòng có thể thế nào. Vô dụng, chúng ta loại này tiểu dân chúng là không đấu lại. Mụ, ta tin tưởng Tiểu Phi, bằng không, chúng ta thử lại lần nữa, tự một lần cuối cùng. Bưng ly rượu vẻ mặt dẫy dụa Dịch Thuật bỗng nhiên lớn tiếng nói. Hắn thực sự, còn muốn thử lại một lần cuối cùng. Đặng A Di, ta Trần Phi lớn như vậy còn không có ở trước mặt ngươi nói qua cái gì mạnh miệng đi. Dựa vào cái gì nhượng này vô liêm sỉ đều khi dễ tới cửa, cũng không phản kích. Ngươi sẽ tin ta lúc này đây, ta cũng muốn nhìn một chút cái gì Vương Nghĩa Phát đến tột cùng có thể cản rỡ đến trình độ nào. Trần Phi mặt lạnh lùng nói rằng, lúc đầu từ vừa mới bắt đầu hắn liền chuẩn bị đem chuyện này làm lớn chuyện. Còn Dịch Thuật ca, còn Đặng A Di người một nhà một cái công đạo. Vì vậy hiện tại hắn đương nhiên càng không muốn dàn xếp ổn thỏa. Hắn không chỉ có muốn đem Vương Nghĩa Phát đem ra công lý, còn muốn đem sở hữu bao che hắn quan viên tất cả đều cho đem ra công lý. Hắn Trần Phi nếu có thể nói xong ra, tự khẳng định có thể làm được. Tuyệt đối. Tiểu Phi, người thật có biện pháp liên huyện uy bí thư Lưu Quang Vinh còn không sợ. Gặp Trần Phi lại còn nói được như vậy ngôn từ thố thố, leng keng hữu lực, Đặng A Di nghe vậy cũng không nhìn được có chút dao động lên. Đúng vậy, dựa vào cái gì nhượng này vô liêm sỉ đều khi dễ tới cửa, cũng không phản kích. Ở trên thế giới này, cũng không có ai trời sinh nên bị người khi dễ. Trước hắn vì vậy không muốn lại tiếp tục nháo xuống tới, là bởi vì sợ, mà bây giờ, Trần Phi lại cho hắn một chút hy vọng, một tia không sợ hy vọng. Biểu tỷ. Dịch Thuật các ngươi, chỉ có tóc trái đào phụ nhân này một lần tiều tụy vì lo lắng hình dạng, thoạt nhìn rất lo lắng. Đặng tỷ, nếu không tự chiếu Tiểu Phi nói thử xem đi. Hơn nữa ta cũng hiểu được Lưu Quang Vinh tại đây Thành Dương huyện không đến mức lấy thúng úp voi, bởi vì nếu thật là nói vậy, đường đường một vị huyện uy bí thư tùy ý thân thích vi phạm pháp lệnh, lấn đi sự thống trị, chúng ta hoàn toàn có thể bắt được lý do này đi qua quang minh tránh đại con đường làm cho cũng hắn. Dù sao bên trong thành phố, tỉnh lý mặt này kỷ ủy bộ môn, không có thể như vậy tùy tiện thiết theo đùa, Lưu Quang Vinh khẳng định sợ bọn họ. Lâm Linh cũng mở miệng nói. Rất hiển nhiên, trong miệng nàng cái gọi là quang minh chính đại con đường, chính là từ pháp luật trên, từ tầng thứ cao hơn các cấp kỷ ủy bộ môn hạ thủ. Mặc hắn Lưu Quang Vinh tại đây Thành Dương huyện thế lực bao lớn, cũng không có khả năng tại nơi loại bộ môn trước mặt làm càn. Dĩ nhiên, tuy rằng lời là nói như vậy. Nhưng ở cuộc sống thực tế trong tỉnh thị kỷ ủy những người đó cũng không phải ăn no no, đang không có dưới sự lãnh đạo khiến, không lợi không tỷ y hát huống dưới, cũng không ai muốn ý bằng bạch không duyên cớ vô cớ đắc tội một vị huyện uy bí thư. Dù sao có thể làm được cái loại này vị trí người của phía trên, phía sau nhất định là có chỗ dựa, tình huống phức tạp rất. Trần Phi đương nhiên minh bạch đạo lý này, hơn nữa hắn cũng cho là mình mẫu thân cũng khẳng định hẳn là rõ ràng. Nhưng là bây giờ. Mẹ lại nói lên lời như vậy, đồng thời ở giọng nói kia trông thật giống như rất có lo lắng vậy, cái này không khỏi khiến Trần Phi nao nao, trong ánh mắt thoáng lướt qua một ít dị dạng vẻ. Vậy được rồi, vậy thử xem, bất quá cũng chỉ có thể cái này một lần cuối cùng. Đặng A Di do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn vi vi gật đầu một cái đáp ứng. Tốt lắm, ta đi gọi điện thoại. Thấy tình cảnh này,
Trần Phi đứng dậy rời đi bàn ăn trở lại nhà mình phòng ngủ, lại một lần nữa bấm Hoàng Đào Hoàng thị trưởng điện thoại. Chuông điện thoại tiếng chuông vừa vang lên ngay tức khắc tựu đường dây được nối, sau đó chợt nghe gặp trong đó truyền đến Hoàng Đào hăng hái bừng bừng thanh âm, nói Trần tiên sinh làm sao vậy, có đúng hay không đến rồi cần ta bên này thời điểm hành động. Tình huống cùng ta trước nghĩ không giống với, cũng không biết Lưu Quang Vinh đến cùng có biết chuyện này hay không, đến cùng có hay không tham dự vào cái này ác ý khất nợ thi công đội công khoản sự kiện trong đến. Bất quá ta bây giờ chuẩn bị buổi chiều đi trước làm ồn ào, mang theo ta vị kia hàng xóm ca ca trước đem thi công đội công khoản muốn trở lại hàng nói. Đến lúc đó, huyện ủy bí thư Lưu Quang Vinh nếu là đứng ra che chở đối phương, làm việc thiên tư trái pháp luật nói. Trần Phi nói, trong mắt tựu kìm lòng không đậu hiện lên một tia hàn mang. Người làm quan, nếu làm việc thiên tư trái pháp luật, tham ô nhận hối lộ nói, nhất định phải đường đường tránh tránh đem ra công lý, còn lão chăm hiểu một cái công đạo. Cái này giản đơn, ta hiện tại ngay tức khắc dẫn người chạy đi Thành Dương huyện. Nếu là Lưu Quang Vinh thật không biết nội tình, cũng không có làm việc thiên tư nói, vậy coi như ta quan mới tiền nhiệm ba cây đuốc, tùy tiện tuyển cái phía dưới huyện hương thị sát, cũng sẽ không có người hoài nghi. Mà nếu tình huống vừa vặn tương phản, Thành Dương huyện uy bí thư Lưu Quang Vinh thật có chuyện, tự vừa vặn, ha ha. Hoàng Đào nghe vậy không chút nghỉ ngợi nói. Phải biết rằng quan mới tiền nhiệm ba cây đuốc loại sự tình này không có thể như vậy nói chơi, đùa giỡn. Hắn hiện tại vừa ngồi trên thị trưởng vị trí này, vị trí chưa ổn, không ít người vẫn còn xem chừng, vì vậy chính là cần cường thế thời điểm lập uy. Huyện uy bí thư loại trình độ này, tự rất tốt. Vừa đủ. Dĩ nhiên, hắn như vậy không cần phải nghĩ ngợi, còn có một cái nguyên nhân cũng là bởi vì Trần Phi. Nói đùa, Trần Phi là nhân vật nào? Đây chính là khi hắn Hoàng Đào trong mắt đủ để sánh ngang sống thần tiên đô thị kỳ nhân. Mà vậy nhân vật như vậy ở chính phủ trong mắt đều là S cấp bậc nguy hiểm tồn tại, là đủ để nguy hiểm đến xã hội an định. Ra ở phương diện này cân nhắc, một khi Trần Phi có việc, hắn Hoàng Đào thế nào cũng phải người thứ nhất chạy tới. Biện pháp này cũng không sai, vậy cứ như vậy đi. Hoàng thúc ta bên này tự cúp điện thoại trước, chiếm được mình muốn đáp án, Trần Phi cười hì hì cúp điện thoại. Sau đó lại thấy kỳ thoáng do dự một chút, theo lại bấm một người tồn tại trong tin nhắn ngắn dãy số. Này, Vương Cục trưởng sao? Xin chào, ta là Trần Phi. 2 giờ chiều thập phần. Thành Dương huyện Thịnh An bất động sản công ty tổng bộ. Tại sao lại là tiểu tử ngươi? Lập tức cút ra ngoài cho ta. Những người không có nhiệm vụ cấm đi vào. Lớn như vậy mấy chữ ngươi nhìn không thấy. Một cái đầy tay cánh tay hình xăm hoành cái cổ bưu hãn bảo an vừa nhìn thấy lại là người quen đến nháo sự, nhất thời tròng mắt chừng, lạnh lùng quát to. Ngươi nói cho ta nghe một chút đi cái gì gọi là những người không có nhiệm vụ. Vương Nghĩa phát ni, nhanh nhường hắn đi ra cho ta. Ngày hôm nay các ngươi phải đem khất nợ công trình khoản cho ta kết liễu, nhanh lên một chút nhường hắn đi ra cho ta. Thế mà dịch thuật ngũ đại tam thô so với hắn càng hoành, tóm cổ đối phương nói. Con mẹ nó ngươi là không phải là không muốn sống, buông tay cho ta. Bị nhéo theo cái cổ hình xăm bảo an ngay tức khắc chửi đồng nói. Bên kia cũng có một vị đội trưởng bộ dáng bảo an cầm côn cảnh sát đi tới, tuy rằng không có động thủ, nhưng là rất khiêu khích ở dịch thuật trên vai gõ một cái, nói ta nói bản thân ngươi có đúng hay không nghĩ tiến cục cảnh sát chơi rất khá, còn muốn lại tiến đi thử một chút. Trong giọng nói của hắn tràn đầy trào phúng, hình như đang uy hát yêu ta người. Nghe ngươi lời này ý, hình như cục công an đồn công an là các ngươi nhà mở đi. Muốn cho ai đi vào, là có thể nhượng ai đi vào. Đúng lúc này, một đạo trẻ tuổi thanh âm vang lên nói. Lúc này đúng mới phát hiện hôm nay tới nháo sự đòi công trình khoản đặng A-di một nhà, ngoại trừ dịch thuật, lại còn có mặt khác một người trẻ tuổi. Hiển nhiên chính là Trần Phi. Vãi, tiểu tử ngươi là ai? Nơi này có ngươi chỗ nói chuyện. Mà đội trưởng kia bộ dáng bảo an gặp Trần Phi lại dám sặc lời của hắn, nhất thời sắc mặt hung ác chửi ầm lên lên. Hình như hoàn toàn không đem Trần Phi không coi vào đâu. 3. Đã có thể sau đó một khắc Trần Phi trực tiếp giơ tay lên chính là một cái tát, hung hăng vẫy ở mặt của người kia trên, sợ đến mọi người tại đây đều sợ ngây người. Hiện trường nhất thời vắng vẻ không tiếng động. Trước đầy tay cánh tay hình xăm bảo an cũng là kinh ngạc. Cách đó không xa mấy cái bảo an càng ngây ngẩn cả người. Khốn cây S.I.O.T.A, tiểu tử này lai lịch gì,
cô độc hai người sát nhập bọn họ Thịnh An Điền sản công ty đại bản doanh còn chưa tính, lại còn dám động thủ đánh người. Thật mẹ ăn gan hùm mật gấu. Tiểu tử kia người nào, cũng dám ở địa bàn của lão tử trên đánh người. Lão Đỗ người còn đứng ngây đó làm gì, đi qua bắt người a. Ngoài công ty cách đó không xa bên lề đường chính đậu hai chiếc xe cảnh sát, trong đó một xe cảnh sát nội mãn bụng ruột già Vương Nghĩa Phát nhìn thấy cái này vô cùng khiêu khích ý nghĩa một màn, ngay tức khắc nhịn không được đại hống đại khiếu nói. Đi, xuống xe. Đỗ Sa Bình thấy tình cảnh này nhất thời bắt chuyện thuộc hạ xuống xe, vẻ mặt cười nhạt hướng về dịch thuật đám người phương hướng đi tới, nói buổi sáng vừa mới ra đồn công an, buổi chiều ngươi tự lại tới nháo sự. Lá gan thật đúng là đại. Nháo sự. Tuy rằng nhìn thấy Đỗ Sa Bình còn có Vương Nghĩa Phát nhanh như vậy tự xuất hiện, dịch thuật trong lòng nhất thời hiện lên một chút bất an, nhưng khi hắn nghe được đối phương nói mình trước đến xin nên được công trình khoản là nháo sự lúc, trong lòng lửa giận còn là thoáng cái thoan bắt đầu, chỉ vào đối phương mũi mắng ngươi có đúng hay không mắt mù, ta là tới muốn ta công trình khoản. Dựa vào cái gì gọi nháo sự? Tiếng nói vừa dứt, hắn lại chỉ vào kỳ bên cạnh đầy bụng ruột già Vương Nghĩa Phát tức miệng mắng to còn ngươi nữa. Ngươi không phải nói ngươi bị ta đả thương đang ở nằm viện sao? Thế nào hiện tại đánh giấm cũng không có. Thật mẹ vô liêm sỉ, nhanh cho ta mượn công trình khoản, nếu không ngươi ngày hôm nay đừng nghĩ đi ra đại môn này một bước. Hắn nói cư nhiên trực tiếp đem Thịnh An Điền sản công ty đại môn cho trận lại. Các ngươi hắn mà trả lại cho ta lo lắng làm gì? Trên A, trước đem người bắt rồi hãy nói. Vương Nghĩa Phát gặp dịch thuật ở trên địa bàn của hắn. Lại còn dám lớn lối như vậy, nhất thời cảm giác uy nghiêm của mình như là bị khiêu khích, tức miệng mắng to. Muốn cho Đỗ Sa Bình bên cạnh cảnh sát bắt người. Thấy tình cảnh này, những cảnh sát kia chuẩn bị động thủ. À, có ý tứ, xem ra cái này đồn công an thật thành bọn họ được. Nếu không thế nào liên các ngươi đồn công an sở trưởng đều còn chưa mở miệng, các ngươi những. Này lính cảnh sát tự tích cực như vậy, một đạo trẻ tuổi thanh âm vang lên. Con mẹ nó ngươi ở đây có phần của ngươi nói chuyện. Vương Nghĩa Phát nghe Trần Phi lại dám như thế cùng hắn nói, nhất thời nổi giận đùng đùng, kiêu ngạo đến làm trò chúng con mắt nhìn chừng mặt mà, không kiêng nể gì cả một cái tát hướng Trần Phi trên mặt phiến đi. Oanh! Thế nhưng tiếp Trần Phi lại trực tiếp một cước hung hăng xủy ở bụng hắn trên, đem êm dịu đá ra hai ba thước đánh vào bàn ghế trên, bộc phát ra một trận bùm bùm rối bời tiếng vang. Một màn này khiến này Thịnh An Điền sản nhân viên của công ty, bảo an, Tây Thành đồn công an cảnh sát cũng tất cả đều xem mắt choáng váng. Không ai sẽ nghĩ tới, tại đây Dương Thành huyện, lại có người thật dám hướng Thịnh An Điền sản công ty lão tổng Vương Nghĩa Phát động thủ. Hơn nữa còn là làm cho bọn họ những người này chúng con mắt nhìn chừng dưới phải biết rằng Vương Nghĩa Phát thế nhưng bổn huyện huyện uy bí thư Trịnh Quang Vinh cậu cả, lẽ nào tiểu tử này không biết. Khốn cây ết yêu ta. Con mẹ nó ngươi lại dám đánh ta. Ngắn ngủi vắng vẻ sau, nằm trên mặt đất thống khổ kêu rên Vương Nghĩa Phát vẻ mặt dữ tợn nói. Oanh! Sau đó Trần Phi nghe vậy tà tà bao quát nhìn hắn một cái, bỗng nhiên nhấc chân lại là một cước hung hăng đạp tới. Vương Nghĩa Phát mãn bụng ruột già mập mạp thân thể lại có răng rắc một tiếng vang lên, khiến ở đây tất cả mọi người khóe mắt, thần kinh mạnh vừa nhảy. Mặt trong nháy mắt hiện đầy khó có thể tin. Cái này, đây là, cốt. Đầu khớp xương chặt đứt. A, xương của ta chặt đứt. Lão Đỗ các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Trên A, bắt người. Vương Nghĩa Phát nằm trên mặt đất thống khổ kêu rên, bệnh tâm thần. Phải biết rằng hắn thế nhưng Vương Nghĩa Phát A. Đường đường bổn huyện huyện uy bí thư Lưu Quang Vinh cậu cả. Nhưng bây giờ lại cư nhiên ở như vậy trước công chúng. Trước mắt bao người bị Trần Phi ẩu đả. Thậm chí còn bị Trần Phi đá gãy một cái xương. Đây quả thực là khuất nhục. Siêu cấp lớn nhục nhã, làm hắn khó có thể tiếp thu. Vì vậy hắn hiện tại thầm nghĩ Đỗ Sa Bình mã trên đem điều này can đảm dám đối với hắn xuất thủ to gan lớn mật thanh niên nhân bắt được. Bắt tiến đồn công an. Hắn muốn báo thù a. Trần Phi tuy rằng hạ thủ rất có chừng mực, nhưng là quả thực chưa cho cái kia vô liêm sỉ Vương Nghĩa Phát cái gì mặt mũi. Không biết tay chân hoặc cái khác người nào bộ vị đầu khớp xương đều cắt đứt một cây. Đau đến người sau ai ui hu trực khiếu. Mà ở thấy tình cảnh này, Thành Dương huyện Tây Thành đồn công an sở trưởng Đỗ Sa Bình sắc mặt nhất thời mắt thường có thể thấy được khó xem, như là đáy nổi vậy đen nhánh, âm trầm như nước đáng sợ. Phải biết rằng hắn thế nhưng đường đường cấp bậc phó khoa huyện cấp đồn công an sở trưởng, nhưng bây giờ Trần Phi lại dám làm trò mặt của hắn đánh người,
đây quả thực là hoàn toàn nhìn không thấy hắn. Không đem hắn không coi vào đâu. Hơn nữa không chỉ có như vậy, phải biết rằng cái này bị đánh người vẫn là Vương Nghĩa Phát, bổn huyện huyện uy bí thư Lưu Quang Vinh cậu cả. Cái này nếu như bị Lưu thư ký đã biết, hắn cậu cả làm trò chính hắn một đồn công an sở trưởng mặt mà bị đánh, không ngay tức khắc tức giận mới là lạ. Làm sao có thể đơn giản buông tha hắn? Làm sao có thể đơn giản đến mức dưới khẩu khí này? Đồng thời phải biết rằng loại hành vi này thế nhưng vô cùng khiêu khích ý tứ hàm xúc, vô luận là đối với hắn cái này Tây Thành đồn công an sở trưởng, hay là hắn huyện uy bí thư Lưu Quang Vinh đều giống nhau. Cái này đã nghiêm trọng khiêu chiến hai người bọn họ thân là quan trường chức quan nhân viên uy nghiêm, vì vậy hiện tại trên thực tế rõ ràng là bọn họ bên này có chuyện, rõ ràng là Vương Nghĩa Phát muốn đánh trước người, chỉ bất quá lại bị Trần Phi tùy tiện đá bay mà thôi. Nhưng bọn hắn đối với loại chuyện này nhất định sẽ tuyển trạch làm như không thấy, mà là sẽ chọn đem Trần Phi loại này dám can đảm khiêu khích bọn họ uy nghiêm điêu dân bắt lại, đem ra công lý. Nhất niệm đến nước này, Thành Dương huyện đồn công an sở trưởng Đỗ Sa Binh con mắt hàm hung quang đi tới, chợt vừa nhìn uy phong lẫm lẫm, hung mâu trừng mắt Trần Phi rất uy vũ mắng làm càn, đâu chui ra ngoài điêu dân. Tại đây trước công chúng, trước mắt bao người, cũng dám làm cho ta đây cái đồn công an sở trưởng mặt mà đánh người. Người có biết hay không loại hành vi này là phạm tội? Phạm tội. Trần Phi nghe vậy khóe miệng bất tiết nhất cố ngoéo. Một cái, thản nhiên nói vậy xin hỏi chúng ta tôn kính đồn công an sở trưởng đại nhân, người vừa rồi xem không phát hiện là hắn muốn đánh trước ta. Ta bất quá là tự vệ mà thôi, có tội gì? Nói đùa, chính là một cái huyện cấp đồn công an sở trưởng. Lại làm sao có thể bị hắn Trần Phi không coi vào đâu. Câm miệng, ai cho ngươi tại đây già mồm át lẽ phải? Ngươi là đồn công an sở trưởng hay là ta? Ta rõ ràng đã nhìn thấy là một mình ngươi tại đây hành hung, còn dám nói xạo. Còn có, căn cứ chúng ta hiện trường thẩm tra, ngươi cùng cái này dịch thuật kẻ khả nghi nhiễu loạn công cộng trị an, cộng đồng tham dự vừa rồi cái này đánh đập Thịnh An bất động sản công ty ác tính sự kiện trong đến. Nghiêm trọng như vậy hành vi phạm tội. Y theo pháp luật quy định, chúng ta phải theo nếp đối với các ngươi tiến hành bắt, nếu có dị nghị, đợi được chúng ta Tây Thành đồn công an rồi hãy nói. Mà Đỗ Sa Binh nghe vậy lại đường hoàng khóe miệng buộc vòng quanh lau một cái cười lạnh trào phúng, giọng nói cũng như vậy chính khí lẫm nhiên nói. Rất hiển nhiên, hắn thấy Trần Phi cũng liền cùng dịch thuật vậy, là một không óc, không chỉ số thông minh chỉ biết là lỗ mãng ngu ngốc. Hiện tại dám khi hắn Thành Dương huyện Tây Thành đồn công an sở trưởng Đỗ Sa Binh trước mặt như vậy làm càn, thực sự là ăn gan hùm mật gấu, chán sống. Vì vậy chờ như thế này đem bắt được người Tây Thành đồn công an trong sở mặt, chộp được địa bàn của hắn bên trong sau, đây còn không phải là hắn Đỗ Sa Binh nghĩ thế nào vuốt ve tựu thế nào vuốt ve. Ha ha, thật mẹ muốn chết. Tiểu tử thối, con mẹ nó ngươi có nghe thấy không, hiện tại ngươi đã phạm tội. Còn không thành thật nhường cảnh sát đem ngươi bắt lại, nếu là ngươi, dám chống lại lệnh bắt, đó chính là tội thêm một bậc. Ta cũng muốn nhìn ngươi một chút có hay không gan này, ha ha ha. Mà ở nằm trên mặt đất thống khổ kêu rên Vương Nghĩa Phát thấy tình cảnh này, nhất thời nghĩ trong lòng thoải mái một ngụm lớn khí, nhìn Trần Phi cười to phách lối nói, vẻ mặt âm hiểm vẻ, hình dạng, dáng dấp hết sức khiếm biển. Tiểu Phi, chúng ta, mà dịch thuật lại lần nữa nhìn thấy cái này quen thuộc. Xa lạ một màn sau, không khỏi trong lòng thực sự có chút bối rối lên. Phải biết rằng, tuy rằng hắn coi như là rất có tính tình, rất có tâm huyết, nhưng vấn đề là nói cho cùng hắn cũng còn cũng chỉ là một phổ thông tiểu dân chúng, đang đối mặt những. Này ỷ thế hát yêu ta người cường quyền nhân sĩ lúc, trời sinh sẽ có một loại tự ti, cây ết yêu ta đảm nhu nhược tâm lý. Đây là không có cách nào tránh khỏi. Mà bây giờ, Trần Phi chuyện tình gây ra lớn như vậy. Ngay cả huyện uy bí thư Lưu Quang Vinh cậu cả Vương Nghĩa Phát đều bị hắn đánh, đồng thời bây giờ đối với Phương còn muốn lấy lý do như vậy đưa bọn họ bắt lại, bắt tiến Tây Thành đồn công an. Cái này, cái này, cái này, phải làm gì? Yên tâm đi, dịch thuật ca, không có việc gì, không có việc gì. Thế mà Trần Phi lúc này lại còn là một bộ rất bình tĩnh dáng dấp, nghe được dịch thuật nói cười an ủi. Cái này mẹ tiểu tử. Mà ở nhìn thấy Trần Phi đối mặt như vậy tuyệt cảnh lúc, đều đang còn là một màn kia cười hì hì, không thèm để ý chút nào dáng dấp, đồng thời trong miệng còn đang nói không có việc gì, không có việc gì. Vô luận là Vương Nghĩa Phát hay hoặc là Đỗ Sa Binh đều tức giận bể phổi. Bởi vì, này hoàn toàn tại nhìn không thấy bọn họ, không đem hai người bọn họ không coi vào đâu.
Mà bọn họ lúc này tuy rằng sớm đã tức giận sôi lên, sắc mặt dữ tợn, nhưng này Vương Nghĩa Phát nhưng vẫn là không muốn đã đánh mất mặt mũi, chật vật giơ tay lên, chỉ vào Trần Phi mũi giễu cợt nói không có việc gì. Con mẹ nó ngươi hiện tại dám còn nói không có việc gì. Ta xem tiểu tử ngươi có đúng hay không óc có bệnh a, ha ha ha. Ta nghĩ ngươi nếu là không muốn lại ai ta một cước nói, tự thành thật cho ta ngoan ngoãn câm miệng. Ngươi cảm thấy thế nào? Thế mà Trần Phi lại trực tiếp cắt đứt tiếng cười của hắn, bất thiết nhất cố giễu cợt nói. Ngươi, ngươi, Vương Nghĩa Phát nghe được Trần Phi loại này kiêu ngạo nói nhất thời nổi trận lôi đình, giận sôi lên. Đã có thể sau đó một khắc ánh mắt của hắn tiếp xúc được Trần Phi cặp kia lạnh lùng con ngươi, lại không khỏi mạc danh kỳ diệu cả người một cái giật mình, phía sau lưng phát lạnh, nhớ tới bản thân mới vừa rồi bị Trần Phi một cước đạp bay một màn kia, dĩ nhiên môi run rẩy không dám nói tiếp nữa. Phế vật! Mà nhìn thấy Vương Nghĩa Phát như vậy phế vật biểu hiện, Tây Thành đồn công an sở trưởng Đỗ Sa Binh nhìn không được trong lòng thầm mắng một tiếng, sau đó cấp tốc sắc mặt trầm xuống. Âm hiểm cười nói cũng dám làm cho ta Tây Thành đồn công an sở trưởng Đỗ Sa Binh mặt uy hát yêu ta bị hại người, các ngươi thực sự là thật to gan. Mấy người các ngươi trả lại cho ta lo lắng làm gì? Ta hiện tại lấy bổn huyện Tây Thành đồn công an sở trưởng thân phận mệnh lệnh các ngươi, lập tức đem hai cái này tội phạm bắt lại cho ta. Động thủ! Vừa rồi Vương Nghĩa Phát gào thét muốn để cho bọn họ bắt người thời gian, này lính cảnh sát kỳ thực cũng đã muốn động thủ bắt người. Chỉ bất quá lại bị Trần Phi sau lại làm càn cử động lại càng hoảng sợ, đều ngây ngẩn cả người. Mà bọn hắn bây giờ người lãnh đạo trực tiếp Đỗ sở trưởng như thế vừa quát, tự nhiên mỗi một người đều cấp tốc tinh thần đã trở về, hung thần ác sát lấy còng ra muốn đi khảo người. Chuyện gì xảy ra, các ngươi tại đây làm gì? Có thể đang lúc bọn hắn còn không có đem Trần Phi, dịch thuật hai người lấy tay khảo khảo lúc thức dậy, một đạo tràn đầy thanh âm uy nghiêm bỗng nhiên từ công ty ngoài cửa lớn truyền vào đến. Theo chỉ thấy một vị thân mặc cảnh phục trung niên nam tử đi ngoài cửa đi tới, ước chừng theo có chừng 40 tuổi, tóc đã bộ phận trắng bệch, nhãn thần thoạt nhìn tương đương sắc bén. Mà ở bên cạnh hắn còn theo tốt vài người, có thân hình khôi ngô, thần sắc lạnh lùng cảnh sát, cũng có tây trang cà vạt thoạt nhìn rất nhã nhặn nhân viên công vụ. Vương, Vương Cục trưởng, Chu Phúc Cục, Đỗ Sa Binh một thấy rõ người tới trong trong đó hai vị khuôn mặt, nhất thời lúc này mồ hôi lạnh trên trán đều nhô ra. Cả người run lên, lắp bắp nói. Bởi vì đầu kia phát đã bộ phận hoa dâm trung niên nam tử không là người khác, đúng là bọn họ Thành Dương huyện cục trưởng cục công an huyện Vương Dã. Đến mức một vị khác, tắc là bọn hắn Thành Dương huyện lao động cục phó cục trưởng, Chu Hiên Chính. Còn lại những cảnh sát kia rất hiển nhiên đều là cục công an huyện. Sa Binh là ngươi, phương diện này chuyện gì xảy ra? Cục trưởng cục công an huyện Vương Dã vừa lên đến tự cực kỳ uy nghiêm mở miệng. Ánh mắt sắc bén nhìn quét ở đây mỗi người, hình như làm cho áp lực thật lớn, cũng tốt giống như ở đây tất cả mọi người là thuộc hạ của hắn vậy. Nhưng nếu là giờ khắc này ở chàng có người dám cẩn thận nhìn kỹ ánh mắt của hắn nói, tự nhất định có thể phát hiện, kỳ thực vị này Vương Dã Vương cục trưởng trong ánh mắt, dĩ nhiên cũng tràn đầy rõ ràng hoảng loạn cùng khẩn trương. Rất hiển nhiên hắn lúc này dĩ nhiên không phải thực sự trùng hợp xuất hiện ở đây, hơn nữa bên cạnh còn như thế trùng hợp như vậy theo một vị lao động cục phó cục trưởng. Rõ ràng cho thấy bị một vị đại nhân vật bày mưu đặt kế. Cái kia, cái này, bên này có người ở nháo sự. Vương cục, Chu cục phó hai vị sao sẽ ở đây? Đỗ Sa Binh hiển nhiên không dự liệu được một màn này phát sinh, cường làm chấn định bài trừ dáng tươi cười nhiệt tình nói. Dù sao tục ngữ nói thật tốt, làm trái với lương tâm chuyện chỉ sợ quỷ gõ cửa, tự giống bây giờ. Chúng ta cũng là trùng hợp vừa đi ngang qua, Đỗ sở trưởng. Lời ngươi nói nháo sự, phải là chỉ bọn họ đi. Lao động cục phó cục trưởng Chu Hiên Chính bỗng nhiên mở miệng, chỉ vào này mãn cánh tay dọa người hình xăm bảo an cao mày nói. Rất hiển nhiên, người như thế vừa nhìn tự biết không phải là thứ tốt gì, vì vậy nếu là nháo sự, vậy khẳng định chính là bọn họ lạc. Đã như vậy, còn đứng ngây đó làm gì? Còn không cho ta bắt người. Cục trưởng cục công an huyện Vương Dã nghe vậy mâu quang lóe lên, trung khí mười phần khiển trách. Nghe nói như thế, này Tây Thành đồn công an cảnh sát nhất thời mặt lộ vẻ do dự. Bởi vì bọn họ hiện tại đương nhiên biết là chuyện gì xảy ra, nhưng vấn đề là, bây giờ là bọn họ Thành Dương huyện hệ thống công an tối cao người phụ trách cục trưởng cục công an huyện lên tiếng, bọn họ những. Này tầng dưới chót nhất tiểu lâu lâu, dám không nghe. Đến mức này đi theo Vương cục trưởng bên cạnh,
đến từ cục công an huyện hình cảnh đại đội cảnh sát, lúc này vừa nghe đến Vương cục trưởng nói, không chút do dự sẽ ngay tức khắc động thủ bắt người. Sợ đến này Bưu Hãn Bảo An sắc mặt cũng thay đổi. Vương tổng, chúng ta không phải là Vương cục trưởng, Chu cục trưởng, các ngươi lầm đối tượng. Những thứ này đều là công ty ta bảo an, hai người này mới là đến gây chuyện. Vương Nghĩa Phát thấy thế cũng là một cái đầu hai cái đại, miễn cưỡng đứng dậy giải thích. Ngươi là ai? Vương Dã Thần sắc sẳng giọng liếc mắt nhìn hắn, giọng nói thản nhiên nói. Ta gọi là Vương Nghĩa Phát, nhà này Thịnh An bất động sản công ty là của ta. Những người này đều là ta xính mời tới bảo an, bọn họ, hai người bọn họ mới là đến gây chuyện, Vương cục trưởng, Chu cục trưởng, các ngươi có thể phải làm chủ cho ta a. Mau đưa hai cái này trong mắt không cách nào người bắt lại. Vương Nghĩa Phát trước còn đang giải thích, sau cư nhiên làm bộ một bộ làm bộ đáng thương thảm trạng nói. Phải biết rằng hắn vừa rồi thế nhưng bị Trần Phi thật đá gãy một cái xương, vì vậy lúc này là thật thảm. Một thân chật vật. Vương Nghĩa Phát công ty những an ninh kia một đám hung thần ác sát, mãn cánh tay đều là cái loại này dọa người hình xăm, rất hiển nhiên vừa nhìn tự biết không phải là thứ tốt gì. Đây cũng là vị kia Chu Hiên chính Chu cục phó vừa nghe đến là có người nháo sự, tự không cần phải nghĩ ngợi, ngay tức khắc cho rằng chính là những người đó nguyên nhân. Nhưng bây giờ, Vương Nghĩa Phát lại còn nói đến nháo sự mà không là bọn hắn, mà là Trần Phi hai người bọn họ. Cũng chỉ có hai người. Chu Hiên chính nhịn không được ánh mắt phủi phiết Trần Phi hai người, lại đem hoang đường nhãn thần đúng hướng Vương Nghĩa Phát, không tin nói làm sao có thể. Người nói tự hai người bọn họ đến nháo sự. Đây không phải là đùa giỡn hay sao? Phải biết rằng ở đây mấy cái hung thần ác sát cái gọi là bảo an, có ít nhất 7-8 người, thế mà Trần Phi bọn họ bên kia lại thực sự chỉ có 2 người. Vì vậy dưới tình huống như vậy, hắn là thật không biết đối phương chính là 2 người đến tột cùng là thế nào đến gây chuyện, đây không phải là nói đùa là cái gì. Chu cục phó, vị này Vương Tổng quả thực nói không sai. 2 người kia không chỉ có dính đến nhiễu loạn công cộng trị an, ác ý đánh đập Thịnh An điền sản tài sản công ty, hơn nữa vừa rồi bọn họ còn tưởng là theo mặt của ta mà đánh người, tính chất ác liệt tới cực điểm. Đỗ Sa Binh Đỗ sở trưởng nghe vậy ngay tức khắc ở một bên giải thích. Khiến Vương Dã nghe vậy mâu quang lóe lên. Nhiễu loạn công cộng trị an, còn tùy ý đánh đập Thịnh An điền sản tài sản công ty. Trước mặt ngươi đánh người, vị này đồn công an sở trưởng cho ta lưỡng trừ được mũ thật đúng là thật lớn, ha ha. Nhưng vào lúc này, một đạo tràn đầy nhàn nhạt trào phúng thanh thanh âm bỗng nhiên vang lên. Sau một khắc, chỉ thấy Trần Phi khóe miệng lộ ra một tia nhàn nhạt màu sắc trang nhã, đi hướng một cái ẩn núp góc dĩ nhiên từ trong đó lấy ra một đài loại nhỏ camera. Mà một màn này, cũng để cho Vương Nghĩa Phát, Đỗ Sa Binh cùng với những an ninh kia, đồn công an lính cảnh sát sắc mặt chợt thay đổi, từng cái một mồ hôi lạnh ứa ra, tay chân băng lãnh. Hắn cư nhiên sớm tại nơi loại bí mật góc trộm ẩn giấu một đài HD loại nhỏ camera, hơn nữa, cái kia độ lớn của góc, vị trí, chẳng phải là vừa rồi phát sinh hết thảy đều. Cái này, làm sao có thể? Hắn đến tột cùng là lúc nào đem đài HD loại nhỏ camera trộm giấu đi vào? Vương Nghĩa Phát mặt mũi trắng bệch. Tây Thành đồn công an sở trưởng Đỗ Sa Binh cũng nhãn thần hoảng loạn, tứ chi lạnh lẽo. Tiểu Phi, ngươi chừng nào thì, ngay cả dịch thuật cũng là vẻ mặt kinh dị dáng dấp, hoàn toàn thật không ngờ dĩ nhiên sẽ có như vậy một loại xoay ngược lại xuất hiện. Thậm chí hắn đều căn bản không biết Trần Phi ra sao lúc chuẩn bị đài camera, lại là khi nào trộm giấu đến cái kia góc đi. Vương cục trưởng, Chu cục phó, nếu không ngại, các ngươi xem trước một chút cái này đi. Nhưng vào lúc này, Trần Phi cầm đài loại nhỏ HD camera đi tới Vương Dã cùng với Chu Hiên chính trước mặt, nhạt mở miệng cười nói. Ngươi là Vương Dã. Vương cục trưởng vừa nghe đến Trần Phi cái này quen thuộc thanh âm, nhất thời nhịn không được cả người một cái giật mình, nguyên bản ánh mắt sắc bén cũng nhiều hơn lau một cái nồng nặc vẻ kính sợ. Nói đùa, đây chính là liên đường đường Bắc Sơn thị cục trưởng thị công an cục, tân nhậm thị trưởng cũng không có so với kính úy đại nhân vật, trong điện thoại vài lần ba lần lời lẽ nghiêm khắc căn dặn hắn nhất định phải đem hết toàn lực thỏa mãn đối phương hết thảy tất cả yêu cầu, nghe rõ, là muốn cầu mà không phải thỉnh cầu. Thương lượng, xin nhờ. Bởi vậy có thể thấy được thân phận của đối phương là có đáng sợ dường nào, hắn sao dám làm càn. Vị tiên sinh này, xin chào. Mà vị kia Chu Hiên chính Chu cục phó hiển nhiên cũng lúc trước, chiếm được Vương Dã Vương cục trưởng nào đó chỉ điểm,
vì vậy dĩ nhiên cũng không lại Trần Phi trước mặt cũng có chút khoan dung ý tứ, trái lại không để lại dấu vết thấp giọng hỏi hậu nói. Cái này một loạt mờ ám, cũng không có bị Đỗ Sa Binh, Vương Nghĩa Phát đám người phát hiện. Hai vị xin nhìn cái này camera bên trong video đi, tự vừa rồi ghi được. Trần Phi thấy thế cũng là mỉm cười, sau đó cố ý rất lớn tiếng mở miệng nói. Vương Cục trưởng, Chu Cục phó, không phải là, chúng ta. Đỗ Sa Binh thấy tình cảnh này rất hiển nhiên luống cuống. Bởi vì hắn biết rõ nếu trước phát sinh một màn kia, thật bị đài loại nhỏ camera hoàn chỉnh toàn bộ quay chụp đến, vậy hắn căn bản là có miệng sờ biện. Dù sao bọn họ trước làm bộ hình dạng, mặc dù là tên đầu heo đều có thể nhìn ra, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, lại làm sao có thể giấu giếm được Vương Cục trưởng, Chu Cục phó hai vị hỏa nhãn kim tinh. Làm càn, buồn cười. Mà tự sau đó một khắc, Vương Dã đã nhìn rồi một ít video nội dung sau. Nhất thời nổi trận lôi đình hét lớn một tiếng, chỉ vào Đỗ Sa Binh mũi mắng Đỗ sở trưởng, ta hiện tại ngay tức khắc cần ngươi cho ta một lời giải thích. Ngươi có thể hay không lập tức nói cho ta biết, video tình huống bên trong, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Hô! Thậm chí Vương Dã ở nổi trận lôi đình quát mắng ra lời nói này sau, còn nhịn không được ở trên trán sờ soạng một cái, phát hiện tất cả đều là mồ hôi. Trần Phi là ai? Đây chính là Liên Thị Cục Công an Chu Cục trưởng. Bắc Sơn thị thị trưởng Hoàng thị trưởng đều ngôn từ gian không gì sánh được kính úy đại nhân và tồn tại, nhưng bây giờ, chính là một cái huyện đồn công an chỗ lại dám ở trước mặt hắn bày âm mưu quỷ kế gì, đây không phải là hắn sao muốn chết sao? Đây chính là đâm ngày đại sự a. Mà ở nhìn thấy bản huyện hệ thống công an tối cao đại bo SS đột nhiên tức giận, mà là còn là giận lợi hại như vậy, này một đám cảnh sát cũng không nhịn được cả người một cái giật mình, sợ nhảy dựng lên. Nói đùa. Vương Cục trưởng đó là hạng thân phận, lão nhân gia ông ta nếu là thật nổi giận, đây tuyệt đối là không được chuyện lớn. Ta, không phải là, Vương Cục trưởng ngươi nghe ta giải thích. Ta, Vương Nghĩa, Vương Tổng ngươi mau tới đây, Vương Cục trưởng ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là Thịnh An Bất Động Sản Công ty Vương Tổng, cũng là Lưu Thư Ký cậu cả. Mà ở nhìn thấy mình làm này trái với lương tâm chuyện bại lộ, Đỗ Sa Binh sợ đến đầy tay tâm đều là mồ hôi lạnh. Sắc mặt trắng bệch, bỗng nhiên đem đứng một bên Vương Nghĩa Phát lôi đến, không giải thích được giới thiệu. Lưu Thư Ký, vị ấy Lưu Thư Ký, Chu Hiên chính Chu Cục Phó nghe vậy khẽ cau mày nói. Ở Thành Dương huyện họ Lưu Bí Thư, hình như không nhiều lắm a. Đã có thể sau đó một khắc, trong mắt của hắn tử chợt co rụt lại, trên mặt hiện ra lau một cái cực kỳ giật mình thần sắc nói Lưu Thư Ký, Đỗ Sở Trưởng, người nói chẳng lẽ là Lưu Quang Vinh, Lưu Thư Ký. Nói sắc mặt của hắn tự thay đổi, phải biết rằng nếu thật là vị kia Lưu Quang Vinh Lưu Thư Ký, chuyện này tự đại điều, hơn nữa tới đây trước Vương Dã Vương Cục trưởng cũng còn không cùng hắn nhắc qua. Không sai, tỷ phu ta chính là Lưu Quang Vinh, bổn huyện huyện uy bí thư Lưu Quang Vinh. Vừa nhìn thấy Chu Cục Phó vừa nghe đến bản thân tỷ phu danh hào, đã bị sợ đến như vậy, Vương Nghĩa Phát nhất thời trong nháy mắt lại có lo lắng. Chỉ thấy kỳ đầu tiên là vẻ mặt dương dương đắc ý thừa nhận, sau đó lại đưa mắt nhìn phía Vương Dã, lớn tiếng nói cái kia, Vương Cục trưởng, video có thể hay không để cho ta nhìn một chút. Lúc trước, hắn cùng Vương Dã, Chu Hiên chính nói chuyện thái độ đều là cẩn cẩn rực rực, lo lắng hãi hùng. Mà khi hắn lúc này hiểu rõ đến bản thân tỷ phu ở đối phương trong lòng cái loại này cao độ, địa vị sau, liên đường đường cục phó cấp nhân vật khác đều sợ đến như vậy, nhất thời 10 phần phấn khích. Liên lần thứ hai hướng về phía Cục trưởng Cục Công an huyện Vương Dã nói đều là vẻ mặt kiêu ngạo, rất tự cho là đúng hình dạng. Hơn nữa nhìn hắn bộ dáng kia còn căn bản cũng không sợ Vương Dã sẽ không để cho hắn. Thấy tình cảnh này, Dịch Thuật bỗng nhiên biến sắc, nhìn không được nói rằng Vương Cục trưởng, video này không thể cấp hắn. Phải biết rằng, video này hiện tại chính là bọn họ duy nhất dựa, nếu để cho hắn Vương Nghĩa Phát, nhường hắn phá đi. Đó không phải là cái gì cũng không có. Thế mà Vương Dã nhưng ở không để lại vết tích nhìn thoáng qua Trần Phi, phát hiện đối phương dĩ nhiên là hơi một chút gật đầu sau, tuy rằng trong lòng kinh ngạc, nhưng là còn là dựa theo Trần Phi ý tứ làm, mặt không thay đổi đem camera giao cho Vương Nghĩa Phát. Quả nhiên hay là ta tỷ phu mặt mũi đại a. Mà ở nhìn thấy bản thân nhắc tới ra bản thân tỷ phu Lưu Quang Vinh tên, trước như vậy uy vũ kiêu ngạo Cục trưởng Cục Công an huyện tất cả câm miệng. Thành thật đem phân chứng cứ camera giao cho trong tay hắn, nhất thời mập phì trên mặt viết đầy đắc ý cùng kiêu ngạo. Một bộ không ai bì nổi dáng dấp.
Oanh! Bùm bùm! Ngay sau đó tự sau đó một khắc, hắn mập phì trên mặt tuôn ra lau một cái dữ tợn, âm hiểm cười nhạt, giơ lên trong tay đài camera hướng xuống đất chính là hung hăng đập một cái, sau đó còn dùng chân điên cuồng loạn đạp. Một màn này Nhượng Dịch Thuật mặt mũi trắng bệch, môi run rẩy, cũng để cho Vương Dã, Chu Hiên chính cục đám người không khỏi chau mày, người trước trong ánh mắt rất có một tia hàn mang hiện lên. Phải biết rằng, như thế nào đi nữa nói hắn Vương Dã cũng là thành này Dương huyện cục trưởng cục công an huyện, lại không nghĩ rằng lại có người dám lớn lối như vậy, làm cho mặt của hắn mà làm ra như vậy khiêu khích ý tứ hàm xúc 10 phần cử động, hủy diệt chứng cứ phạm tội, đây là thật xem hắn Vương Dã là ăn cơm khô. Vương cục ngài đừng nóng giận, người xem Vương Tổng đây không phải là có chút kích động sao? Kích động, mà Đỗ Sa Binh tuy rằng từ lâu dự liệu được kết quả này, nhưng khi hắn liếc trộm đến Vương Dã trên mặt âm trầm tới cực điểm sắc mặt sau, cũng vẫn là không nhịn được hai chân run lên, run run cười theo nói. Phải biết rằng cục trưởng cục công an huyện, đây chính là một cái huyện hệ thống công an tối cao hành chính trưởng quan. Hắn Vương Nghĩa Phát có Lưu Thư Ký làm chỗ dựa vững chắc. Tự nhiên có thể ngốc giờ, ngu xuẩn giờ, nhưng vấn đề là hắn Đỗ Sa Binh cũng không tốt như vậy phúc khí tỉ tỉ, vận khí tốt như vậy, tự nhiên như trong tảng băng mỏng, rất sợ Vương Cục trưởng cầm hắn hết giận. Vương Cục trưởng, người xem đây không phải là cái gì cũng bị mất. Nếu không ngươi và Chu Cục Phó trước hết đi làm việc đi. Bên này có Chu Sở trưởng, cũng đã đủ rồi, có thể xử lý đến. Thế mà Vương Nghĩa Phát lúc này mặc dù là gặp được Đỗ Sa Binh phó như Lý Bạc Băng hình dạng, cũng mặc cho nhưng mà nghĩ Vương Dã không có khả năng cầm hắn thế nào, được một tấc lại muốn tiến một thước nói. Người này lúc này quả thực hoàn toàn đắc ý vênh váo, đều nhanh đã quên mình là ai. Rất hiển nhiên hắn hiện tại đã hoàn toàn cho là hắn tỷ phu mặt mũi rất lớn, lớn đường đường cục trưởng cục công an huyện Vương Dã cũng không dám ở trước mặt hắn nói một câu kiên cường nói. Không hổ là huyện uy bí thư A, chính là nghiêu bức, nhưng ta là ta không đi ni. Chỉ là hắn lại không nghĩ rằng, bản thân lần nói vừa mới nói xong, cục trưởng cục công an huyện Vương Dã tự mặt không thay đổi thản nhiên nói. Lời vừa nói ra, Tây Thành đồn công an sở trưởng Đỗ Sa Binh nhất thời biến sắc, hai chân phảng phất không lực vậy run rẩy. Nhịn không được ở bên trong tâm kêu khổ nói xong, thật xong. Cái này Vương cục trưởng là giận thật. Phải biết rằng ở quan trường đồng nhất tầng thứ trong vòng mặt, nói chính là hai chữ mặt mũi. Vì vậy đang không có triệt để xé rách ra mặt trước, chỉ sợ cũng xem như là huyện uy bí thư Lưu Quang Vinh, cũng không thể nào biết dùng cái loại này xua đuổi người rảnh rỗi, xua đuổi thuộc hạ giọng hướng đường đường cục trưởng cục công an huyện nói như vậy. Bởi vì, này loại nói ra khỏi miệng hoàn toàn chính là trở mặt, hắn Vương Nghĩa Phát đến tột cùng dựa vào cái gì? Thật mẹ là nhược trí a. Làm thành Dương huyện hệ thống công an tối cao hành chính trưởng quan, lại kiêm nhiệm huyện uy thường ủy. Vương Dã đương nhiên cũng coi là bổn huyện quan trường một trong những cự đầu, quyền cao chức trọng. Vì vậy coi như là huyện uy bí thư Lưu Quang Vinh, cũng không thấy biết dùng cái loại này khẩu khí cùng hắn nói, mà bây giờ, mãn bụng ruột già tên lại cư nhiên dám lớn lối như vậy, thật coi hắn Vương Dã là ăn cơm khô. Vương Cục, mà Chu Hiên chính hiển nhiên cũng không nghĩ tới, Vương Dã lại sẽ đối với chuyện này thái độ mạnh như vậy xu thế, dù sao Vương Nghĩa Phát thế nhưng huyện uy bí thư Lưu Quang Vinh cậu cả. Tục ngữ nói thật tốt, không nhìn mặt tăng xem mặt Phật, cũng không đến mức nháo đến bây giờ loại trình độ này a. Đã có thể làm trong lòng hắn nghi hoặc, khóe mắt dư quang bỗng nhiên chạm đến Trần Phi cặp kia đạm nhiên bình tĩnh nhãn thần, không khỏi cả người cũng hơi sợ run lên, trong ánh mắt hiện ra một tia sợ hãi. Đối phương tiểu tử kia rõ ràng nghe được Vương Nghĩa Phát là Lưu Thư Ký cậu cả, nhưng thật giống như người không có sao vậy. Lẽ nào, hắn thực sự một điểm còn không sợ sao? Vương cục trưởng ngươi có ý tứ. Mà Vương Nghĩa Phát vốn là bởi vì bị Trần Phi trước mặt mọi người ẩu đả, trong lòng chính thích vạn phần ni, vốn tưởng rằng đối phương Vương cục trưởng sẽ xem ở anh rể hắn Lưu Thư Ký mặt mũi, mở một con mắt nhắm một con mắt đi qua coi như. Lại không nghĩ rằng đối phương lại dám như vậy âm dương quái khí sặc hắn nói, nhất thời có chút khí cấp bại phôi nói. Rất hiển nhiên, đây là điển hình lý tưởng cùng thực tế chênh lệch. Hắn cho rằng đối phương sẽ cho anh rể hắn Lưu Quang Vinh mặt mũi, do đó tự cho là mình rất nghiêu bức, có thể lấy cái loại này giọng nói cùng một vị cục trưởng cục công an huyện nói. Nhưng trên thực tế ni, hắn Vương Nghĩa Phát chính là một cái thí. Thậm chí đánh từ vừa mới bắt đầu Vương Dã sẽ không đưa hắn không coi vào đâu,
bất quá là kiêng kỵ phía sau hắn Lưu thư ký mà thôi. Có ý tứ, làm cho ta đây cái cục trưởng cục công an huyện mặt mà, hủy hoại chứng cứ, người có phải là thật hay không đã cho ta Vương Dã là người mù. Vương Dã nghe vậy sắc mặt âm trầm chất vấn, kỳ ánh mắt sắc bén trong bất ngờ cất giấu lau một cái hung ý. Vương cục, tỷ phu ta thế nhưng Lưu Quang Vinh, chính là bổn huyện huyện uy bí thư Lưu Quang Vinh. Liền vì hai cái này điêu dân, người đây cũng là cần gì chứ? Ghê gớm, hôm nào ta cho ngươi mặt mũi mời ngươi ăn bữa cơm. Vương Nghĩa Phát chính rơi vào bản thân đắc ý vênh váo trong ảo tưởng, lại còn thật đem mình làm là một nhân vật, cau mày khó chịu nói. Mời ta ăn, xin lỗi, ngươi sợ rằng còn không có tư cách đó. Vương Dã Vương cục trưởng nghe vậy khóe miệng lạnh lùng ngoéo một cái, sau đó lộ ra một tia uy nghiêm vẻ, vung tay lên nói cho ta đem người bắt lại, tất cả đều mang về cục công an. Đi theo bên cạnh hắn này cục công an huyện hình cảnh đại đội người sớm không nhịn được, tuân lệnh ngay tức khắc lấy ra còng tay hướng về Vương Nghĩa Phát, Đỗ Sa Binh đám người cười lạnh đi đến. Ngươi muốn làm gì? Ngươi có biết hay không tỷ phu ta là huyện uy bí thư? Đây chính là thị uy bí thư A, bổn huyện một tay, Vương Nghĩa Phát vừa thấy được đối phương cư nhiên động thật, nhất thời nhìn không được hai chân run rẩy, mập phì sắc mặt đều có chút trắng, nhưng vẫn là cường làm chấn định, sắc lệ nội cha nói. Vương cục, lầm, hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Đỗ Sa Binh lúc này cũng có chút sắc mặt trắng bệch, lắp ba lắp bắp hỏi mở miệng nói. Không nghĩ tới đối phương Vương Dã thậm chí ngay cả đường đường huyện uy bí thư Lưu Quang Vinh mặt mũi cũng không cho, cái này hoàn toàn vượt ra khỏi dữ liệu của hắn. Hiểu lầm, hanh, Đỗ Sa Binh, ta khuyên ngươi thành thật câm miệng cho ta, ngay tức khắc theo ta hồi cục công an huyện tiếp thu điều tra thẩm vấn, bằng không, ngươi tự mình biết hậu quả. Thế mà Vương Dã Vương cục trưởng nghe vậy nhưng chỉ là hừ lạnh một tiếng, bắt tay lại một huy nói động tác nhanh lên một chút, cho ta toàn bộ mang trở về cục. Nhất thời này như lang như hổ cục công an huyện hình cảnh đại đội thành viên đem Vương Nghĩa Phát, Đỗ Sa Binh bọn người bắt, ngay tại chỗ trưng dụng Tây Thành đồn công an xe cảnh sát. Dĩ nhiên, này Tây Thành đồn công an Đỗ Sa Binh thủ hạ chính là người, tự nhiên càng sắc mặt khổ hề hề một cái đều không chạy mất. Thành thật theo lên xe cảnh sát, bản thân đem mình đưa hướng về phía cục công an huyện. Trần Tiên Sinh xin chào, ta là trước cùng ngươi thông điện thoại Vương Dã. Lần đầu gặp mặt, thật hân hạnh gặp ngươi. Mà khi những người đó bị phần phật xe cảnh sát đưa đã qua cục công an huyện sau, nguyên bản vẻ mặt nguy hiểm, nhãn thần sắc bén Vương Dã nhất thời như là thay đổi một người, chủ động nhiệt tình đi tới Trần Phi trước mặt, đưa tay ra nói. Hắn xem như là Chu Thiên Diệp một tay để bạt lên thân tín hậu bối, hôm nay không sai biệt lắm vừa mới vừa đi vào 40 tuổi, chính trực tráng linh, vẫn có thể nhiều đất dụng võ. Và lại hôm nay cùng phía sau hắn chỗ dựa vững chắc Chu cục trưởng đi được rất gần Bắc Sơn thị nguyên thường vụ phó thị trưởng Hoàng Đào, hiện tại thăng chức tới thị trưởng chức. Trở thành vốn là danh phù kỳ thực nhị bả thủ, cái này khiến thân phận của hắn bây giờ địa vị tự nhiên lại bất đồng. Quan trường nội vòng tròn chính là như vậy, nhất vinh câu vinh một nhục câu nhục, nói hiểu hơn một ít chính là một người đắc đạo. Nhân ra xem ở phía sau hắn chỗ dựa vững chắc có thị trường cấp bậc quan hệ, tự nhiên sẽ cho nhiều hắn rất nhiều phân mặt mũi. Vì vậy căn cứ đạo lý này, xem hắn nhìn thấy Trần Phi lúc tự nhiên cũng không nhịn được trong lòng thấp thỏm vạn phần. Không có biện pháp A, đây là cái gọi trình tự, vòng tròn, đối phương đây chính là Liên Chu cục trưởng, Hoàng thị trưởng đều thập phần kính úy đại nhân vật, hắn Vương Dã tiểu tiểu một cái cục trưởng cục công an huyện lại coi là cái gì. Đương nhiên không dám làm càn khinh thường. Mà lao động cục phó cục trưởng Chu Hiên chính gặp lấy Vương Dã thân phận, lại còn dùng như vậy khiêm tốn thái độ hướng về một người trẻ tuổi như vậy nhiệt tình, nhất thời nhìn không được hơi há to mồm, vẻ mặt giật mình. Trong lòng giống như là có chút đoán được hắn tại sao muốn làm như vậy, liên huyện uy bí thư Lưu Quang Vinh được mặt mũi cũng không cho. Phải biết rằng tuy rằng mọi người đều biết, Lưu thư ký phía sau chỗ dựa vững chắc là nguyên Bắc Sơn thị uy bí thư Mạc Thành, nhưng bây giờ người sau cũng đã rơi đài điều đi, người trước tự nhiên không có khả năng giống như nữa dĩ vãng cường thế như vậy, làm cho kiêng kỵ. Cũng mặc kệ nói như thế nào, huyện uy bí thư chính là huyện uy bí thư. Một tay làm phải không giàu gì cũng là cái hai tam bả thủ đi. Vẫn có rất lớn mặt mũi. Vì vậy hắn hiện tại chỉ có thể nghĩ đến, trước mắt người trẻ tuổi này địa vị so với Lưu thư ký còn khủng bố. Nếu không, Vương Dã thật không cần thiết làm như vậy. Dịch thuật ca, đến, để ta giới thiệu một chút.
vị này chính là chúng ta Thành Dương huyện cục trưởng cục công an huyện, Vương Dã. Nhưng thật ra Trần Phi nhìn thấy Vương cục trưởng nhiệt tình như vậy hình dạng, cũng không có lộ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn vẻ, cười cùng với nắm tay, chặt tiếp theo liền thấy hắn quay đầu hướng phía Dịch Thuật nói. Dịch tiên sinh xin chào, ta là Vương Dã. Vương Dã nghe vậy ngay tức khắc cười hướng Dịch Thuật đưa tay tới, thập phần nhiệt tình nói. Vương cục trưởng xin chào, xin chào. Dịch Thuật nghe vậy ngay tức khắc run lẩy bẩy hai tay sao mà cầm, vẻ mặt đều là không dám tin thần sắc. Cái này cũng khó trách hắn sẽ như vậy giật mình, dù sao nói cho cùng hắn cũng chính là cái phổ phổ thông thông tiểu dân chúng, nhưng bây giờ, lại có đường đường cục trưởng cục công an huyện đối với hắn nhiệt tình như vậy, còn chủ động muốn cùng hắn nắm tay. Cái này mặc dù là xem ở Trần Phi mặt mũi, cũng để cho hắn thụ sủng nhược kinh. Trần tiên sinh, Dịch tiên sinh các người khỏe, ta gọi là Chu Hiên Chính, hôm nay đang ở lao động cục công tác. Thấy tình cảnh này, Chu Hiên Chính đương nhiên không có khả năng tự cho là đúng, ngay tức khắc vươn tay nhiệt tình chào hỏi. Trần tiên sinh, trước ngươi muốn ta mang lao động cục người đến. Hiên Chính hắn là lao động cục phó cục trưởng, nếu có chuyện gì mà nói, hắn cũng ứng với cũng đủ phân lượng có thể nói trên một ít lời. Vương Dã quả thực ngay tức khắc ở một bên giải thích. Nguyên người đến là Trần Phi gọi hắn tìm tới. Đâu đâu, ta cũng liền chỉ hiểu một ít tham dự lao động tranh cãi chuyện tình mà thôi. Cùng Trần tiên sinh các ngươi so với thực sự là kém xa nữa. Không biết Trần tiên sinh có gì cần ta làm, Chu Hiên Chính khiêm nhường một câu, sau đó ngay tức khắc nói. Là như vậy, ta đây vị ca là làm thi công đội buôn bán, thế nhưng lại bị Thịnh An Điền Sản công ty ác ý khất nợ công trình khoản, còn bày cuộc đem người khác bắt lại, ai, quên đi, Dịch Thuật ca cũng là ngươi mà nói đi, ta nói không rõ ràng lắm. Trần Phi đem Dịch Thuật đẩy đi ra nói. Cái kia. Vương cục trưởng, Chu cục trưởng là như vậy. Dịch Thuật vừa nhắc tới việc này tự tức giận, nhưng vẫn là kiềm chế theo tính tình chậm rãi giảng thuật. Mà đang nghe Dịch Thuật trong miệng này dơ bẩn, đáng ghê tởm chuyện tình sau, Vương Dã, Chu Hiên Chính không khỏi nhất tề nhíu, vẻ mặt phẫn nộ, rốt cuộc minh bạch Trần Phi, Dịch Thuật hai người ngày hôm nay tại sao muốn tới đây Thịnh An bất động sản công ty nháo sự. Đây quả thực là ỷ thế hát yêu ta người, ăn hối lộ trái pháp luật. Nghiệp quan cấu kết, dối gạt người quá người. Mẹ, xem ra cái này Đỗ Sa Binh cũng không phải thứ tốt gì. Bằng không loại sự tình này mà hắn không có khả năng như vậy tích cực. Vương cũng nhìn không được tức giận tức miệng mắng to. Bàn tay mình quản hệ thống công an ra loại này bại hoại, hắn cái này cục trưởng cục công an huyện, quả thực nét mặt không ánh sáng a. Trần tiên sinh, Dịch tiên sinh muốn tình huống như lời ngươi nói, vậy thì mời các ngươi tuyệt đối yên tâm. Vô luận phân hợp đồng có hay không có chuyện, nhưng là các ngươi thi công đội đều đã cùng đối phương Thịnh An bất động sản công ty tạo thành thực tế thuê hợp đồng quan hệ, là tuyệt đối không có khả năng ô rơi cái này công khoản. Chu Hiên Chính cũng là vẻ mặt nghiêm túc mở miệng nói. Hiển nhiên hắn đã rõ ràng Trần Phi tìm hắn đến, là đang làm gì. Tiểu Phi, chúng ta tiếp phải nên làm như thế nào? Dịch Thuật lúc này đã là bị liên tục kinh hỉ hướng đầu óc mê muội não, hoàn toàn chóng mặt. Nhưng còn nhớ rõ Trần Phi mới thật sự là quân chủ lực, nhìn không được hỏi. Tiếp A, đương nhiên là dẫn xà xuất động, ta cũng muốn nhìn một chút cái này Vương Nghĩa Phát phía sau đến tột cùng có người hay không cho hắn chỗ dựa. Trần Phi nghe vậy khóe miệng cong lại nói, trong ánh mắt hiện ra lau một cái nhàn nhạt màu sắc trang nhã, tinh mang lóe ra. T, mà đang nghe Trần Phi như vậy bình thản nói, cộng thêm hơi hàn ý âm, Vương Dã. Chu Hiên Chính cũng không nhịn được âm thầm cũng hít một hơi khí lạnh, không hẹn mà cùng mâu quang trong hiện ra lau một cái vẻ sợ hãi. Phải biết rằng trước đó, hai người bọn họ đều cho rằng Trần Phi chỉ biết hướng nghiệp quan cấu kết Vương Nghĩa Phát, Đỗ Sa Binh hạ thủ, nhưng bây giờ nghe hắn lời nói này ý tứ, dĩ nhiên là muốn liên vị kia người sau lưng cũng không buông tha, cùng nhau thu thập. Cái này, điều này sao có thể? Phải biết rằng vị kia thế nhưng... Cùng lúc đó... Bị giam ở lái về phía trên xe cảnh sát Vương Nghĩa Phát, ở nhiều lần cho thấy bản thân huyện uy bí thư Lưu Quang Vinh cậu cả thân phận sau, rốt cục tranh thủ đến rồi đánh một lần điện thoại cơ hội. Vì vậy hắn ngay tức khắc thảm thương bấm bản thân tỷ phu Lưu Quang Vinh điện thoại, một thanh nước mũi một thanh nước mắt kêu cứu này, tỷ phu sao? Vâng, là ta a, Nghĩa Phát, người nhanh tới cứu ta a. Cục công an huyện Vương Dã đem ta bắt lại, tỷ phu người nhanh tới cứu ta. Lưu thư ký. Vốn tên là Lưu Quang Vinh, chính là hôm nay Thành Dương huyện trên danh nghĩa một tay huyện uy bí thư.
chỉ là theo kỳ phía sau núi dựa lớn Nguyên Bắc Sơn thị thị uy bí thư Mạc Thành rời, tình cảnh của hắn hiện tại kỳ thực cũng có chút xấu hổ, vì vậy so với dĩ vãng đề điều rất nhiều, nhưng cũng chỉ là tương đối mà nói. Mặt khác tuy nói quan trường này khởi khởi phục phục, ngã rơi xuống rơi rất bình thường, nhưng dù sao cũng là từ đã từng lấy thúng úp voi đến bây giờ cục đuôi đối đãi, chúng ta Lưu đại thư ký trong lòng khó tránh khỏi nín một hơi thở. Cho nên khi hắn chuyển được điện thoại, nghe được bản thân cậu cả cư nhiên bị cục trưởng cục công an huyện Vương Giã bắt lại. 3. Huyện ủy số 1 Lâu Gia Thuộc, vẻ mặt đầy mỡ nị, tràn đầy đậu ấn mặt huyện uy bí thư Lưu Quang Vinh vẻ mặt tức giận vỗ bàn lên, thanh âm âm trầm nói cái gì, người nói người bị Vương Giã bắt lại. Đến cùng chuyện gì xảy ra, cho ta từ đầu chí cuối nói rõ ràng. Tỷ phu, ta hiện tại đang ở bên trong xe cảnh sát, bọn họ muốn đem ta chộp tới cục công an huyện, đến mức tình huống cụ thể, là như vậy, ta nói ngắn gọn. Vương Nghĩa Phát cấp tốc nói. Cái gì, ngươi tên ngu ngốc này, lại dám làm trò Vương Giã mặt mà làm loại chuyện đó, ngươi thật coi hắn cục trưởng cục công an huyện nón quan là giả. Ngươi cái này ngu xuẩn có đúng hay không, óc bị cửa kẹp, bị lừa đá. Mà cái này Vương Nghĩa Phát nói chưa dứt lời, vừa nói bên đầu điện thoại kia Lưu Quang Vinh nhất thời theo thùng thuốc nổ tựa như tạc mao, tức miệng mắng to. Tỷ phu, ta đây không phải là nghĩ có người ở đây, cái gì cục trưởng cục công an huyện sẽ phải nể tình sao? Chẳng lẽ hắn chính là một cái cục trưởng cục công an huyện, còn có thể so với tỷ phu ngươi cái này huyện uy bí thư càng như bức? Vương Nghĩa Phát vẻ mặt thảm thương hình dạng, nói nịnh. Mà đang nghe Vương Nghĩa Phát nói, xe cảnh sát nội này cục công an huyện hình cảnh đại đội cảnh sát hơi biến sắc mặt, nhưng đến cuối cùng biểu tình do dự mà còn là không nói gì nói. Câm miệng cho ta, loại sự tình này không cần ngươi tới quan tâm. Bên đầu điện thoại kia Lưu Quang Vinh giọng nói bất thiện mở miệng nói. Vâng, vâng, tỷ phu ngài là ai, đương nhiên so với kia cái gì Vương Giã ngưu bức hơn. Chỉ là tỷ phu, Vương Giã biết rõ ta là của ngươi người, hơn nữa ta công ty kia cũng có tên của ngươi bảo bọc. Hắn vẫn còn không cho mặt mũi như vậy, có đúng hay không coi thường ngươi a? Vương Nghĩa Phát tuy rằng nghe được bản thân tỷ phu trong giọng nói tức giận, nhưng vẫn là kiên trì châm ngòi thổi gió, gây xích mích ly gián nói. Hắn tuy rằng ngốc, nhưng cũng biết mình tỷ phu bởi vì phía sau núi dựa lớn điều ly sự tình, bị ép đê điều rất nhiều, mà khiến cho trong bụng nín một đoàn lửa, chính là nhạy cảm thời gian. Vì vậy loại thời điểm này, nếu ai không để cho hắn mặt mũi, thậm chí còn không đem hắn không coi vào đâu nói, vậy rất có thể chạm đến anh rể hắn trong lòng mẫn cảm giải đất, do đó cho nổ một tòa phập phồng hỏa hoạn núi. Mẹ, người Vương Giã cục trưởng cục công an huyện tự ngưu bức a. Chỉ cần tỷ phu ta Lưu thư ký nguyện ý xuất thủ, con mẹ nó ngươi chỉ nhằm nhò gì. Vương Nghĩa Phát ở trong lòng âm u thầm nghĩ, hoàn toàn không biết mình đã xông bao nhiêu hỏa. Mẹ, ta gọi là ngươi câm miệng cho ta. Quan trường bên trong sự tình không ngươi nghĩ đơn giản như vậy, ngươi biết cái gì? Lẽ nào ta còn cần ngươi dạy ta làm như thế nào? Quả nhiên, bên đầu điện thoại kia Lưu thư ký nghe vậy tuy rằng ngay tức khắc nổi giận mắng, nhưng ngôn ngữ trong tiếng hiển nhiên nhiều hơn một tia táo bạo, tâm phiền. Đúng vậy, hắn Lưu Quang Vinh đường đường bổn huyện uy bí thư, trên danh nghĩa một tay, hiện tại ngươi Vương Giã cư nhiên cũng không cho hắn lên tiếng kêu gọi liền đem em vợ hắn bắt lại, đây coi là cái gì? Coi thường hắn Lưu Quang Vinh. Nghĩ đến đây, Lưu Quang Vinh nội tâm không khỏi càng thêm phiền não. Tỷ phu, vậy ngươi xem ta hiện tại, có lẽ là cảm giác được mình chú ý thành công, bên đầu điện thoại kia Vương Nghĩa Phát nhỏ giọng nói. Ta trước cúp điện thoại cho Vương Giã đánh đi hỏi một chút, nhìn hắn đến tột cùng có ý tứ. Dầm một tiếng, bên đầu điện thoại kia Lưu Quang Vinh cũng đã cúp điện thoại. Vương Nghĩa Phát thấy tình cảnh này lộ ra thắng lợi dáng tươi cười. Mẹ, người Vương Giã không phải mới vừa rất nghiêu ép. Thậm chí ngay cả ta Vương Nghĩa Phát cũng dám bắt. Không biết ta Vương Nghĩa Phát là hạng thân phận. Tốt lắm, hiện theo ý ta tỷ phu ta Lưu thư ký tự mình gọi điện thoại cho ngươi. Ngươi còn có cái gì nghiêu khí, còn để xuống không tha người. Hanh, thật cho là mình là một cái gì cục trưởng cục công an huyện, chính là bàn bao nhiêu thức ăn. Rất hiển nhiên, đây cũng là chúng ta Vương Nghĩa Phát Vương Đại Lão Tổng trong lòng đắc ý vênh váo lên. Cho là mình có cái huyện uy bí thư tỷ phu, tự thật đem mình làm là thức ăn, là một sừng mà. Liên đường đường phó sự cấp bậc cục trưởng cục công an huyện đều không để vào mắt, thật vãi sống trong mộng. Cùng lúc đó, mới vừa cùng Trần Phi, Dịch Thuật, Chu Hiên chính đám người leo lên cuối cùng một xe cảnh sát,
chuẩn bị phản hồi cục công an huyện Vương Giã, Vương cục trưởng bỗng nhiên điện thoại di động vang lên lên. Là Lưu thư ký, Vương Giã lấy điện thoại di động ra nhìn một chút điện báo biểu hiện, nhất thời lông mi dương dương lên, sắc mặt rùng mình nói. Lưu thư ký, lao động cục phó cục trưởng Chu Hiên chính nghe vậy trong lòng khẽ cười khổ, lại không để lại vết tích nhanh chóng trộm nhìn thoáng qua sắc mặt bình tĩnh Trần Phi, trong mắt lóe lên một tia vẻ phức tạp. Rất hiển nhiên, hắn hiện tại cũng rõ ràng cái này hoàn toàn là thần tiên đánh nhau, người phàm tao ương. Tự xem bên kia lợi hại hơn một chút. Dù sao tuy nói Lưu thư ký bởi vì bên trong thành phố sự kiện kia mà khiến cho hiện tại mặt trời sắp lặn, xa không có trước cường thế như vậy, không người nhiều như vậy nguyện ý nể tình. Nhưng vấn đề là huyện ủy bí thư còn là huyện ủy bí thư A. Chỉ cần đỉnh đầu hắn cái này đỉnh thành Dương huyện lớn nhất nón quan còn không có bị lấy xuống, vậy hắn y theo lại chính là thành này Dương huyện trên danh nghĩa một tay, ai cũng không dám phất lờ. Nhận đi, xem hắn muốn nói cái gì. Trần Phi nhìn thấy Vương Giã dùng nhãn thần hơi ý kiến mình, nhất thời nói rằng. Vâng, Trần tiên sinh. Vương Giã nghe vậy gật đầu, chuyển được điện thoại chủ động nhiệt tình chào hỏi nói Lưu thư ký, buổi chiều tốt. Rất hiển nhiên, không nữa triệt để xé rách ra mặt trước, đường đường huyện ủy bí thư tự mình gọi điện thoại đến, cần cho mặt mũi tự nhiên phải đến vị, không thể để cho người có nói xấu cơ hội. Lão Vương A, trời nóng bức này còn ở bên ngoài phá án, thực sự là hạnh khổ ngươi. Mà bên đầu điện thoại kia Lưu Quang Vinh nghe vậy nhất thời cười nói. Đâu đâu, thân là cảnh vụ nhân viên, đây chính là ta công tác cùng trách nhiệm nha, không khổ cực không khổ cực. Lưu thư ký, không biết ngươi có dặn dò gì. Vương Giã đánh giọng quan, bỗng nhiên thoại phong nhất chuyển nói thẳng. Ngươi cái này cục trưởng cục công an huyện phá án ta cũng không dám có dặn dò gì. Bất quá, ta không có đầu óc cậu cả hình như theo chúng ta Vương Đại cục trưởng có cái gì hiểu lầm. Nếu không đợi chúng ta buổi tối ăn bữa cơm, vui chơi giải trí hiểu lầm cũng liền giải trừ. Ngươi cảm thấy thế nào, Vương Cục? Lưu thư ký ở bên kia ngoài cười nhưng trong không cười mở miệng nói. Ngài cậu cả, Nga, được rồi, chính là Thịnh An Điền Sản lão bản của công ty Vương Nghĩa Phát. Lưu thư ký ngươi xem đây cũng không phải là vua ta dã không để cho ngươi mặt mũi, chỉ là, làm cho ta đây cái cục trưởng cục công an huyện mặt mà. Hắn cũng dám làm ra như vậy miệt thị pháp luật và kỷ luật cử động, hủy diệt trọng yếu chứng cứ, ta bên này cũng có chút khó xử không phải là. Vương Giã nghe vậy giọng nói hơn chút lạnh ý nói. Vương Cục trưởng, ngươi lời này có thể nói có chút nghiêm trọng. Đang nghe Vương Giã đem lời nói nghiêm trọng như vậy, cái gì miệt thị pháp luật và kỷ luật loại này chụp mũ đều trừ lên đây, bên đầu điện thoại kia Lưu Quang Vinh nhìn không được nhướng mày. Giọng nói phá lạnh nhạt nói lẽ nào ta đây cái huyện uy bí thư liên cơ bản nhất nhận thị phi năng lực cũng không có sao. Vương Cục, ta hiện tại bất quá là muốn mời ngươi ăn bữa cơm mà thôi, lẽ nào, chút mặt mũi này cũng không cho. Rất hiển nhiên hắn lúc này cũng có chút tức giận, dù sao tuy rằng hắn Lưu Quang Vinh hiện tại mặt trời sắp lặn, không thể so từ trước, nhưng ít ra đầu hắn trên đỉnh mũ mão tử vẫn tồn tại a, không có bị lấy xuống. Vì vậy ở trước hắn nghĩ đến. Mình cũng nguyện ý tự hạ thân phận tự mình gọi số điện thoại này mà nói tình, đối phương hẳn là rất thích ý cho hắn mặt mũi này mới đúng. Nhưng bây giờ, không nghĩ tới đối phương lại vẫn tại đây nói với hắn theo nói, không có thả người ý tứ. Lẽ nào, hắn Lưu Quang Vinh mặt ra hiện tại thực sự đã trở nên yếu như vậy? Không nể tình. Lưu thư ký ngươi lời này đã có thể nghiêm trọng, ăn đương nhiên có thể ăn, bất quá đại cứu ngươi tử Vương Nghĩa Phát sự kiện kia. Xin mời thứ cho vua ta dã không thể ra sức. Chúng ta làm cảnh sát, sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào người xấu, nhưng cũng sẽ không oan uổng bất kỳ một cái nào người tốt. Muốn thật là hiểu lầm, vậy khẳng định tựu không có việc gì, điểm này xin Lưu thư ký ngươi yên tâm. Vương Giã nhàn nhạt hồi đáp. 3. Huyện ủy số 1 Gia Trúc Lâu, vẻ mặt đầy mỡ nị Lưu Quang Vinh Lưu thư ký lại một lần nữa tức giận vỗ bàn lên, nhịn không được lạnh lùng nói Vương Giã, ngươi có ý tứ. Hắn thấy, Vương Giã nói ra những lời này hoàn toàn chính là cùng hắn Lưu Quang Vinh trở mặt. Cái gì gọi là chúng ta làm cảnh sát, sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào người xấu, nhưng cũng sẽ không oan uổng bất kỳ một cái nào người tốt. Hắn cậu cả tư để hạ bất động sản công ty những chuyện hư hỏng kia, hắn Lưu Quang Vinh bình thường tuy rằng đều mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng rành mạch từng câu có bao nhiêu bẩn, có bao nhiêu nhận không ra người hoạt động. Nếu không hắn Lưu Quang Vinh cũng không cần thiết gọi số điện thoại này. Nhưng bây giờ, bên đầu điện thoại kia Vương Giã lại cư nhiên trực tiếp đem lời như vậy,
loại sự tình này mà làm rõ, nếu không cho Lưu Quang Vinh bất luận cái gì tận dụng mọi thứ cơ hội phản bác. Cái này mẹ là thật không định cho hắn Lưu Quang Vinh mặt mũi. Nhất niệm đến nước này, hắn Lưu Quang Vinh sắc mặt âm trầm xấu xí, cắn răng nghiến lợi nói Vương Dã, tuy rằng Mạc Bí Thư bị điều đi, nhưng ta Lưu Quang Vinh như trước còn là thành này Dương huyện huyện uy Bí Thư. Một tay, người bây giờ trong mắt đến cùng có còn hay không ta Lưu Quang Vinh mặt mũi. Hắn hiện vào thời khắc này hoàn toàn là nghĩ Vương Dã nhìn không thấy hắn, lại dám không để cho hắn mặt mũi, va chạm vào trong lòng hắn mẫn cảm giải đất. Phải biết rằng loại sự tình này mà nếu là phát sinh ở 1-2 tháng trước, Mạc Bí Thư còn không có rơi đài bị điều đi, cái này riêng lớn thành Dương huyện có ai dám dùng loại giọng nói này cùng hắn Lưu Quang Vinh nói chuyện như vậy. Cục trưởng Cục Công an huyện kiêm nhiệm huyện uy thường ủy. Vậy cũng hoàn toàn thiếu tư cách. Nhưng bây giờ Vương Dã lại dám công nhiên cự tuyệt hắn, không để cho hắn Lưu Quang Vinh mặt mũi, có phải là thật hay không cho rằng Mạc Bí Thư bị điều đi hắn Lưu Quang Vinh liền theo triệt để phế bỏ. Nếu là thật chọc tới hắn, ghê gớm bất cứ giá nào tại đây thời kỳ nhạy cảm cũng muốn với ngươi Vương Dã đấu một trận. Hắn Lưu Quang Vinh thật đúng là không tin chính là một cái cục trưởng cục công an huyện, chẳng lẽ còn có thể ở trước mặt hắn phiên thiên phải không? Tuyệt không khả năng. Tuy rằng không thể cua đũa cả nắm, nhưng ở rất lâu quan trường bên trong lẫn vào người tự chú ý hai chữ mặt mũi. Nhất là ở đồng nhất trình tự nội trong vòng mặt loại tình huống này đặc biệt xông ra. Cho tới khi Lưu Quang Vinh đang nghe Vương Dã lần nói sau, đầu tiên muốn lấy được không phải là mình cậu cả đến tột cùng có hay không phạm pháp, đến tột cùng có hay không ác ý khất nợ công trình khoản, mà là phẫn nộ ở chính là một cái cục trưởng cục công an huyện, dám không để cho hắn huyện uy bí thư Lưu Quang Vinh mặt mũi, đây quả thực là coi thường hắn, làm hắn không cách nào tiếp thu. Vương Dã, ta xem người bây giờ trong mắt căn bản cũng không có ta Lưu Quang Vinh, không có ta cái này huyện uy bí thư. Tốt lắm. Đợi chúng ta tự cục công an huyện gặp, hanh. Bên đầu điện thoại kia Lưu Quang Vinh nặng nề vỗ vỗ bàn, hừ lạnh một tiếng cúp điện thoại. Hắn cũng muốn nhìn một chút ở trong điện thoại Vương Dã không để cho hắn Lưu Quang Vinh mặt mũi, nhưng nếu hắn chân nhân đi qua ni. Còn có phải hay không là cái loại này âm dương quái khí lý do thoái thác? Hắn Lưu Quang Vinh hôm nay tuy rằng phía sau chỗ dựa vững chắc ngã, bị điều đi cùng hắn không liên quan nhau biên giới kinh tế yếu thị. Nhưng vấn đề là đỉnh đầu hắn trên đỉnh mũ quan còn không có bị trích, hắn Lưu Quang Vinh như trước còn là thành này Dương huyện trên danh nghĩa quan trường một tay. Cũng không phải tùy tùy tiện tiện người nào đều có thể đủ đơn giản khiêu khích, hanh. Cùng lúc đó, bên đầu điện thoại kia Vương Dã cũng buông điện thoại xuống, nghĩ Trần Phi mở miệng nói Trần Tiên Sinh, Lưu Quang Vinh nói hắn muốn tới cục công an huyện. Đang khi nói chuyện, ngữ khí của hắn kìm lòng không đậu có chút ngưng trọng mấy phần. Rất hiển nhiên. Hắn tuy rằng rõ ràng Trần Phi bối cảnh, địa vị đều rất lợi hại, ở còn con này một cái thành Dương huyện tuyệt đối không người nào có thể so với, nhưng đối phương dù sao cũng là tại đây thành Dương huyện xây dựng ảnh hưởng đã lâu huyện uy bí thư Lưu Quang Vinh, trên danh nghĩa chân chính một tay. Nếu đổi lại là trước đây, bên trong thành phố Mạc Bí Thư còn không có bị điều đi, Hoàng thị trưởng cũng còn không có thăng chức thị trưởng vị, hắn Vương Dã thật không dám ở trước mặt đối phương như vậy làm càn. Cái gì? Lưu thư ký muốn tới cục công an huyện, Dịch Thuật nghe vậy sắc mặt trực tiếp có chút trắng bệch, thanh âm nhìn không được lắp bắp nói. Chớ nhìn hắn trước cứng như vậy khí, như thế nào đi nữa cũng muốn từ Vương Nghĩa Phát trong tay phải về bản thân thi công đội nên được công trình khoản, mà khi hắn hiện tại thoáng cái nghe được Lưu Quang Vinh Lưu thư ký lại muốn tự mình đến đây, cho vô liêm sỉ Vương Nghĩa Phát làm chỗ dựa vững chắc, hắn cũng vẫn là không nhịn được luống cuống. Không có biện pháp. Hắn cũng chính là một cái phổ phổ thông thông tiểu dân chúng, nào có lá gan thật cùng một vị huyện uy bí thư đấu. Đó không phải là muốn chết sao? Không chỉ là hắn, ngay cả lao động cục phó cục trưởng Chu Hiên Chính lúc này sắc mặt cũng có chút dị dạng, hốt hoảng. Dù sao đối với cho hắn loại tầng thứ này người mà nói, vô luận Lưu Quang Vinh có còn hay không trước cường thế như vậy, có đúng hay không mặt trời sắp lặn, không bằng từ trước. Những, này đều cùng hắn không có một đinh giờ quan hệ. Bởi vì hắn trình tự còn chưa đủ, hoàn toàn chưa tới đủ để khiêu chiến đối phương uy tín trình độ. Ngươi nói hắn đến, vậy thì thật là tốt, ta gọi điện thoại đi. Chỉ có Trần Phi nghe vậy khóe miệng buộc vòng quanh lau một cái nhàn nhạt lãnh ý, lấy điện thoại ra bấm Hoàng Đào dãy số. Nguyên bản hắn còn đang suy nghĩ, nếu là thân là thành này Dương huyện hơn 10 vạn người quan phụ mẫu, Lưu Quang Vinh mặc dù là nếu không nhận cũng không phải là loại này không biện thị phi, không biết chuyện trình độ.
nhưng bây giờ sự thực lại là đối phương vừa lên đến cái gì cũng không hỏi, tự ngay tức khắc yêu cầu Vương Dã cho hắn mặt mũi thả người, điều này làm cho Trần Phi còn có thể nói cái gì. Người đã Lưu đại thư ký muốn tự làm bậy, chúng ta đây vẫn không có thể sống đi. Hoàng thúc, là ta Trần Phi. Ngay Trần Phi cho Hoàng Đào Hoàng thị trưởng gọi điện thoại lúc, Bắc Sơn thị thị trưởng Hoàng Đào đã mang theo thị kỷ ủy thư ký Trung Bình Tháng lén lút đi tới Thành Dương huyện. Đoạn thời gian gần nhất Bắc Sơn thị Nguyên thị uy bí thư Mạc Thành bị rời, Nguyên Thường vụ phó thị trưởng Hoàng Đào thăng chức tới thị trưởng chức, toàn bộ Bắc Sơn thị quan trường tự nhiên nghênh đón hiếm thấy đại chấn động. Trong đó đặc biệt Hoàng Đào vị này mới thị trưởng tối dụ cho người chú mục. Dù sao tỉnh Lý Mặt tuy rằng đã xác định xuống tới, do ai để thay thế vậy bây giờ chính không một tay bí thư vị trí, nhưng nếu là không có gì bất ngờ xảy ra người nọ chắc là hàng không, nói cách khác, vị kia thư ký mới tại đây Bắc Sơn thị khẳng định không có căn cơ gì, không giống Hoàng Đào là một bước một cái bùn ấn từ nơi này Bắc Sơn thị cơ sở leo đến thị trưởng vị trí. Ai mạnh ai yếu liếc mắt rõ ràng. Cho nên khi trước buổi trưa Bắc Sơn thị kỷ ủy thư ký Trung Bình Tháng nhận được Hoàng Đào Hoàng thị trưởng điện thoại, ngay tức khắc không dám có chút lười biếng, thậm chí ngay cả cơm trưa cũng không kịp ăn, liền theo Hoàng Đào vội vã chạy tới Thành Dương huyện đến. Đương nhiên chúng ta Trung Bình Tháng Trung Bí Thư trong lòng vẫn còn có chút hiện lên nói thầm. Tuy nói người Hoàng Đào quan mới tiền nhiệm ba cây đuốc, nhưng là không đến mức tích cực như vậy đi. Buổi sáng vừa mới vừa nhận được điều nhiệm thông chi, buổi chiều muốn tự vi phục tư phóng, bắt điển hình. Hơn nữa còn là hiện tại Thành Dương huyện loại này ở Bắc Sơn thị chủ quản lý 5 khu 6 huyện trong bài danh kháo hậu thị trấn, thật để cho người kỳ quái. Bất quá kỳ quái về kỳ quái, nhưng hắn Trung Bình Tháng tốt xấu cũng ở đây Bắc Sơn thị quan trường lăn lộn hơn 30 năm, tự nhiên rất rõ ràng nói cái gì nên nói cái gì nói không nên nói. Có chút thời gian giả trang ngốc kỳ thực cũng thật tốt. Leng keng choang. Đúng lúc này, Hoàng Đào tùy thân điện thoại vang lên. Hắn chuyển được điện thoại nghe xong một hồi ngay tức khắc nói ta đã biết, Trần Tiên Sinh, ta hiện tại ngay tức khắc chạy tới Thành Dương Cục Công an huyện. Chợt điện thoại bên kia Trần Phi liền cúp điện thoại, chỉ là điện thoại đầu này. Trần Tiên Sinh. Nghe vậy Trung Bí Thư nhìn không được mạnh khóe mặt giật một cái, trong ánh mắt hiện ra lau một cái giật mình vẻ, không nhịn được nói Hoàng Thư Ký, Lão Hoàng, ngươi. Hiển nhiên nàng là bị Hoàng Đào vừa rồi cái loại này cung kính tư thái cho dọa. Phải biết rằng Hoàng Đào hôm nay có thể là bọn hắn Bắc Sơn thị thị trưởng, tránh thính cấp, lại còn lấy như vậy một loại khiêm tốn, cung kính tư thái cùng bên đầu điện thoại kia người, nói như thế, thậm chí còn dùng tới Trần Tiên Sinh loại này tôn sùng, quả thực làm cho không dám tin tưởng. Hiện tại biết ta vì sao buổi trưa không cơm, liền đem ngươi gọi đến tới bên này. Hoàng Đào nghe vậy cười khổ cười, coi như là gián tiếp cho đối phương một cái nhắc nhở. Lẽ nào? Trung Bí Thư nghe vậy một cái giật mình, trong ánh mắt hiện ra lau một cái vẻ ngưng trọng, lúc này tựa hồ rốt cuộc minh bạch đối phương quan mới tiền nhiệm ba cây đuốc như vậy tích cực. Chợt cười khổ nói Lão Hoàng A, người còn là cho ta thấu cái đáy đi. Đối phương đến tột cùng là thân phận gì, ta sợ đợi ta không biết tình huống nói sai nói. Thân phận gì? Hoàng Đào nghe vậy sờ sờ mũi, nghiêm túc nhắc nhở ta còn thật cho ngươi nói không được vị kia đến tột cùng là thân phận gì. Bất quá! Đó là một vị rất đặc thù người, năng lực của hắn đủ để đối với xã hội tạo thành cự đại uy hiếp ta. Vì vậy, dù thế nào ta bây giờ là đem hắn trở thành Triệu tỉnh trưởng đối đãi, hắn nhắc tới bất cứ chuyện gì, ta đều biết dụng tâm đi làm. Đối với xã hội tạo thành cự đại uy hiếp ta, Trung Bí Thư nghe vậy đầu tiên là sửng sốt, sau đó nhịn không được cả người đều theo run lên, một hàn khí từ cột sống nhắm trên bò. Hắn đương nhiên biết. Lấy Hoàng Đào thân phận cùng với cùng nàng quan hệ, tuyệt đối sẽ không nói với nàng nói chuyện giật gân nói. Hơn nữa lấy thân phận của nàng trình tự kỳ thực cũng biết, ở trên cái thế giới này kỳ thực có cái loại này chính mình siêu phàm vũ lực tồn tại, liên quốc gia đều cảm thấy kiêng kỵ. Đúng vậy, vì vậy đợi đi qua ngươi nói chuyện phải tránh cẩn thận. Mặt khác những chuyện khác chúng ta dựa theo quy luật đến là được, không cần tận lực thiên vị, đây cũng là vị kia Trần Phi Trần Ý của tiên sinh. Hoàng Đào gật đầu một cái nói. Yên tâm đi Lão Hoàng, ta hiểu được. Trung Bí Thư nghe vậy hít sâu một hơi, chợt gật đầu nói. Đương nhiên cũng đem Trần Phi tên này thật sâu ghi tạc trong lòng mình. Khoảng chừng 20 phút sau, Thành Dương huyện Cục Công an huyện hình cảnh đại đội phòng làm việc. Này, ta nói các ngươi vừa mau đưa ta đây còng tay buông ra, nếu không đợi tỷ phu ta tới thấy,
các ngươi có ai đảm được khởi trách nhiệm này sao? Từ trong điện thoại biết được bản thân tỷ phu Lưu Quang Vinh, muốn hôn lâm cái này cục công an huyện tới cứu hắn, nhất thời hắn Vương Nghĩa Phát trong lòng tự hiện ra hào tình vạn trượng can vân, cho là mình như bức trời cao, ngẩng đầu, mắt như là sinh trưởng ở cái trán đỉnh vậy ở hình cảnh đại đội phòng làm việc đại hống đại khiếu nói. Khiến này hình cảnh sắc mặt đều phi thường xấu xí. Xin lỗi, cục trưởng còn chưa có trở lại, không có mệnh lệnh của hắn, chúng ta có thể không có can đảm giúp người buông tay ra khảo. Có trẻ tuổi một chút cảnh tuổi còn trẻ khí thịnh, không quen nhìn Vương Nghĩa Phát tại bọn hắn hình cảnh đại đội trong phòng làm việc cư nhiên đều dám lớn lối như vậy, nhất thời há mồm giễu cợt nói. Ngươi, ta nhớ kỹ ngươi, đợi tỷ phu ta tới, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Vương Nghĩa Phát nghe vậy nhất thời hung thần ác sát nhìn chằm chằm cái này tuổi trẻ hình cảnh cắn răng nghiến lợi nói. Lại còn dám đảm đương chúng uy hát yêu ta cảnh sát. Xem ra ngươi là thật không có làm rõ ràng hiện tại đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Đều đến cái này cục công an, lại còn dám uy hát yêu ta trong cục cảnh vụ nhân viên, ngươi không biết đây là tội thêm một bậc. Một đạo thanh âm lạnh lùng từ bên ngoài phòng làm việc truyền đến. Vương Giã mặc uy nghiêm cảnh phục, đại mã kim đao, thần sắc lạnh lùng đi đến. Ngươi, không phải là, ta. Vương Nghĩa Phát gặp hắn vừa rồi lời kia cư nhiên bị Vương Giã nghe được, nhất thời thần sắc hoảng hốt, lắp bắp nói. Hắn hiện tại thế nhưng biết đối phương là theo hắn chơi thật, đương nhiên không nữa trước cái loại này phách lối lo lắng, chỉ có thể ở trong lòng mong mỏi bản thân tỷ phu sớm một chút đến, cứu hắn thoát ly theo khổ hải. Hảo hảo chấn động cái này chết tiệt Vương Giã. Vương Giã, Vương Đại Cục Trưởng, thực sự là uy phong thật to a. Nhưng vào lúc này, một đạo tràn đầy tức giận lạnh giọng hình phạt kèm theo cảnh đại đội bên ngoài phòng làm việc vang lên. Một vị vẻ mặt đầy mỡ nị, tràn đầy đậu ấn mặt trung niên nam tử cao gầy vẻ mặt âm trầm đi đến. Chính là huyện uy bí thư Lưu Quang Vinh. Ta xem ngươi cũng rất phách lối nha, có biết hay không là chỗ. Vừa lên tới cũng không hỏi xem đến tột cùng chuyện gì xảy ra, tự chỉ vào Vương Cục Trưởng mũi chào phúng. Vương Giã nghe vậy đều còn chưa mở miệng, đứng một bên Trần Phi sẽ không từ cười lạnh cười, nói. Làm càn, người vật gì vậy, lại dám dùng loại giọng nói này cùng tỷ phu ta nói, người có biết hay không tỷ phu ta là ai? Tỷ phu ta thế nhưng thành này Dương huyện huyện uy bí thư, một tay. Gặp Trần Phi cái này vừa rồi ẩu đả hắn người, hiện tại dám dùng loại này mạo phạm giọng cùng anh rể hắn nói, Vương Nghĩa Phát mập phì trên mặt nhất thời hiện ra lau một cái mịt mờ âm hiểm. Nhảy ra chỉ vào Trần Phi mũi mắng to. Hiện ở trong lòng hắn đương nhiên là nghĩ vượt nháo càng lớn. Chỉ cần anh rể hắn giận thật, hắn Vương Nghĩa Phát còn sợ không có cơ hội báo thù. Ha ha, trong lòng hắn âm hiểm cười rộ lên. Ngươi là ai, nơi này có ngươi tư cách nói chuyện, mà Lưu Quang Vinh ở nhìn thấy Trần Phi như vậy một cái thiểu niên, lại dám trước mặt mọi người chào phúng hắn, nhất thời mặt lạnh lùng phẫn nộ quát. Tư cách. Trần Phi nghe vậy không khỏi khóe miệng hơi cong lại, giễu cợt nói xem ra chúng ta Lưu thư ký quản được rất rất khoan a. Đầu năm nay lời nói đều còn phải xem tư cách, xin lỗi, ta Trần Phi hình như vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Hắn hiện tại rốt cục có chút lý trí vì sao Vương Nghĩa Phát sẽ lớn lối như thế, nguyên lai có nhiều chủ tử, tự có nhiều cậu a. Hanh, Lưu thư ký gặp Trần Phi đều biết thân phận của hắn, lại còn dám lấy như vậy giọng nói chuyện với hắn. Như vậy sặc hắn, sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm, nhìn về phía Vương Giã nói Vương Cục Trưởng, các ngươi cảnh vụ nhân viên phá án địa phương, dám còn có loại này không biết cái gọi điêu dân nhiễu loạn chấp pháp, lẽ nào, thì không nên đem hắn bắt lại sao? Bắt lại? Không chỉ là Trần Phi nghe vậy trong con ngươi hiện ra lau một cái hàn mang. Ngay cả Vương Giã Vương Cục nghe vậy, trong ánh mắt cũng không khỏi nhiều hơn lau một cái phẫn nộ. Nhìn Lưu Quang Vinh quát lạnh Lưu thư ký. Cảnh sát chúng ta làm sao chấp pháp phá án, hẳn là còn không cần có chút người đến giáo đi. Ngươi nói cái gì? Lời vừa nói ra, Lưu Quang Vinh nhất thời sắc mặt trở nên không gì sánh được xấu xí. Hắn là thật không có nghĩ đến, bản thân đường đường huyện uy bí thư cũng đích thân tới, coi như là cho ngươi Vương Giã Vương Đại Cục Trưởng đầy đủ mặt mũi đi. Nhưng bây giờ đối phương cư nhiên cũng còn không thấy đủ, còn muốn dùng loại này gần như dở mặt giọng cùng hắn nói, cái này có ý tứ. Coi thường hắn Lưu Quang Vinh sao? Nhất niệm đến nước này, hắn nhất thời vẻ mặt lạnh như băng mở miệng khiển trách tốt lắm, tốt. Ta hiện tại lấy huyện uy bí thư thân phận mệnh lệnh các ngươi, lập tức cho ta bắt người.
cho ta đưa cái này dám can đảm ở cục công an huyện hình cảnh đại đội phòng làm việc nhiễu loạn chấp pháp điêu dân bắt lại. Mà hắn lời này là trực tiếp hướng về này hình cảnh đại đội cảnh sát nói. Làm bổn huyện trên danh nghĩa một tay, hắn Lưu Quang Vinh quả thật có tư cách vòng qua Vương Dã người cục trưởng này, trực tiếp hạ lệnh bắt người. Vì vậy phòng làm việc những cảnh sát kia nhất thời một đám sắc mặt cũng thay đổi. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Không nghe được Lưu thư ký mệnh lệnh. Đúng lúc này, ở một bên vẫn bị thủ sẵn Tây Thành đồn công an sở trưởng Đỗ Sa Binh bỗng nhiên nhảy ra, trên mặt hiện ra lau một cái vẻ dữ tợn, dĩ nhiên từ một người cảnh sát trong tay đưa qua còng tay, đi hướng Trần Phi nói đem xong vươn tay ra đến, người bị dẫn độ. Trước bởi vì có Tây Thành đồn công an sở trưởng thân phận, vì vậy hắn cũng không có bị còng tay khảo theo. Uy phong A, không hổ là huyện uy bí thư, thực sự là uy phong A. Bất quá ta cũng muốn hỏi một chút các ngươi dựa vào cái gì bắt ta. Cũng bởi vì trong miệng ngươi cái gọi nhiễu loạn chấp pháp. Trưởng cục công an đều không mở miệng ni, lẽ nào, ngươi so với hắn cái này phạm mấy thập niên cảnh sát thâm niên càng hiểu. Trần Phi thấy thế không khỏi khóe miệng lộ ra cười nhạt. Những người này, xem ra thật là vô pháp vô thiên. Câm miệng, ở đây không có ngươi tư cách nói chuyện. Thế mà Lưu thư ký nghe vậy nhưng chỉ là hét lớn một tiếng nói. Vẻ mặt đều là cười nhạt vẻ. Hắn thấy, chỉ bằng Trần Phi loại này thăng đấu tiểu dân, lại có tư cách gì cùng hắn Lưu Quang Vinh đấu. Thực sự là không biết lượng sức, muốn chết. Hanh, câm miệng, ta xem ngươi mới hẳn là câm miệng. Lưu thư ký, ta nghĩ ngươi hẳn là làm rõ ràng, nơi này là cục công an huyện, mà vua ta dã mới là cái này cục trưởng cục công an huyện. Như ngươi vậy làm trò mặt của ta mà tha cho ta ra lệnh, có đúng hay không có chút quá phận. Thế mà Vương Dã chợt bão nổi nói. Ngươi nói cái gì? Vương Dã, ngươi có đúng hay không uống lộn thuốc, lại dám nói chuyện với ta như vậy? Lưu Quang Vinh nghe vậy nhất thời tức bể phổi, không nghĩ tới Vương Dã lại dám dùng loại giọng nói này nói chuyện với hắn. Phải biết rằng mặc dù là cục công an huyện đó cũng là về huyện chánh phủ quản, mà hắn Lưu Quang Vinh lại là huyện chánh phủ trên danh nghĩa một tay. Hắn mới là lãnh đạo. Nhưng bây giờ chính là một cái thuộc hạ ngành cục trưởng lại dám như vậy phản bác hắn, cái này, đây thật là buồn cười. Vương cục trưởng, trong mắt ngươi đến cùng có kỷ luật hay không có hay không đảng quy. Ngươi nếu nghĩ ngươi bây giờ vị trí này không muốn ngồi, vậy cũng không cần ngồi. Lưu Quang Vinh tức giận cả người run. Vương Dã nghe vậy sắc mặt rốt cục có chút thay đổi. Bởi vì Lưu Quang Vinh hôm nay mặc dù có chút mặt trời sắp lặn, không bằng từ trước. Nhưng nếu là thật nảy sinh ác độc muốn đem hắn Vương Dã làm cho dưới thai, cũng vẫn có cái quyền lợi này cùng tư cách. Lưu thư ký, ta muốn hỏi một chút, đến tột cùng là lợi ích của dân chúng trọng yếu, cũng là ngươi cái này cậu cả cùng đồn công an sở trưởng ăn hối lộ trái pháp luật, nghiền ép máu của dân chúng mồ hôi tiền trọng yếu. Đại cứu ngươi tử phạm tội, ngươi thân là tỷ phu của hắn lẽ nào thật không biết. Đúng lúc này, Trần Phi bỗng nhiên nói. Ngươi nói cái gì, ngươi cái này điêu dân. Vương Nghĩa Phát nghe vậy mặt liền biến sắc nói. Mà Đỗ Sa Binh nghe vậy cũng trên mặt hiện ra lau một cái vẻ dữ tợn, cầm còng tay lần thứ hai đi hướng Trần Phi, hung ác nói cho ta vươn tay ra, hiện tại ngươi đã bị bắt. Ăn hối lộ trái pháp luật, không biết thì thế nào, biết thì thế nào. Mà Lưu thư ký nghe vậy khóe miệng lúc này rốt cục buộc vòng quanh lau một cái nhàn nhạt ý giễu cợt, khinh thường nói xem ra ngươi còn muốn trước khi chết chết cái minh bạch. Tốt lắm. Cũng coi như quyển sách nhớ thiện tâm, sẽ nói cho ngươi biết. Tại đây Thành Dương huyện, ta Lưu Quang Vinh chính là pháp luật, ta quyết định. Hắn đi tới Trần Phi trước mặt dùng chỉ vào Trần Phi ngực, vẻ mặt châm chọc. Tại đây Thành Dương huyện, ta Lưu Quang Vinh chính là pháp luật, ta quyết định. Trần Phi nghe vậy đôi mắt bùng lên ra lau một cái hàn mang. Phải, Lưu Quang Vinh, tại đây Thành Dương huyện ngươi chính là pháp luật, vì sao ta Hoàng Đào cho tới bây giờ cũng không biết. Nhưng vào lúc này, một đạo tràn đầy tức giận uy nghiêm thanh âm bỗng nhiên từ bên ngoài phòng làm việc vang lên. Theo, vẻ mặt tức giận Hoàng Đào cũng đã sải bước đi tiến đến. Đi theo bên cạnh hắn còn có Bắc Sơn thị kỷ ủy thư ký Trung Bình Tháng, cùng với vài vị đi theo nhân viên, trên mặt bọn họ đều hiện lên theo tức giận biểu tình, không nghĩ tới tại đây Thành Dương huyện, cư nhiên sẽ có như vậy bẩn thỉu một màn xuất hiện. Trung bí thư, Hoàng thị trưởng. Mà mọi người tại đây, đặc biệt Lưu Quang Vinh một thấy rõ ràng người khuôn mặt, nhất thời sợ đến liên hồn đều muốn bay. Phải biết rằng đây chính là thị kỷ ủy thư ký, cùng với thị trưởng A.
Một cái phụ trách bọn họ loại này thì huyện hương trấn kiểm tra kỷ luật giám sát công tác. Một cái càng trông coi vốn là mấy triệu nhân khẩu số 2 lãnh đạo. Nhưng bây giờ, bản thân lại làm cho mặt của bọn họ mà nói ra như vậy cuồng ngôn, cái gì tại đây thành Dương huyện, ta Lưu Quang Vinh chính là pháp luật, ta phi. Hiện tại đừng nói là cái gì ta là pháp luật, ngay cả đầu hắn trên đỉnh nón quan chỉ sợ cũng thật không giữ được. Nhất niệm đến nước này, Lưu Quang Vinh sắc mặt trắng bệch. Hiểu lầm, Trung Bí Thư, Hoàng Thị Trưởng, ta thật không biết các ngươi ngày hôm nay sẽ đại giá quang lâm. Ngay sau đó hắn Lưu Quang Vinh nhìn không được đầu đầy mồ hôi giải thích. Mà ở nhìn thấy bản thân tỷ phu cư nhiên như thế sợ hãi hướng hai người kia cúc cung giải thích, lại trong miệng xưng hô thư ký gì cái gì thị trưởng, nguyên bản còn vẻ mặt kiêu ngạo thần sắc Vương Nghĩa Phát lúc này cũng choáng váng, hai chân liền không nhịn được run lên, đầu đầy mồ hôi. Ông trời của ta, sách, bí thư, thị trưởng, hiểu lầm, ngươi lời này ý là, chúng ta không ở, lời này có thể nói. Đúng lúc này Hoàng Đào cả người run mặt lạnh lùng nói. Điều này thật sự là hơi quá đáng, mặc dù là lấy hắn Bắc Sơn thị trưởng thân phận, đều không cách nào tưởng tượng hạt kế tiếp thị uy bí thư lại dám lớn lối như vậy, công nhiên không chút kiêng kỵ nói ra những lời này đến. Cái gì tại đây thành Dương huyện, hắn Lưu Quang Vinh chính là pháp luật. Muốn thực sự là như vậy, vậy còn được. Không, không, Hoàng thị trưởng ta không phải là ý tứ này. Đều là hiểu lầm, Lưu Quang Vinh lau mồ hôi lạnh trên trán. Hanh, thế mà Hoàng Đào nghe vậy lại cũng chỉ là trầm mặt hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó tự đi nhanh từ Lưu Quang Vinh bên người gặp thoáng qua, hướng về Trần Phi chỗ ở phương hướng đi đến. Hoàng thị trưởng ngài đừng hiểu lầm, ta là đang chuẩn bị bắt hắn, hắn ở chúng ta cục công an huyện nhiễu loạn chấp pháp. Phiến, kích động điêu dân nháo sự, mà Đỗ Sa Binh tựa hồ cho rằng Hoàng Đào là hướng phía hắn đi tới, cái này mới đột nhiên ý thức được trong tay mình còn cầm còng tay. Sắc mặt chợt biến, điên cuồng giải thích. Điêu dân, ta xem ngươi mới là điêu dân, không xứng mặc trên người bộ cảnh phục này. Hoàng Đào nghe vậy lạnh lùng quét Đỗ Sa Binh liếc mắt, sau đó hướng Trần Phi đưa tay nói Trần Tiên Sinh, xin lỗi, chúng ta tới chậm. Trần Tiên Sinh. Lời vừa nói ra, ngoại trừ sớm có chuẩn bị tâm tư Vương Giã, Trung Bí Thư ở ngoài, cái khác như là Lưu Quang Vinh, Đỗ Sa Binh, Vương Nghĩa Phát. Chu Hiên chính trở trong nháy mắt đã bị sợ ngốc. Không nghĩ tới đường đường Hoàng Đào thị trưởng cư nhiên sẽ đối với như vậy một cái thiểu niên cung kính như thế, và lại giọng nói còn như vậy khiêm tốn, quả thực làm người ta không dám tin tưởng. Bọn hắn bây giờ rốt cuộc minh bạch cái này thiểu niên vừa rồi vì sao như vậy nắm chắc khí, liên Lưu thư ký cũng dám chào phúng, nguyên lai là đứng phía sau một vị Bắc Sơn thị trưởng. Tiểu Phi, người thật nhận thức thị trưởng. Mà dịch thuật lúc này tự nhiên cũng đã là sợ ngây người. Hắn đột nhiên hồi tưởng lại Trần Phi trước hình như là nói qua bản thân nhận thức thị trưởng, có thể khi đó bọn họ lại không tin, chỉ là hiện tại. Cứ, lại là thực sự. Đương nhiên là thực sự, nếu không ta lừa gạt ngươi làm gì thế. Trần Phi nghe vậy cười cười, hướng về Hoàng Đào còn có Vương Giã nói Hoàng Thúc, Vương Cục Trưởng, còn dư lại chuyện tự giao cho các ngươi. Hắn đương nhiên cũng biết sự tình đều đến nơi này một bước. Tự nhiên cũng liền không hắn chuyện gì, chợt lôi kéo xứng sở dịch thuật ly khai hình cảnh đại đội phòng làm việc. Bảo chứng hoàn thành nhiệm vụ, ở nhìn thấy đường đường thị trưởng ở trước mặt hắn, đều đúng Trần Phi như vậy một cái thiểu niên như vậy tôn kính, Vương Giã nghe vậy nhất thời nhìn không được một cái giật mình, phản xạ có điều kiện lớn tiếng nói. Tựa như ban đầu ở bộ đội nhận được nhiệm vụ vậy. Lưu thư ký, cựu ủy chúng ta hiện tại phát hiện ngươi có nghiêm trọng trái pháp luật vi nhật ký hành trình vi. Xin phối hợp chúng ta tiếp thu điều tra. Trung Bí Thư thấy thế cũng bắt đầu trước lạnh lùng nói. Tuyên bố đối phương tử hình. Tuy rằng từ hắn đến phòng làm việc này tự chỉ nghe được Lưu Quang Vinh một câu kia nói, thế nhưng tự một câu nói như vậy cũng đã đủ rồi. Bởi vì bất kỳ một cái nào nghiêm cần tự hạn chế, tuân kỷ tuân thủ pháp luật thật là tốt quan viên cũng không thể nói ra những lời này đến. Thực sự là hơi quá đáng. Cái gì ngươi chính là pháp luật, phi. Cũng không nhìn một chút bản thân là vật gì. U ác tính. Ta, Lưu Quang Vinh nghe vậy chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, trực tiếp ngất đi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 15.